Rồi, xin nghỉ chào cô chú anh chị mình ha. Thưa bữa nay ngày 11 tháng 12 thì tiếp tục nghỉ cũng lên đâu được 160, 170 mã hàng gì nè. Cũng không có nhớ gõ lắm, tại này mấy anh lính sắp ra không à. Cũng tầm tầm cỡ đó gì đó. Thì bữa nay nó cũng có đầy đủ cho nghe cô chú anh chị mình như mọi hôm thôi. Tại vì cái clip trước với cái clip này là chung một lô đồ. Một lô tới gần 2 tấn lận mà em đăng chỉ có 2 clip thôi. Đó. Đăng chỉ có 2 clip thì đăng clip bữa nay nữa thì ngày mai ngày mốt gì đó em đi chợ tiếp tục. Nó tại lúc nào cũng phải đem đồ cho nó mới mới, nó đẹp đẹp chút xíu về cho cô chú anh chị mình. Nó còn đồ nào mà nó tệ quá hoặc nó gãy mẻ gì đó thì em sẽ dồn qua bỏ qua phế liệu hết. Đấy. Chủ yếu ở đây là mình đăng cái gì cho cô chú anh chị mình về xài luôn. Hay hoặc là có những cái nào mà nó có trục trặc nhẹ thì về chỉnh chu lại chút xíu giùm cho em. Đó, rồi thì bữa nay thì cũng như mọi khi thôi, đồ thì cũng đủ món như mọi khi vậy đó. Thì giá cả nó cũng tầm như mọi khi thôi. Thường thường thì lấy đa số bữa nay thì đơn giá chắc cỡ 200 ngàn là nhiều. Còn một ít gì đó nó hơn chút đỉnh gì thôi. Đó. Rồi thì ở đây thì Nghị cũng có nói trước cho cô chú anh chị mình là Nghị quay công khai, cái gì cũng công khai hết, rõ ràng cho cô chú anh chị mình. Còn cái nào mà thắc mắc chưa có gõ số những cái gì mà cho nó rõ ràng chút xíu thì cô chú anh chị mình không có biết rõ thì có thể điện lại cho Nghị hoặc là mình tua đi tua lại nhiều lần mình coi. Đó, thì thể lệ buôn bán bên Nghị thì Nghị cũng nói lại cho cô chú anh chị mình luôn, tất cả hàng hóa bên Nghị bán đơn hàng từ 200 ngàn trở lên là Nghị bao ship hết nghe cô chú anh chị mình. Đó, bao ship hết, về hàng về tận nơi, shipper giao tận nhà rồi cô chú anh chị mình được quyền kiểm tra hàng thoải mái nha. Đúng như trên video Nghị đăng, ví dụ Nghị nói làm sao, hình ảnh làm sao, số lượng làm sao thì cô chú anh chị kiểm tra y vậy, nhận hàng giùm cho em là em cảm ơn rồi. Đó. Còn cái chuyện mà thí dụ về cô chú anh chị kiểm tra lại thì ví dụ món đó ở trong khi Nghị soạn Nghị kiểm tra nó còn một số món ví dụ mình không thấy hoặc nhiều quá mình bị qua mắt hay gì đó mình không có phát hiện rõ, nó nứt nó bể nó gãy gì đó thì cô chú anh chị điện lại liền lại cho Nghị nha, chứ tránh trường hợp 3 ngày 5 ngày 10 ngày sau rồi đó điện lại cho Nghị thì cái đó Nghị không có chịu trách nhiệm mình nha. Ví dụ bây giờ về Nghị cho kiểm tra cô chú anh chị mình kiểm tra thoải mái luôn mà. Đó, ưng bụng rồi lấy, đúng như trong video thì lấy thôi chứ không có cái gì nữa trơn. Nói còn về mà ví dụ cô chú anh chị mình đem lên xài nhiều khi chài quá tải quá lực hay này kia các cái rồi nó này trục trặc này kia thì cái đó thì Nghị cũng không có dám mà bảo đảm tới cái mức độ đó nha. Ở đây là chỉ bao đúng hình ảnh đúng video trên video đủ món vậy thôi chứ còn ngoài ra không có bảo hành nha, đồ cũ em không có bảo hành được. Rồi thì cô chú anh chị nào có ưng cái mã hàng nào thì Nghị nhắc lại là ở đây cô chú anh chị mình cố gắng tua đi tua lại nhiều lần coi đi, nó tua đi tua lại nhiều lần mà mình coi cho thiệt là kỹ đi trước khi mình hãy quyết định mình mua hoặc là mình chụp cái màn ảnh lại đó coi thiệt kỹ đi rồi quyết định chốt thì điện trực tiếp số điện thoại Nghị có để trên phần mô tả, đó là số 0358151251, số đó cũng là số Zalo của Nghị luôn à. Còn cô chú anh chị nào có ở gần cái chỗ của Nghị thì mình lại lựa trực tiếp cũng được. À, chỗ của Nghị là ở cầu số 10, xã Tà Đảnh, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Cứ lại ngay cầu số 10 đi rồi điện em chỉ thêm, đi thêm cỡ cây số nữa. Rồi, cô chú anh chị nào có chốt được cái mã hàng nào thì nhớ cọc cho Nghị 100 ngàn một mỗi mã hàng nha. Cọc cho Nghị 100 ngàn. Con qua bển con lấy thêm hai cái trong cái keo trên cái bàn, cái keo mũ nhỏ đó nó có 10 cái cây mà lấy vít gãy á, cây sắn sắn giống như cái đít con ốc đó, lấy 4 cây tầm tầm nó gần bằng nhau vừa vừa thôi, đừng bự quá mà đừng nhỏ quá, đem 4 cây qua đây đừng bỏ vô hai mã này. Rồi cô chú anh chị nào có cọc gửi tiền cọc cho Nghị nhớ để cái nội dung cọc là mua mã hàng số mấy, cọc tiền mã hàng số mấy là Nghị biết sẽ biết cái người nào cọc tiền thôi chứ khỏi để cái gì thêm để tránh tình trạng không có để rồi nó chỉ có mã giao dịch không, Nghị không có biết ai cọc đâu nghe. Rồi tới nữa shipper lại rồi đầu mất sửa văn đơn hay hoặc mất chuyển tiền ngược lại thì nó phiền phức hai bên nhiều lắm. Rồi thì Nghị cũng vô trực tiếp từng cái mã hàng cho cô chú anh chị luôn. Thì sẵn đây thì Nghị cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ cái kênh của Nghị, ủng hộ hàng bên Nghị trong thời gian vừa qua. Thì Nghị gắng cố gắng làm sao để tìm những nguồn hàng tốt nhất và giá thành hợp lý nhất đến tay cô chú anh chị mình luôn. Đó, còn cô chú anh chị mình mua thì cũng lưu ý cái phần này chút xíu dùm cho Nghị nha. Nhiều khi á, bên kia cũng bán 200, bên Nghị cũng bán 200.
Ở đây mình không có nói mắc rẻ, mỗi người có cách bán khác nhau. Còn như bên Nghị bán 200 thì cô chú anh chị nghĩ một mã hàng mà bán 200, trong khi đó là Nghị bao ship hết là một mã hàng tương đương có ba mấy ngàn rồi, tại chạy ra Nghị có còn có 160 mấy ngàn à, còn người ta vẫn bán 300 mà cô chú anh chị mình không có lưu ý á. Ủa cũng bán 200 mà chỗ nào cũng bán 200 mà một chỗ bao ship một chỗ không nha, cô chú anh chị lưu ý phần đó. Chứ còn chuyện nhiều cô chú anh chị nói có những món hàng bán thiệt rẻ, có những món hàng bán thiệt mắc, thì Nghị cũng gắng cố gắng làm sao á khắc phục cái vụ đó. Thí dụ bây giờ tùy theo cái món hàng, tùy theo cái giá trị nó thôi đó. Chứ còn Nghị bao ship cái nữa thì nó cái số tiền mà Nghị nhận về nó còn đâu có 160 mấy ngàn à, mỗi một cái mã hàng 200 ngàn vậy còn có 160 mấy ngàn cô chú anh chị mình. Rồi thì Nghị sẽ vô trực tiếp từng cái mã hàng cho cô chú anh chị mình luôn để tránh mất thời gian, tại nhiều khi mỗi một ngày mà đăng 100 mấy chục mã thì nó rất là lâu nha. Rồi Nghị sẽ vô cụ thể từ mã hàng luôn. Bữa nay cũng vẫn là cái mã cái lô A bữa nay bắt đầu từ cái mã 181 181 dài lên nha. Rồi A181, A182, đây là hai cái mã đầu nghề. Con ra con lựa hai cái mã đầu nghề này, con bỏ hai cây kéo thợ mai á. Bỏ hai kéo này ra lựa hai cây kéo loại bự mà nó đẹp đẹp một chút xíu đi cho cô chú anh chị mình đi, tại quýnh bữa nay nữa đừng ngày nay mai đừng em đi chợ thì có còn gì thì mình gắng cố gắng mình làm những cái mã hàng cho nó đẹp đẹp chút xíu, đừng bữa nay, nói chung là cái bữa nay là bữa cút vốn. Rồi thì mỗi một mã hàng vậy á là 200 ngàn bao ship nha cô chú anh chị mình, còn cái mã nào mà cao hơn thì em sẽ báo giá cao hơn. Đây mã 181, 182, đây là hai cái mã đồ nghề. Hỏi mã đồ nghề vậy á là nó tương đương có khoảng là 50 món nha, tầm cỡ 50 món, trên 50 món thì Nghị ở đây là bình quân cỡ 50 món đi chứ không có dưới nữa nha. Còn trên nữa thì Nghị cũng không có nói cái vụ trên, tại vì nhiều khi là lính Nghị nó chọn món đồ nhiều nhỏ thì cái số lượng nó sẽ lên cao hơn thôi. Còn bỏ vô luôn đi, khỏi rút hai cây kia ra, tặng luôn hai cây đó luôn. Đây hai là nó bỏ thêm hai cây kéo thợ mai nữa nha. Rồi thì mỗi một mã hàng vậy nó tầm cỡ khoảng 50 trên 50 món nha. Mỗi mã hàng đồ nghề gì cũng 200 ngàn, cô chú anh chị mua một mã hàng này rất là rẻ nha. Thì 40 50 món thì mình tính món nó có chừng cả tầm cỡ 4 ngàn à, thì 4 ngàn đây cô chú anh chị mình lấy 50 món mình lấy 20 món thôi, tính món 10 ngàn, cái món nào vừa tay mình giá trị hết là lựa ra chừng 20 món là đủ tiền rồi, còn nhiều để đó đi từ từ cận tới việc thì xài đó. Đây hai mã đồ nghề mỗi mã là 200 ngàn nha, mã 181 182. Rồi qua tiếp tục bên đây là 183, 184, 185, 186, 187 là bữa nay em tăng cường. Tại kiềm là hình như là lên bao nhiêu nó hết bao nhiêu. Mỗi một mã kiềm vậy, tại vì mà những cái mã kiềm này là đa số là em đăng là rất là rẻ đó, tại vì mỗi mã kiềm vậy nó tương đương 18 hoặc 20 cây tùy theo bữa. Ví dụ bữa có những cái món hàng nó có giá trị chút đó, thì nó còn 18 cây. Còn bữa nào nó ít có những cái món hàng giá trị đó, thì em sẽ tăng lên là 20 cây. Ví dụ như mỗi mã hàng kiềm bữa nay nè thì nó sẽ nhiều hơn mỗi khi là 2 cây. Thì bữa nay em đăng 20 cây. Thì coi em đếm lại 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 cây. Mỗi mã kiềm coi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sau mã kiềm này còn có 19 cây. Đâu mắt bên đây hết một cây của người ta. Nó coi thiếu cây nào thì bỏ vô. Cái mã này nó không có cây kiềm cá đuôi cá nè, xuống lấy cây kiềm đuôi cá bỏ vô, đuôi cá là cái này. Bởi em nói nãy em lựa là mỗi một mã kiềm vậy là nó 20 cây mà. Cái mã này như cũng 19 nè, để đếm lại coi. Tổng cộng một mã vậy là 20 cây. Đó thì 20 cây ở đây em dám bảo đảm cô chú anh chị về lựa 10 cây đủ vốn. 10 cây là cô chú anh chị tự thì sẽ coi sẽ thấy cái giá trị. 10 cây là đủ 200 ngàn rồi. Còn 10 cây kia coi như cô chú anh chị mình lời. Em dám bảo đảm gì luôn. Đó đây em sẽ quay cụ thể từ cái mã kìm cho cô chú anh chị mình xem. Cái mã 183 này cô chú anh chị mình lấy 2 cây kìm mỗi quả đó thôi. 2 cây kìm mỗi quả tương đương có 100 ngàn rồi đó. Em dám bảo đảm luôn. Em cho 3 cây luôn, 3 cây kế bên đó luôn. 3 cây đầu tiên vô luôn. Ba cây đó em cho 100 ngàn đó, rồi còn nhiêu đây 17 cây nè. Đó, cô chú anh chị mình thử nghĩ, đây kìm đẹp không nha. Đó, tất cả kìm đẹp còn khít khao.
đầy đủ hết trơn cho cô chú anh chị mình đó. Em không có nói dốc nói láo, tại mình quay đây là mình quay hình ảnh trực tiếp, không có thay đổi được gì nha cô chú anh chị mình. Đừng có đừng có sợ là cô chú anh chị trong khi quay gì rồi giao hàng tới tôi nó có khác hay không. Cô chú anh chị mình cứ yên tâm cái phần đó, người đó quay làm sao, người nói làm sao thì đi hàng y gan vậy, chứ không lấy ra món gì và không thêm vô món gì cho cô chú anh chị mình nha. Đó, 5 cái mã kiềm đây, mã nào nó cũng ok hết, tất cả em đã chọn nó cho nó tương đồng nhau. Con đếm lại 5 mã kiềm này coi đúng nhau không, 20 cây không đó. Còn cái nào thiếu thì mình coi nó đừng bỏ vô cho cô chú chị mình. Chứ để mình nói 20 cây mà đi tới người ta có 19 cây đó rồi nó khó nghe khó coi lắm. Kiểm tra lại chùm Dương Ba đi đó. Thì đây 20 cây kiềm cô chú anh chị mình nha. Em quay thiệt là gõ từ cái mã hàng cho cô chú anh chị mình luôn. Ở đây bán công khai không che giấu gì chân nha đó. Đi hàng sau thì đi gan vậy thôi. 20 mã kiềm cô chú anh chị về lấy 10 cây này thôi. 20 cây kiềm lấy 10 cây là đủ 200 ngàn rồi. Thì còn bữa nay nữa là hết cái lô hàng này, chắc cũng cỡ tuần sau mới có lên nữa nha. Tại vì có cái đi lấy hàng thì về phải soạn ra rồi cho thứ nào ra thứ đó rồi bắt vệ sinh sơn cái rồi mới có soạn ra cái nữa rồi mới bán, mới sắp lên đây mới đăng. Đó cô chú anh chị, cái clip này tới clip sau thì nó hơi xa chút xíu. Đó cô chú anh chị mình thông cảm, tại vì như đồ nhiều thì 3 ngày em đăng một ngày, còn đồ mà ít thì chắc có lẽ còn phải thêm ngày 2 ngày nữa. Thì đồ bữa nay cũng còn rất đẹp nha cô chú anh chị mình. Cái lô đồ này về có 1 tấn mấy, gần 2 tấn thôi, nhưng mà đồ đẹp không. Thì soạn đồ đẹp toàn bộ cho cô chú anh chị mình luôn. Đó rồi 5 cái mã kèm 183, 184, 185, 186, 187 là 5 cái mã kèm. Mỗi một mã gì 200 ngàn nha. Cô chú anh chị lẹ lẹ tay dùm cho Nghị, chứ chậm tay là không có còn mấy mã kèm này đâu. Đa số là 1-2 mã cái cô chú anh chị điện lên, cái tới cô chú anh chị nào chốt sao là nó hết. Bữa nay em tăng cường luôn. Trong 5 cái mã kiềm đó là có một số hàng em đi lựa về nha. Rồi như, giống như là mình bán hàng lựa nó còn tồn lại cũng nhập qua bên đây luôn, đang bán hàng show luôn. Rồi tiếp tục tới 188, 189 là 2 cái mã kéo đó. 188, 189 đây là 2 cái mã kéo nha. 2 cái mã kéo này cũng bữa nay siêu nhiều luôn đó. Cô chú anh chị mình khỏi chê, em dám bảo đảm luôn cô chú anh chị mình lấy những chú nào á là về lấy cho em là 3 cây kéo cắt ton, một cây kéo hai cây dưới, hai cây kéo cây bướm cây cá thôi, là dành cho cánh đàn ông mình xài. Còn bao nhiêu đó giao cho mấy chị phụ nữ đi, là kéo bếp nè, rồi kéo này kéo kia, rồi của nhà bếp kéo học sinh rồi đó giao đi. Là em bảo đảm lấy trong vòng ở đây là 10 mấy cây kéo đã đủ vốn. Mà ở đây mỗi một mã em đăng bữa nay nhiều lắm nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cỡ khoảng 30 cây kéo nha, mà có 200 ngàn, cây có mấy ngàn thôi. Cây có mấy ngàn thôi. Nhưng mà cô chú anh chị biết là mỗi một cây cắt ton đó, mỗi cây bên em bán cũng phải 3-40 ngàn cây đó, nếu bán lẻ tại nhà nha. Rồi một cây kéo bướm, cây kéo cá nữa nhiêu tiền. Đó, lặt giặt rồi kéo nhà bếp, rồi kéo nhà bếp 2-3 cây, rồi kéo học sinh, đủ thứ hết. Đó, 30 cây kéo gì mà có 200 ngàn nè, mỗi một mã gì. Đó, nhiều khi cô chú anh chị nào kẹt kẹt đi ra chợ mà mua một cây cắt ton thôi cũng thấy nhiều khi nếu mà đẹp đẹp cũng thấy cả trăm ngàn, trên trăm ngàn một cây cắt ton nè. Nhưng mà hàng này thì em bảo đảm không mẻ gãy không gì chân nha. Đó, cô chú anh chị về cứ việc hàng này thì Nghĩ cũng có nói lại cô chú anh chị mình, hàng này là về mình cũng phải có một số là mình cũng phải mài lại nha, mài sơ lại cái đó. Tại vì nhiều khi em vệ sinh đây là vệ sinh xét vàng thôi, chứ em không có làm bén nha. Tại 30 cây kéo này mà làm bén mà bán 200 ngàn thì nội tiền làm bén không đã không đủ tiền rồi. Đó, đã hơn cái vốn 200 ngàn rồi. Rồi thì đây một mã 188, 189 là hai cái mã kéo. Thì mỗi mã 30 cây, mỗi mã cũng 200 ngàn. Rồi Nghị nhắc lại cô chú anh chị nào có cọc cho Nghị, mỗi một mã hàng cọc 100 ngàn. Cô chú anh chị nào có cọc mà tiền cho Nghị thì nhớ để cái nội dung cọc là mua mã hàng số mấy dùm cho Nghị là Nghị biết thì. Ví dụ cô chú anh chị mua một cái mã hàng 190 thì cô chú anh chị mình để là cọc tiền mua mã hàng 190, Nghị sẽ tra vô số điện thoại hoặc cái nick Zalo những cái người mà đặt hàng á thì Nghị sẽ biết ai cọc cho Nghị thôi. Đó, cô chú anh chị cứ yên tâm cái phần đó, không bao giờ tiền bên Nghị cô chú anh chị có dư có thiếu sao cũng không bao giờ mắc của cô chú anh chị mình nha. Còn trường hợp về mà nó gãy vỡ, trong trường hợp chuyên chở hoặc gì về tới nhà mà nó gãy vỡ gì đó, cô chú anh chị cứ điện liền cho Nghị. Trường hợp đó một là hàng Nghị rút hàng về để sau này gửi cái lô khác, còn hai nữa thì cô chú anh chị mình để đó rồi Nghị sẽ đợt mua hàng sau Nghị sẽ gửi bù
đó, bù những cái hư hao đó lại cho cô chú anh chị mình, chứ cô chú anh chị mình đừng có nghĩ bên, đừng có sợ bên Nghị mất tiền mất hàng gì, khỏi có lo vụ đó đó. Và trường hợp gần đây thì Nghị cũng bị một số đơn vậy, nhưng mà mình không trách cô chú, mà tại vì có cái đó là một phần là do bên lỗi do bưu điện nó làm chứ không phải là bên Nghị. Thì cô chú anh chị mình tự nghĩ, mình đã mở ra mình buôn bán thì mình cần khách hàng, mình cần cho bán được một đơn hàng, cần rút tiền về, đừng mình xoay sở, đừng mình tiếp tục mình nhập hàng khác, chứ đâu có ai mà để ngâm đó để làm gì. Nhiều cô chú anh chị nói chung là cũng hơi nôn nóng cái phần hàng hàng hoặc tiền người ta đã mua hàng rồi, thì lâu quá không thấy hàng, cứ nói chung là cũng có người cũng hơi cằn nhằn. Cái đó là Nghị cũng nói thẳng là cô chú anh chị thông cảm cho Nghị cái phần đó đó. Tại vì tại bên bưu điện chứ không phải tại do Nghị. Nói chung là Nghị bán thì cũng cần ở trong cho hoàn thành một cái đơn hàng lẻ, càng lẻ thì cái đồng vốn mình rút về càng mau, chứ Nghị đâu có để ngâm làm gì đâu đó. Bán đây thì Nghị bán quanh năm suốt tháng, Nghị bán số lượng nhiều mà đâu có dám làm tào lao được đâu. Làm tào lao mới mốt ai mà dám mua bên mình nữa đó. Cái đó là Nghị nói thiệt sự, cô chú anh chị cứ yên tâm. Trường hợp là ngay thứ bảy chủ nhật hay hoặc là bên bưu điện chỗ cô chú anh chị mình chỗ địa phương đó, thì nhiều khi ta kẹt công chuyện, nhiều khi một người ta đi giao hàng cho một cái bưu điện xã, nhưng mà ngày đó người ta đám tiệc hay là nhà ta có việc gì đó, ta xin nghỉ một bữa hay gì đó, thì trường hợp đó thì nó cũng có hoài à, rồi đơn hàng mình nó sẽ chậm trễ là một hai ngày đó. Cô chú anh chị mình thông cảm giùm cho Nghị phần đó nha. Rồi tiếp tục Nghị vô cái mã 190 là cái mã một đầu miệng, mà loại dòng một đầu miệng loại công nha. Đó, thì ở đây thì đa số chìa khóa thì Nghị sẽ đọc số hết cho cô chú anh chị mình luôn. Chìa khóa đây thì số nó đây, cây này thì hai cây này thì 20.6 nha, còn đây là 17 19 21 22 24 26 30 30 32 36, nó là cái mã 190, nó 200.000 nha. Rồi tiếp tục qua 191 đây thì 191 192 193 194 là cà lê hai đầu miệng. Thì bộ cà lê hai đầu miệng này thì cô chú anh chị mình tự nghĩ nó nhiều cây lắm, nhưng mà mình nghĩ đi, cầm tiền mà đi mua một cây tầm cỡ khoảng 24-27 này á, thì cái giá trị nó không có dưới 30.000 đâu nha. Em dám nói thẳng luôn, hàng chợ bây giờ nó cũng tầm 25-30.000 một cây gì. Nhưng mà ở đây thì cô chú anh chị em sẽ đếm thử một mã cho cô chú anh chị mình thôi, còn nó chắc có lẽ nó cũng tương đối bằng nhau thôi, trọng lượng hay hoặc là số lượng rồi nó cũng tương đối giống nhau thôi đó, chứ nó không có xê xích gì nhiều, xê xích dữ lắm một hai cây à. Đó, gọi đây Nghị sẽ đếm trước đi, gần thì Nghị sẽ báo số cho cô chú anh chị mình biết cái số lượng một mã hàng cờ lê hai đầu miệng gì nè, tầm cỡ nó được bao nhiêu cây. Thì đây nó 3 nè, 5 6 8 9 11 12 14 15 17 19 21 23 24 26 28 30 32 33 cây. Nó 33 cây chìa khóa như gì mà có 200.000 thì cây nó chạy ra không được 7.000 nha. Cô chú anh chị lên mua, thí dụ mua cây 11, 13 này đi. Em nói thí dụ thôi, mua cây 11, 13 này nó cũng phải tầm nhẹ gì nhẹ thì rẻ, cho rẻ gì thì rẻ thì cũng 10.000 ở hàng chợ. Đó, nhưng mà ở đây thì nó 30 mấy cây mà nó có 200.000. Đó, miệng mồm thì cô chú anh chị mình khỏi có chê. Thì lâu lâu Nghị cũng chọn những cái nào mà nó chợt miệng hay hoặc là những cái nào xét nhiều, hoặc là những cái nào mà nó hình dáng nó không có được bình thường, nó chứ không có đẹp bằng ta. Thì em sẽ bỏ qua phế liệu nha, ngày hôm qua không em bỏ một tấn rồi đó, ngày hôm qua không em bỏ một tấn rồi đó. Chọn ra những cái nào mà nó chụp chặt chút xíu là em cũng chọn bỏ hết, ngày hôm qua chọn đúng bỏ đúng một tấn luôn, mới phế liệu mới căng ngày hôm qua. Rồi đây mã 91 cũng 200.000. Rồi mã 92 đây cũng hai đầu miệng. Mã 92 đây thì số mã 91 chưa có báo số, em để đọc lại mã 91 đây. Mã 91 đây nó có 78 nè, 89 80 8, 12, 10, 12, 11, 13, 10, 14, 12, 14, 14, 17, 17, 19, 17, 21, 19, 21, 19, 22, 21, 23, 19, 24, 22, 24, 21, 26, 23, 26, 24, 27 và 24, 30 là cái mã 191. Em bán 200.000. Rồi qua đây mã 192. Mã 192 thì cái mã này thường là những anh em săn đón nhiều lắm thì em vẫn biết, nhưng mà con cái mình để lộn xộn quá thì nó khó coi. Thì cái mã này thì Nitsugen nó nằm nhiều. Nitsugen thì những cái thương hiệu này chìa khóa thì khỏi chê rồi đó. Nitsugen rất là nhiều nha. Rồi cái mã 192 đây là 78 rồi 68 89 80 10 13 12 14 13 17
14, 17, 17, 19, 17, 21, 19, 21, 21, 23, 19, 24, 22, 24, 21, 26, 23, 26, 24, 27 và 26, 32 là cái mã 90, 192, em bán cũng 200 ngàn. Rồi qua đây là 193, 193 đây, 193 thì em báo số luôn 80, 10, 12, 10, 13, 10, 14, 12, 14, 13, 17, 14, 17, 17, 19, 19, 21, 17, 21, 19, 21, 19, 22, 22, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24,
24, 27 và 26, 32 là cái mã 193 cũng 200.000. Rồi tiếp tục qua 194. 194 đây thì lô này cũng đẹp nữa nè. Số nó nè là 89 80 10 12 10 13 12 14 13 17 14 17 17 19 17 21 19 21 19 22 21 23 22 24 21 26 24 27 24 30 và 26 32. Đó là cái mã 194. Đây mã 194 em cũng bán 200.000. Rồi tiếp tục tới 195. 195 với 196 đây là hai cái bộ một đầu miệng. Một đầu miệng này thì có nhiều anh em thì cũng chuyên xài gì cái một đầu miệng này lắm. Một đầu miệng nói chung là xài nó có thể là nó im hơn hai đầu miệng đó. Có người thì người ta nói hai đầu xài cho nó nhiều số khỏi đi mất đi lấy nhiều cái đem ra. Chứ thiệt ra thì theo em cũng vậy đó, em chịu một đầu miệng. Tại một đầu miệng nhiều khi là mà những cái đầu này nó nhọn nhọn là người ta sản xuất nhọn nhọn gì á. Để nhiều khi mình dặn những con ốc nặng á là mình cầu vô nó dễ hơn. Kiếm cái ống tiếp chọt vô là cầu vô là dặn nó rất là đẹp. Nó làm cái kiểu cũng thon gọn cũng rất là đẹp. Rồi số thì em sẽ báo cho. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33. Ủa 35 chứ. Đó là số nó muốn đều toàn bộ luôn. Số đây là em thấy nó tương đối là nó muốn đều luôn đó. À, mua một bộ này là có thể là về mình xài muốn trọn vẹn trong đây luôn. Nè thì thường là những cái một đầu miệng này Nitsugen với Asahi đồ nó nhiều lắm. Dòng này là hàng nói chung là hàng thương hiệu là nhiều lắm. Dòng một đầu miệng này nè. Đó cô chú anh chị mình em quay gõ thì gõ cho cô chú anh chị mình thấy những cái dòng này là nó thương hiệu nhiều dữ lắm nên nhiều luôn. Rồi qua tiếp tục tới 196 đây, cũng một đầu miệng đây. Rồi số nó cũng giống như bên kia thôi. 7 8 9 10 12 13 14 17 19 21 23 24 26 27 29 30 32 35. Nó là mã 196. Mã 196 cũng 200.000. Đó, hai cái bộ này rất là đẹp nha. Nó có 200.000 mà mình mua một bộ gì mình để trong nhà mình xài máy móc là muốn đủ luôn. Rồi tiếp tục qua đây là 197. 197 thì em soạn hết thì những cái cờ lê mà dòng miệng á thì nó chỉ được số hình như là mấy cái dòng của Nhật này, hàng Nhật này á thì nó được số chỉ vậy thôi. Chứ nói chung là kiếm những cái số kia nó hơi hiếm, chứ không phải là không có, nó hơi hiếm. Thì số nó đây là 67 nè. Rồi thằng này là 8 nè, 10 nè, 11 nè, 12, 13, 14, 17, 19, 23. Dưới hai cây này, một đầu miệng, một đầu điếu nha. Điếu này có lắc léo nha, hai cây này nói chung là nó cũng hơi hiếm lắm. Đó, hai cây này cũng giá trị, heo hai cây này không là em bán từ 50.000 nè. Cặp này em bán 50.000 bình thường. Hai cây này hiếm lắm. Rồi, thì cái mã 197 là dòng miệng em cũng bán 200.000. Rồi 198, 199, 200 là ba cái mã này là ba cái mã hai đầu dòng. Thì hai đầu dòng bữa nay là tương đối đẹp nha. Đẹp và đều. Đó. Nó không có số bự nhiều. Nó chỉ có cái bộ là 200. Cái mã 200 là nó hơi có số bự chút thôi. Chứ còn hình như là ở đây nghĩ thấy là đa số là nó nhỏ thôi, dành cho những anh em nào sửa xe Honda hoặc sửa máy móc nhỏ là cái mấy cái bộ này ngon lắm nha. Thì mỗi một bộ hai đầu dòng vậy nó có 13 cây. Đó, bữa nay là em cũng vét hết luôn, đăng cho nó hết đừng mình đi chợ mình lấy cái khác. Đó, mỗi một bộ gì 13 cây.
13 cây thì cô chú anh chị mình nghĩ đi là nó có chưa được 20 ngàn một cây, thì em tính giờ tính cho 10 cây thôi, còn mấy cái kia như giống như em tặng hoặc em bù đi chứ khỏi có nói gì nữa chứ. Tính 10 cây cây 20 ngàn thì cô chú anh chị mình đếm từ trên xuống dưới là 2 4 6 8 10 cây này đi, em nói thí dụ 10 cây này đi, cô chú anh chị đi chợ, đi ra chợ không khi nào mua được 10 cây này mà dưới cái giá 300 ngàn nha. Cây này 30 ngàn là bình thường, hai đầu miệng này nè, em dám bảo đảm luôn, nếu từ giặt này lên trên cây này từ giá 30 ngàn là bình thường đó. Nhưng mà ở đây tới 13 cây một bộ nha, thì cái bộ này là nhỏ nhất là 89 nè, nó dài lên tới cái số lớn nhất là 21 26 nha. Đó là bộ này 13 cây cũng 200 ngàn, mã 189 198 chưa. Còn miệng mồm thì cô chú anh chị khỏi lo nha, ở đây em có chọn, có kiểm tra sơ ngang, cái nào mà nó nứt nó gãy hay hoặc là những cái mà miệng nó bị chợt bị đồ này kia thì em sẽ bỏ hết. Còn chuyện nó bị xét xét xạm xạm hơi hơi bên ngoài thì cái đó là em công nhận đồ cũ ngoài bãi đem về đây rồi mình mới vệ sinh mới làm thì không có tránh khỏi những cái xét xét xạm xạm này hơi hơi đâu nha. Đó như cây 17 19 này đi, em dám bảo đảm không khi nào đi mua dưới 30 ngàn đâu. Đó rồi thì bà mã 189 200 ngàn nè, 198 chứ, rồi tới 199 nè, cũng 13 cây cũng 200 ngàn đó. 198 thì 199 thì nó nhỏ nhất là 10-12 đó, 10-12 lên tới là 22-24 nha, lên tới 22-24 đó. Có mấy cây nó siêu đẹp nè, mấy cây này thì nói chung là còn rất là ngon nhưng mà nó bị xét xét hơi hơi bên ngoài thôi, cây này như mới nè. Rồi 199 cũng 200, rồi tiếp tục qua mã 200. Mã 200 này cũng 200 ngàn, cũng 13 cây luôn. Đây mã 200 đây. Mã 200 thì nó cũng đẹp, ba mã thì bữa nay nói chung là nó rất là đẹp nha. Nó thì bên mã 200 này thì nó nhỏ nhất cũng là 10-12, dài lên tới là cây này là 25 nè. Nó để một in hay gì nè, nó không có để số giống người ta, nhưng để đầu này là một in nè, còn đầu này 15 phần 16 đó, 15 phần 16 đó. Còn kế đây là cái cây 22-24 nè, mấy cây 22-24 này cũng giá trị dữ lắm. Rồi cái mã này là cái mã số 200, giá cũng 200 ngàn luôn đó. Còn mấy này thì em mới bỏ vô sau nè, nó hơi xét xét xạm xạm, không có như mình thêm vô. Lúc đầu là tính đăng có 12 cây à, rồi thấy cái bộ giống như nó cũng không có được đạt quá, không phải không đạt nhưng mà mình muốn quất cho nó bữa nay, cho nó rút bớt hàng bữa nay, đừng mình rút vốn, đừng nay mai mình đi lấy hàng mới á, thì mình phải tăng lên bán cho xiết. Mình thử thêm một cây, mỗi mã thêm một cây mà, nhưng mà cây này thì không có kịp vệ sinh chứ cây này còn rất là đẹp nha, cây này em đánh lên đẹp lắm đó. Chủ yếu là cái miệng nó còn rất là đẹp nha, miệng là toàn bộ còn ok hết, không có chạy chụa gì nha. Rồi cái mã 200 cũng 200 ngàn. Rồi tiếp tục qua 201, 202. 201, 202 là bộ điếu bữa nay thì cô chú anh chị mình khỏi có chê ha. Hai bộ điếu bữa nay siêu siêu là ghẻ luôn. Nó chắc cỡ trên 5 kg nhiều lắm, nhưng mà em không có dám khẳng định là trên 5 kg bao nhiêu. Thì mình biết là những cái dòng điếu này nè thì bên em còn rất là nhiều, thành thử là em phải bán đôn lên. Tất nhiên á, mỗi khi á thì mình bán 5 kg 200, nhưng mà số lượng mỗi một ngày á, em mỗi một đợt hàng em nhập về ra cái số lượng này nó rất nhiều. Thành thử bây giờ bên em còn tới mấy tấn này lận. Đó, thì mình nếu mình thanh lý phế liệu thì nó thanh lý cho người ta lợi á, thì nó uổng quá đó, tại vì hàng còn đẹp không, thành thử mình mới bán đôn lên, thà mình bán rẻ hơn lúc ban đầu mình bán một chút nhưng mình bán chạy hơn đó, rồi mình sẽ rút những cái vốn nó có lợi hơn là mình đi thanh lý người ta đó, thanh lý người ta thì cái giá nó rất là bèo đó. Còn giờ em sẽ đăng hết một cái clip bữa nay rồi tới ngày mai ngày mốt chiều mai em sẽ đăng thêm một cái clip ngắn em thanh lý hết đồ trong nhà em luôn. Nó cô chú anh chị nào có quan tâm cái phần mà hàng thanh lý về để mình kiếm cơm, mình bán lợi kiếm cơm á, kiếm tiền xài Tết đồ á, thì cô chú anh chị mình xem cái clip sau cái clip này một chút, chắc cỡ sau clip này hai bữa nên em sẽ đăng cái clip mà thanh lý cho cô chú anh chị mình coi. Rồi cô chú anh chị nào cảm thấy mình muốn mở ra mình kinh doanh buôn bán mình nên mình để kiếm sống khỏi cần đi bằng mướn thì em sẽ nói hết tình trong cái clip đó cho cô chú anh chị mình luôn, sẽ dễ kiếm cơm để mình sống dữ lắm. Nhưng mà em bên đây thì nói chung là mình quen cái cách bán mình vậy rồi,
đồ thì còn rất đẹp, nhưng mà con cái là mình bán quen vậy rồi, thử lúc nào cũng ham lấy đồ về tiếp hoài á. Chứ thiệt hàng bên em bán còn một tháng nữa cũng chưa hết đồ nữa, em dám nói thẳng, nhưng mà vẫn ham đi lấy đồ nữa. Rồi ở đây thì cái bộ này á, thì nó nhiều món lắm nha. Ở đây thì đây trước đây thì dưới đây thì mình gọi là điếu nè. Đó, cái bộ điếu này nó có 10 nè. 10, 12, 14, 12, 14, 17, 19, 21, 24. Đó, thì cái gọi là cái bộ điếu bên đây đi. Nguyên dàn điếu bên đây. Rồi tới chữ L, điếu bên đây còn cây nữa nè. Chữ L này á, thì bữa nay quá trời nhiều rồi. Bộ này thiệt ra là lựa 2 bộ gan, quá trời nhiều. Chữ L này á, thì nó có từ 10 tới 14 nó nằm lộn xộn nha. Ví dụ là 10, 12 hay hoặc là 10, 14, 10, 11, 13 đồ này kia nó nằm trong đây. Thì mặc dù mấy cây này thì nó không có để số, thì mình bán quen thì mình cũng tầm tầm mình thấy cỡ đó thôi. Đó, còn đây thì nó đây nè. Dít nè. Tiếp mở mù ghi. Tiếp mở mù ghi rồi đầu có dít luôn nè. Đó, những cái dòng này thì anh em nào mà xài máy cưa xích đồ này kia thì mình vừa để chỉnh, rồi mình vừa để chỉnh xăng chỉnh gió, còn vừa để là mình mở mu ghi luôn đó. Ba cái đó, một cái ba chia này là 10, 12, 14 đó. Còn tiếp mở mu ghi trong đây thì còn nhiều lắm nha. Đó, tiếp mở mu ghi đầy đủ hết trơn luôn, có hai cái đầu này 8, 10 giống như chữ T vậy đó. Rồi đặc biệt đây nó có một cây mở đá một tắc nè. Rồi nó có thêm một cái tiếp mở mu ghi. Tiếp mu ghi này thì bên em bán thường thường cái này không là 40 ngàn hoặc 50 ngàn thì theo đẹp xấu nha. Tiếp mở mu ghi này thì nó có lắc léo, ở trong nó có một cục thun nha. Tiếp mở mu ghi này thì thường là nó xài cho cái máy xăng 4 thì 3 ngựa gử hoặc là 5 ngựa gử, 6 ngựa rồi đó, là cái dòng nó xài cho cái tiếp mở mu ghi này. Nó có cục thun trong để chống mình gớt cái mu ghi ra ngoài đó. Anh em nào mà cô chú anh chị nào ở trong trong ruộng trong gãy đồ này kia mà có sửa máy sửa móc đồ này kia, đừng mình bơm nước hoặc mình chạy này chạy kia, thì mua một bộ này để sẵn trong nhà mình, khỏi có trục chặt nhẹ thì mình khỏi cần phải đem lại thợ, đầy đủ trong đây xài luôn. Hai bộ này nó giống hệt nhau nha, hai bộ này gắt rất là nhiều đó. Cô chú anh chị nào thích cái bộ nào thì chốt cái bộ đó thôi đó. Thì cô chú anh chị có tin tưởng thì em khỏi có coi bên này cái mã bên này có thể là nó muốn đẹp hơn mã bên này nữa nè. Đó, hai mã thì nói chung là mình lựa cũng tương ứng nhau thôi, nhưng mà có cái là như màu mè bên ngoài thì mình bóc trúng cái nào mình lấy cái đó. Thí dụ hai món, ví dụ hai món gì đi, thì có một cây nó màu sắc nó đẹp, một cây màu sắc nó xấu, thì mình cũng bỏ ghi mỗi một cây một mã thôi. Nó quan trọng là nó có giống nhau không, chứ còn cái màu sắc bên ngoài thì cái nào nó để lâu thì nó bị xét sạm sạm, như mấy cây này thì nó chưa xài nè. Thường là đa số những cái dòng này nó về nó còn trong bọc luôn, nhưng mà em xé hết à, không có để cho nó để trong bọc, cái nó dính ba cái đất cát bên ngoài mình nhìn về bên trong không thấy. Chứ còn mã bên đây nè, cô chú anh chị mình thấy rất là đẹp luôn. Mấy mã này rất rẻ nha. Rồi mã 201 nè, mã 202 là hai cái mã điếu, tạm gọi nó là hai cái mã điếu đi. Thì hai mã điếu này mỗi mã cũng 200 ngàn. Rồi tiếp tục qua đây là tới cái lô búa nha. Cái lô búa là hình như là cái lô búa là cái lô được cô chú anh chị mình quan tâm nhiều nhất. Tại búa bên em là em dám bao luôn, bán bao hàng rẻ luôn đó. Một mã búa 8-9 cây mà nhiều khi có 200 ngàn bạc đó, về xài ok luôn, về xài thoải mái, không biết tới chừng nào mới hết. Mua lô búa có 200 ngàn, để cô chú anh chị mình chạy ra nhiều khi mua một cây búa tầm ký ký ngoài thôi, bảo đảm em bảo đảm nếu chạy chợ mua cũng phải tầm cỡ 100 ngàn, trên 100 ngàn một cây. Nhưng mà ở đây em bán tới 8-9 cây một mã, 7-8 cây, 8-9 cây một mã luôn nha, có 200 ngàn à. Rồi đây thì em giới thiệu tiếp tục cái đầu tiên là cái mã búa đầu tiên. Thì mã búa đầu tiên này là cái mã rìu chứ không phải mã búa. Một cây rìu. Cây rìu này còn rất đẹp nha, cây rìu này về khỏi làm. Đó. Cây rìu này còn rất là lành lặn, chỉ có một cái là nó không có cái cán thôi. Nó gãy đâu từ bên Nhật hay gì rồi. Đó. Cái búa này là khỏi về khỏi làm, cô chú anh chị mình chỉ tra cán vô là xài thôi, mài bén lại nha. Đó, lữ tương đối thì nó rất là mỏng rồi. Đó, không có dấu hiệu mẻ mộng gì nha. Cây búa này nếu mà em dám nói thẳng, em vệ sinh lên em bán cây này không 200. Nhưng mà không có thời gian để vệ sinh đâu. Nó em bán gì? Thứ nhất là mình cũng nói chung là hiểu tâm lý. Đa số hàng quá bên em bán á, là khách của em á, đa số những cô chú bác anh chị mình là lớn lớn tuổi là nhiều, tầm trung tới tầm lớn tuổi là nhiều.
rồi ở nhà rảnh rỗi không biết làm gì, con cháu cho nhiều tiền cũng để dành dụm, không dám ăn, không dám gì hết trơn á. Chạy đi mua bả đồ về mà già cả con cháu nó đâu có cho màng đâu. Mua thì ham mua sưu tầm đồ chơi đó, về coi có làm gì cho gia đình không. Nhưng mà thiệt ra lớn tuổi con cháu đâu cho làm đâu, cũng xách tiền đi mua nó, nhưng mà lớn tuổi rồi đâu có thời gian, đâu có công việc đi gì đâu mà màng nó. Rồi ngồi ở nhà cái sưu tầm ba cái này, cái mài cái dũa, cái để là cho con cháu xài, chứ già có đâu có làm gì được đâu. Nó thành thử em không, cố tình là em không có vệ sinh những cái này để cho cô chú anh chị mình tự về làm. Những cô chú anh chị lớn tuổi á, đa số là không có việc làm, cái nó chán nản lắm, nó có công chuyện làm gì đó mà nó khuây khỏa cái tuổi già. Nó thành thử em cũng cố gắng mình đánh vô ngay cái tâm lý của khách hàng mình là cái này về á, nhiều cô chú anh chị mua được về rồi cưng dữ lắm. Mài mà không vừa bụng, không bén, không vừa bụng còn muốn không chịu nữa, đừng nói mà để nó bên đây nghĩ sao nghĩ dám mài mấy cây đục gỗ đâu, cũng gì nó nghĩ không có dám mài đâu. Thà để cho cô chú anh chị mình làm, mình không vệ sinh thì mình bán rẻ chút xíu đó, còn vệ sinh nên bán mắc chút, mà thà em không vệ sinh để cho cô chú anh chị mình tự làm cho nó ưng bụng đó. Cây rìu này em vệ sinh em bán 200 nè, nhưng mà bây giờ em bán cây rìu này dưới cây búa đóng đinh nhổ đinh này còn rất là đẹp nha. Nó có chỗ để đinh vô mà khỏi có dịnh tay nữa nè. Đó, cây này là vệ sinh lên là đẹp dữ lắm, đẹp luôn, cây này như mới vậy đó, chưa có thấy dấu hiệu chạy chụa hay này kia luôn. Mà em bán hai cây này 200 ngàn nè. Nó một cây rìu này không là 1 kg mốt rồi nè đó, cô chú anh chị thấy rõ không, 1 kg mốt cây này không khi nào dưới thị trường chỗ khác, không có khi nào dưới 200 ngàn đâu nha. Nhưng mà em bán hai cây này 200 luôn đó, mã 203, 200 ngàn cây rìu dưới một cây búa đóng đinh nhổ đinh. Hai cây này để nhà là xứng đáng luôn, một cây để chẻ củi chặt củi, một cây để đóng rồi nhổ đinh đồ này kia lặt vặt chơi là hết sảy luôn. Bộ này 200 ngàn, 203. Qua đây là 204. 204 là một cái búa tạ. Một cái búa tạ này nó gần 4 kg nha. Đó. Một cái búa tạ này gần 4 kg, cán bọng đầy đủ nha, cán rất dài, cán nó tầm cỡ khoảng gần 8 tấc lận nha. Đó, cán từ đầu tới cuối là cỡ khoảng gần 8 tấc, cỡ 7 tấc mấy á. Đây. Đầu thì nói chung là một bên nó bị mẻn chút xíu mà, nhưng mà người ta xài nó đã liếp liếp rồi à. Giống như nó mắc cái dấu mẻ mới, mẻ này thì rất lâu rồi nha. Đây, còn bên này thì cũng còn tương đối đẹp nè. Đó. Cái búa này không là nó 3.9 kg nha. Đó. Cái búa này thì về cô chú anh chị mình vẫn còn xài ok bình thường nha. Đó. Còn rất là đẹp. Rồi đây sẽ bỏ kèm theo một cái búa, chỗ cái mã 204 của cái búa tạ này em sẽ bỏ thêm một cây này nữa. Cây búa này cây búa trống, nhưng mà cái búa trống này thì nó siêu hiếm luôn nha. Đây mã số nó còn luôn nè, mã sản phẩm nó còn nè. Đây nè, cây này thì mọc mẹo, mã sản phẩm gì còn đầy đủ nè. Cây này thì nó 6 lạng nha. Đó. Thì hai cây này rất là đẹp nha, cây này như mới vậy đó, chưa có thấy dấu hiệu là đầu này bị đóng nhiều hay là chày chụa hay là quặt mẻ gì luôn nha. Cây này thì siêu hiếm nha. Nó dòng mà búa trống mà búa mà nó tầm cỡ vài lạng này ha thì nó hiếm dữ lắm. Đâu có đợt này đâu được 1 cây 2 cây gì. Nó còn nhiều là nó ra số 1 ký 1 ký 3 là nó nằm, ký 1 ký 3 ký gửi là nó nằm nhiều nha. Nhưng mà đâu lọt cây này có 6 lạng, vừa tay dữ lắm. Cây này đóng đinh đồ này kia là khỏi chê. Đó, đóng đinh tắt đồ này kia là mấy cây này thì ok hết. Rồi mã 204 hai cái búa này đó, 200 ngàn. Thì những cái bộ búa bữa nay cô chú anh chị nào cần búa thì bữa nay lẹ lẹ tay nha. Tại bữa nay em nói chung cái clip cuối của một cái đơn hàng, của một cái lô hàng, thì thường là em cũng hơi bán hơi sổ tay chút xíu cho nó rẻ rẻ chút, đừng mình bán cho hết hàng trong nhà. Thứ nhất là cho nó dọn dẹp được cái điểm cho nó trống chút xíu, đừng mình nhập cái lô hàng khác về cho nó dễ. Thứ hai nữa mình cần cái đồng vốn, đừng mình đi nhập hàng. Rồi con xuống con quay nè con ơi, để Dũng ba căng cho nó mau chứ mấy tiếng đồng hồ lận. Rồi mã 205. 205 dài lên tới là 213, là 2 4 6 8 9 mã búa. 9 mã búa này thì mỗi một mã đều 9 đều 8 cây nha. Mỗi mã đều 8 cây, bữa nay em quýnh đồng 8 cây hết. Cô chú anh chị nào thương cái mã nào, thích cái mã nào thì mình chốt cái mã đó thôi. Đó, 8 cây búa như vậy cô chú anh chị thấy xứng đáng đồng tiền chưa? Em dám bảo đảm với cô chú anh chị mình luôn. Hai cây này cô chú anh chị đi sách đi tiền đi mua không, 150 ngàn mua không được hai cây này nha. Em nói rõ ràng. Một cây búa trống đây, mọc mẹo có đàng hoàng nha. Đó. Mọc mẹo có đàng hoàng. Đây cây búa trống này là nó 1 kg nè. Đó, rồi một cây búa bi nè. Cây búa bi đầu đóng đẹp nè, đầu bi đẹp nè. Cây búa bi này cũng siêu nặng nè. Cây búa bi này 1 kg mốt nha, hai cây này thôi. Cô chú anh chị mình ra thị trường phải mua từ 170 ngàn. Tại vì em tính cây bỏ thôi.
là nó cũng 80.000 một ký, là chỗ nào rẻ nhất cũng 180.000 ký, tại vì hàng này là không phải hàng giạt nha, hàng nguyên dạng toàn bộ. Nhưng mà em về nguyên lô nguyên kiện thì em sẽ soạn ra nhắm cảm thấy lời là để cho cô chú anh chị mình liền. Nói chung lời ít chút cũng vẫn được, nhưng mình bán một ngày thí dụ mình bán được 100 đơn thì số lượng cái đồng lời mình nó ra nhiều hơn ta. Người ta bán thí dụ hai cây này người ta bán 200 vẫn được, nhưng mà ta bán ngày thí dụ 5-7 đơn 10 đơn thì cái đồng lời người ta vẫn không có bằng em đâu. Cho mặc dù em bán rẻ nhưng mà em bán cái đồng lời em được nhiều, rất là nhiều hàng em bán ngày. Đây còn cái đóng đinh này em chỉ giới thiệu 3 cây này thôi, không là trên 200.000 nè. Cái đóng đinh này ai chơi cũ ai chơi Sài Gòn đó, cái động chân chống chân chờ còn luôn nè, dân gan dân xuôi nè, cán thì còn tem luôn đó. Nhưng mà nó để ngoài bãi nhiều khi mưa nắng cái nó ảnh hưởng cái cán nè, nó bị mắc cái nước giống như cái nước mà đánh bóng bên ngoài nè, một cái nè. Rồi đầu này thì nó bám xét vàng vàng thiệt, chứ còn ba cây này thì khỏi chơi. Còn lợi 5 cây này em khỏi cần giới thiệu nè đó. Cô chú anh chị nào cảm thấy nhìn sơ ngang cái là đủ biết nó rẻ rồi. 5 cây này thì thôi là em bảo đảm, nếu 5 cây này bộ đồng 15.000 cây thôi em khỏi cần nói nhiều, là nó hết 75.000 rồi. 3 cây này 200.000 mua không được đó. Thì rồi cái mã 205 200.000 8 cây. Rồi mã 206 cũng 8 cây luôn. Đây em lấy cho 3 cây đẹp ra cho coi, 3 cây đẹp này 200.000 đó. Bữa nay là búa, là nói chung là em có nói ở clip trước là về đợt này 1 tấn mấy đồ, 2 tấn đồ thiệt, nhưng mà nội búa không là có mấy trăm ký rồi nó, mà toàn búa đẹp không. Một cây búa vuông nè, cây búa vuông này không là một ký nè, một ký mốt nè đó. Rồi một cái búa nè, búa bi siêu đẹp luôn nè. Cái búa bi này không 8 lạng nữa nè. Một cái búa đóng đinh nè, nhổ đinh nè, cán đồ còn y nguyên luôn đó. Lô búa này là hình như là nguyên cái lô hàng đợt này là búa là khỏi chê cái mã nào luôn. Thì cô chú anh chị nào nhanh tay mới có kịp nha. Cây búa này 4 lạng. Rồi thì ba cây này không là gần 200 rồi. Đó, còn mấy cây này nè, cô chú anh chị coi. Cây này siêu đẹp luôn nè. Như mới chưa xài luôn, tem bọng còn luôn nè. Đó. Rồi mấy cây này cũng còn không có cây nào mà chê chứ. Cây này thì cái búa gỗ nha. Đó. Nguyên vàng này coi 8 cây này là 8 cây này đủ cán hết nha. Đó, có cây này thì cây búa nhựa nhưng mà nó mất hết đầu nhựa, chỉ có cây này thôi là nó hơi xấu thôi. Rồi 8 cây này của cái mã 206 em cũng bán 200. Rồi qua 207. Đây 207 đây. 207 cũng 8 cây luôn. Đây một cái búa vuông. Nói chung là búa bữa nay là toàn bộ nào cũng vậy nha. Đó, còn ai thích bộ nào chọn thì chọn bộ đó thôi. Chứ thiệt ra bộ lô búa bữa nay cây nào cũng đẹp luôn. Bộ nào cũng đẹp luôn, cây này 1 ký nha. Đó. Rồi cây búa bi nè, chơi không? Không có thấy một cái dấu sừ trên đây luôn. Đầu bi tròn không có cảm giác mà nói có xài rồi bị dập, bị gì, không có cái gì luôn. Cán còn rất đẹp, cây này về xài luôn, khỏi có làm gì nữa chứ. Cây này chín lạng nữa nè, hai cây này gần 2 ký nè. 2 ký này cũng 150, 160.000 rồi. Đóng đinh, nhổ đinh nè, chơi không? Chơi đường nào được đâu. Đầu đóng, đầu nhọn nè, siêu đẹp nè. Cái búa nhựa hai đầu nhựa còn nguyên luôn nè. Cán thì nào ngay nó bị nứt nè, về thì mình lột ra luôn cũng được, hay là mình mua keo dán sắt mình chấm lại, mua keo đa năng mình chấm cái cán này lại xài, nó không có bao giờ xuất ra nữa. Còn cái này thì bây giờ bỏ thì nó cũng ổn thôi, về ai có xài được xài, còn xài được thì gỡ từ lên gỡ ra. Ba cây này nữa nè, búa bữa nay vừa đẹp vừa lành lặn mà vừa cán có bộ cán cũng đủ luôn. Đó, rồi mã 100, mã 207 cũng 200.000. Rồi qua 208 đây. Qua 208 thì cái bộ này nó có hai cây không có cán nha. Một cây gãy cán và một cây không có cán. Nó thì hai cây này để giới thiệu sau. Thì nó bù lại được là hai cây búa kia nó hơi to hơn. To hơn những cái mã nọ. Đó, cây này cây búa bi nè, rất đẹp luôn nè. Đầu bi nè, rất tròn. Cái búa bi này không là 1 ký nè. Rồi cái búa này 1 ký mốt nè, cái búa trống nè, hai đầu trống nè. Rất đẹp. Số còn, mọc còn. Mọc đây. Thằng này của Sanki nha. Sanki đây, nhưng mà em không, cái này em không có đánh lên, thành thử cái chữ mình thấy thiệt nhưng mà nó mờ. Cái này về cô chú anh chị mình về vệ sinh đồ lại sơ lại. Có hai cây này không là đúng 2 ký rồi nè. 2 ký, 2 ký mốt gì rồi.
Rồi cô chú anh chị mình thấy trăm mấy chục ngàn rồi. Nó còn nguyên bộ dưới đây. Cây này thì cây này mọc đẹp luôn. Cây đóng đinh nhổ đinh này mọc đẹp luôn. Nhưng mà nó gãy cán, về mình kiếm cái cán mình tra vô. Đây, 3 cây. Còn đây 5 cây nè. 5 cây này không chê luôn. Đó, nó mới bộ gúa bữa nay là không có cái cây bộ nào mà nó giờ tà đầu nhiều chứ, chỉ có nó thẳng một bộ gì, chỉ có một cái hơi xấu nhẹ thôi, như cái này nè. Là cái siêu mini em bỏ tay kèm giống như kèm theo thôi. Tà mà tà nhẹ ở đây thì chứ không được tà nhiều nữa. Đó, bộ này cũng 8 cây mã 208 cũng 200.000. Rồi tiếp tục qua 209 nè. 209 là cái bộ siêu to khổng lồ nè, ai cần bộ to thì lấy bộ to nha. Đó. Đây bộ này thì đa số là bốn cây này nó hơi to hơn người ta nè. Đó, bốn cây này thấy sổ ghê không? Đó, bộ này bốn cây này thấy sổ ghê luôn. Đó, cây này mọc mẹo ra. Đầy đủ nè. Đó. Số hàng nè. Ký hiệu số gì đầy đủ chứ nè. Cây này không 1,5 kg nha cô chú anh chị mình. Cây búa trống nè. Cây búa vuông chứ. Hai đầu còn long lanh luôn. Cây này không 1,5 kg rồi. Rồi một cây bi. Cây bi thì đầu bi nó cũng có tà nhẹ chút xíu đây. Đó, em sẽ quay 2-3 chiều cho cô chú anh chị xem cho rõ. Còn đầu đóng nè. Đầu đóng thì nói chung là nó hơi nhẹ nhẹ bên vòng vòng này thôi, nhưng mà chưa thấy dấu hiệu là nó chề. Đó, là hai cây. Cây bi này thì 8 lạng. Rồi cây này nè, siêu đẹp nè. Rồi cái đóng đinh nhổ đinh nè, mọc. Mọc nó có đây. Cái đóng đinh đầu đóng đinh còn rất là bằng nha. Đầu nhổ đinh cũng còn rất đẹp. Nó cán thì nó hơi nứt, nó có buộc chi chì lại. Ở đây em không có rảnh đâu mà buộc nha. Tự quên nhật ta làm gì ta làm. Rồi cộng thêm 4 cây búa nhỏ này nữa. Đó, 4 cây búa nhỏ rất là đẹp luôn. Mấy cây này thì để đóng đinh chỉ đinh đồ hay lắm, còn mấy cây này thì để gõ sỉ. Rồi mã 209 cũng 8 cây 200. Rồi tiếp tục tới mã 210. 210 cũng 8 cây luôn. Đặc biệt 210 bữa nay nó có thêm một cây, nó có cây búa trống to nha. Đẹp và to luôn, đây bằng trang luôn, chưa có thấy dấu hiệu mà nó mẻ hay nữa. Nó chạy trụa gì cái đầu đóng luôn nha. Mọc mẹo còn đầy đủ nha cô chú anh chị mình. Đó, để cô chú anh chị mình nhiều khi mua búa cái hỏi mọc. Mọc ở đây là hình như là mấy cái búa này bữa nay mọc nhiều lắm nha. Cây này ký gửi khỏi căng, nó có số luôn. Ký gửi. Đó, mấy cây ký gửi này mắc lắm nha. Cây ký gửi này phải từ 100 ngàn trên 100 ngàn nha, thị trường nha. Đó em dám nói thẳng luôn, từ 100 ngàn trên 100 ngàn mới có bán được. Cây bi thì nó hơi xấu nhẹ, thì nó được cái cây này. Nhưng mà nó hơi xấu lại cây này vậy thôi, nó bù qua bổ lợi. Đó, cây bi này thì nếu anh em nào muốn về, muốn chơi cho nó đẹp nữa thì đem ra thợ tiện nó kẹp lên nó tiện chút xíu. Nó vớt nhẹ đen cái thôi, vớt đầu bi nhẹ cái thôi là đầu này tròn do, cái đầu này bằng trang luôn. Nhìn rất là đẹp luôn, hai cây. Đó, rồi cây đóng đinh nhổ đinh đây mọc nè, mọc rất đẹp luôn. Đây đầu đóng đây, đầu nhổ đinh đây, chưa có thấy dấu hiệu gì trơn nhưng mà gãy cán nha. Cây búa nhựa siêu mini, cán rất là đẹp. Đầu thì nó hơi dập dập nhẹ nhẹ, đầu này thì chưa đến đổi. Rồi, đây 4 cây nữa nè. Đó, 4 cây gì nữa. Rồi, mã này cũng 8 cây luôn nha, 210, 200 ngàn luôn. Mã 210, 200 ngàn. Rồi, 211. 211 cũng 8 cây bữa nay, mấy bộ búa bữa nay là em cố gắng em chọn gần hết búa trong nhà luôn. Cho cô chú anh chị mình bữa nay thỏa thích mà lựa, để ngày nào đăng lên búa nó cũng thiếu bán không à. Đây, cây búa trống. Búa trống này cũng mọc mọi mẹo đầy đủ nha, hình voi nha. Phải hình voi không biết nhìn giống giống. Nó hơi đóng đóng ở đất đây nè. Rồi mình thấy cái mọc vậy thôi, giống giống cái hình vậy thôi. Cây này 1,4 kg nha, cây này cũng siêu nặng. Rồi, để tiếp tục cây này. Cây này cây bi. Đầu này thì nó hơi chề nhẹ, hơi lúng nhẹ bên đây chút xíu nha. Đó, còn đầu bi thì còn rất là tròn luôn. Cây này cũng còn tương đối xài ok. Là hai cây nè. Cây này không là 8 lạng. Rồi cây đóng đinh nhổ đinh đây, cây siêu whip nè. Cây này chưa xài nha. Cây đóng đinh nhổ đinh này chưa xài. Đó, đóng lật dạ lật dạ. Cái những cái búa này hay lắm, mọc mẹo đầy đủ nha. Nè, đầu nhổ đinh nè, chưa có thấy dấu hiệu xài nha. Có cái là cán nó gãy hết khúc.
Rồi, ba cây này không là lụm 200 rồi nè. Còn đây 5 cây nữa nè. Cô chú anh chị mình để lại tay nha. Mấy bộ búa của này là siêu đẹp không? Rồi này cũng 8 cây, cũng 200 ngàn, mã 211. Rồi tiếp tục qua 212. 212 cũng 8 cây luôn. Đây. Một cây trống. 1 kg mốt, cái búa trống. Rồi một cái búa bi. Cái búa bi này 8 lạng rưỡi. Cán rồi luôn, 8 lạng rưỡi, đầu đóng còn rất đẹp. Đầu bi cũng còn tương đối tròn. Hai cái này không hết 1 kg 50 rồi. Một cái đóng đinh nhổ đinh, đóng đinh nhổ đinh thì đầu nhổ đẹp, đầu đóng nó hơi mẻ mẻ vòng vòng. Mẻ chút. Rồi đặc biệt có cái cây này thì mới chưa xài. Nó chắc coi là có xài rồi nhưng mà rất là ít, thấy chưa có thấy dấu hiệu gì trên đây chày chụa hay là hoặc là dấu khuyết dấu gì vô hết. Đầu dẹp cũng vậy luôn. Đó, 4 cây. Còn ở đây 4 cây. 3 cây một cây búa gỗ nha. 3 cây một cây búa gỗ nữa, là 4 cây. Rồi mã này cũng 8 cây cũng 200 ngàn, mã 212. Rồi qua mã 213. Đó, thì bữa nay đăng clip bữa nay nữa thì đợt clip sau chắc cũng cỡ 5-6 ngày nữa mới có đăng nữa, tại còn phải đi chợ cái nữa. Bữa nay là tương đối nó cũng hết đồ luôn rồi. Rồi cái mã 213 thì được 2 cây búa này. Cây này thì nó hơi xấu nhẹ, cái đầu này nó hơi tà nha. Đầu này thì chưa không có gì nhưng mà đầu này nó tà. Cây này thì không 1 kg 3. Nhưng được cái mã này thì nó được cái búa bi với cái búa nó đóng đinh nhổ đinh. Cây này thì siêu to nha. Đó, cây này siêu to, cán cũng còn. Đây cây này không là 1 kg gần 1 kg 2. Cái búa bi mà 1 kg 2 nó to lắm nha. Rồi hai cây này sẽ thấy 2 kg mấy rồi. Đó, hai cây này to lắm, 2 kg mấy rồi. Rồi cây đóng đinh nhổ đinh nè, như mới luôn, chưa xài luôn nè. Cán thì cán bằng sắt nha. Đó, cây búa đóng đinh này khỏi chê. 3 cây. Rồi đây. Hai cây này siêu đẹp nữa nè. Cán bọng đầy đủ hết. 4 cây. 5 cây chứ. Dưới đây 3 cây nữa. Rồi 8 cây. Mã 213 cũng 200 ngàn. Rồi tiếp tục qua đây 214. 214, 215, 216, 217, 218, 219 là 7 cái mã xà beng. 7 cái mã xà beng, 5 mã xà beng, 6 mã xà beng, 1 cây sắn. Cây sắn này là cây sắn này siêu to nha. Cây sắn này cỡ khoảng 1 mét, cỡ khoảng 9 tắc gửi nha. Cây sắn này cỡ khoảng 9 tắc gửi. Cái đầu thì nó có, lúc em chọn ra thì em thấy cái đầu này nó hơi tua tua. Thấy xấu quá em mới đưa lên đá em mài xương cái cho nó coi cho được thôi. Đó, mài xương cái coi cho được thôi chứ cái này thì không phải là nó gãy nha. Tại vì con cái người trong khi người ta sắn nó bị tua 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 mình thấy xấu quá, nếu đăng lên coi kỳ. Sẵn thì nhà có máy móc đằng vàng thì mình làm sơ cho con cái cho cô chú anh chị mình về xài luôn. Đó, cây sắn này thì rất là nặng nha. Để em đo coi nó lục giác máy mới được, nó to lắm. Cây này thì phi của nó là 29 nha. Cái này lục giác 29. Gần 30cc, xích 30. Cây này thì nó quá nặng. Cây này 4 kg 8 nha. Đó, cây này 4 kg 8. Đầu sắn nó nè. Đó, nó dài 9 tắc gửi nha. Đâu, về cỡ 8 tắc gửi quá. 8 tắc gửi. Cây này dài 8 tắc gửi nha cô chú anh chị mình. Đó, mà nó 4 kg 8. Rồi cây này em bán 200 ngàn. Cô chú anh chị về sắn bê tông hay sắn này sắn kia, cây này rất là vừa tay nhanh. 4 kg 8 nè. Rồi tiếp tục qua mã 215. 215 là mã này 3 cây xà beng. Có một cây xà beng này là xà beng bọng. Thường là em bán cái dòng này nhiều lắm nha, xà beng bọng, nhưng mà chất lượng nó cao lắm. Cô chú anh chị nào có xài qua mới biết. Em bảo đảm nếu mà muốn làm cho nó cong, nó bọng thiệt, muốn làm cho nó cong cũng khó, mà muốn nó cong rồi muốn làm cho nó ngay lại khó lắm nha. Tại em có xử lý một cây rồi nó cong nhẹ, nhưng mà búa 3 kg là em đập nó không thấm đâu đâu, chứ nó cà thung thung vậy chứ nó không bao giờ nó trả lời nha. Tới chừng đem búa 5 kg ra dằn là nó mới trở lời thôi. Đó. Bởi lúc đầu thì em không biết, em nói trời ơi, làm cây xà beng mà làm bọng gì rồi về xài sao được. Xe một cái là nó dẹo ngang rồi sao xài. Nhưng mà thiệt ra tới chừng mình phát hiện nó thì cái dòng này là nó siêu vip luôn. Đó. Cái cây đặt bên này á, hai cây này tương đối bằng nhau, nhưng mà cây đặt này xài coi chừng là cái độ cứng không lợi cái cây bọng này. Em dám bảo đảm luôn. Tại em có xử lý nó em biết. Cái cây đặt này mà lỡ mà nó cao công dễ sửa lắm. Dặn chút là rồi à.
Còn cái cây bọng này mà lỡ nó cong rồi là khó dằn lại lắm. Nó cả thung thung như là lò xo vậy đó. Còn cái cây của mã 215 cây bọng này á, là giống như chưa xài nha cô chú anh chị mình, miệng nè. Đó, giống như chưa xài vậy đó. Chỉ chủ yếu có một cái là nó hơi sạm sạm xét xét thôi. Miệng còn rất là đẹp nha, một cây. Cây bọng này thì nó dài tầm cỡ khoảng là 8 tấc nha. Nó dài tầm khoảng 8 tấc. Rồi một cây xà beng này. Xà beng này độ dài nó được 450. Có số đàng hoàng. Đây. Cây này cũng còn tương đối. Với một cây xà cầy, xà cầy này chưa xài nha. Đó, còn mọc, còn mẹo, còn tem đều đàng hoàng, nước sơn còn luôn, nhưng mà để ngoài bãi nó cũng có hơi xét xét như nè. Em cái này chỉ lau dầu sơ ngang thôi, miệng thì chưa có thấy dấu hiệu chạy nè. Đầu này cũng gì nè. Đó, ba cây này của mã 215 em bán 200.000. Rồi tiếp tục mã 216, 216 cũng ba cây luôn. 216 đây cũng ba cây luôn nha. Đó, cây này 7 tấc rưỡi nha, cây bự này nè. 7 tấc rưỡi cũng chưa xài luôn nha. Đó, chỉ có cái để ngoài bãi là nó sắp xám xám xét xét vậy thôi. Cây này chắc có lẽ có xài chút đỉnh, chứ không phải là mình nói chưa xài nó không có, có dấu hơi hơi dập dập nhẹ nhẹ. Đó, cây này 7 tấc rưỡi nè. Đó, đầu rất là đẹp, hai đầu luôn nha. Cây mấy cây này dễ trong gia đình xài thì ok, em cố gắng em lựa cho ba cây ba cỡ khác nhau để gì cô chú anh chị để trong gia đình mình có mình xài đủ hết. Đó, khỏi đi mượn đi gì của người ta, ba cây này là xài lặt vặt trong gia đình là ok, có 200.000. Đó, chưa đầy một kết bia để uống cái bia chút xíu hết rồi không có được cây xà beng thầy. Đó, còn cây xà cầy đây cũng xây 207 nè, mọc mẹo đầy đủ nè. Đó, đa số là xà cầy là ở đây là có mọc hết nha. Đây miệng này chưa xài nè, chưa xài nè, nước sơn còn nè. Rồi cái này thì cũng giống như chưa xài nữa thôi, có xài mà rất ít nha. Đó, có xài rất ít, miệng còn rất đẹp. Cây này xây 450. Rồi ba cây này cũng 200.000 nữa nha. Rồi tiếp tục qua bên mã 217. 217 cũng ba cây luôn. Có một cây là đặc biệt em nói cây này chưa xài, cam đoan luôn. Đó, cây này chưa xài luôn. Tem nó tem giấy nha. Đó, đầu này nè, mình như chưa xài thì nó cũng như mới thôi. Còn đầu này đầu cải nè, chưa có dấu hiệu gì luôn. Đó, một cây này cũng 7 tấc rưỡi luôn nha. Rồi cây này 390 nè. Mọc còn nè. Miệng nè. Đó, ba cây này để trong gia đình thì khỏi chê. Xài lặt vặt trong nhà mình khỏi mượn ai chưa. Đây một cây xà cầy 260. Cái mọc nó là con gà hay gì. Thường là xà cầy là mọc con gà hoặc là con voi là nhiều. Đây xà cầy này chưa xài nha. Nó nước sơn còn nè. Rồi mã 217 cũng 200.000. Rồi qua 218, 219. 218, 219 là hai bộ nha. Cái này là em gọi là bộ, tại nó nhiều quá thì gọi là nó nguyên bộ đi. 218, 19 là hai bộ. Nói chung hai bộ này thì rất là rẻ nha. Cô chú anh chị nào muốn số lượng nhiều thì chọn những cái bộ này nè. Đó, xà cầy nè. Xà beng kiểu này nè. Cây xà beng này chưa xài nha. Đó, xà cầy nè. Xà beng nè. Đó, miệng thì em dở lên cho cô chú anh chị mình. Tại bữa nay có thằng cháu nó cầm cái máy nó quay cho em, thành thử em dễ thao tác hơn. Đó, miệng chưa xài không nè. Đây, cây này thì vừa cải đinh nè, vừa đầu này là mình làm cây lấy dấu hoặc là cây chọi gì rất hay nha. Cây này mới nè, mọc mẹo đầy đủ, còn tem luôn nè, còn tem giấy luôn nè. Cây này mà làm cây chọi là khỏi có chê luôn, cây chọi hoặc là cây lấy dấu nó cứng dữ lắm nha cô chú anh chị nè. Đây một cây này để dành cạo cạo con, cạo chai hay cạo gì nữa nè. Rồi xà beng nè, 450 nè. Cây này thì nó hơi xấu. Đó, thì trong một mã gì đó, nó nhiều, thành thử nó có cây xấu cây đẹp. Cây này cũng hơi xấu. Cây này dài 70. Cây này cũng hơi xài được thôi chứ không có được đẹp. Đó, thì bảng này coi 2 3 4 5 6 7 10 cây. Mã xà beng này 10 cây 200.000. Rồi tiếp tục qua mã xà beng này cũng 10 cây nữa. Mã cây xà beng này 6 tắc cỡ khoảng 6 tắc rưỡi gì đây, để em đo cho. Cây này thì 6 tắc đúng, 6 tắc 2 gì vậy. Cây này cũng còn đẹp nè. Đó, miệng còn đẹp nè. Cây này thì nó ngắn hơn, nó lực lắm. Rồi một cây cải. Cây đầu đầu này với cây đầu này nè. Hai cây. Cây này rất đẹp nè. Mấy cây này chơi được đâu. Rồi, nguyên bộ xà cầy này. Cây lấy dấu nè.
cây này về lấy dấu hoặc là để làm cái chọi gì hay lắm. Cái cây này đẹp luôn. Một cây cạo, cạo trai, cạo con, cạo gì đó cạo. Rồi mã này cũng 10 cây nữa nha. Đó là mã 219. Cũng 200.000. Rồi tiếp tục 220. Đây mã 220 thì em có hai cây đục bê tông. Đục này đục máy nha cô chú anh chị mình. Con ra xéo xéo phía sau này con quay lại để quay trúng dựng ba không. Đừng cho hạn chế trúng dựng ba đi. Cây này thì cái chiều dài nó hai cây này được là 45 nha. Đó, hai cây này còn rất đẹp. Anh em nào coi máy mình có trúng cái dòng máy mình có trúng hiểu với cái mũi này không? Trúng thì mình mua này về xài mình ngợi hơn, để mua thì chạy ra đi mua đồ mới á. Nó mắc lắm mà chất lượng thì nó cũng tương đối vậy thôi, tại vì cái cây này xài không có nhiêu đâu. Rồi cây này thì phi nó là cái trên đây thì nó 20. Ủa 29 nha. 29 gần 30. Còn ở dưới đây là lục giác nha. Cái đuôi lục giác thăng tròn. Lục giác này lục giác 25 nha. Đuôi này đuôi 25 nè. Đó, hai cây như vậy em cũng bán 200.000 mã 220. Rồi tiếp tục qua 221. 221 là ba cây này. Đó, cô chú anh chị mình coi nha, kiểu cọ sao đó. Coi có đúng như của cái máy mình không? Đó, ba cây này. Ba cây này thì độ dài nó tầm 40 nha. Đó, để em đo luôn cho cô chú anh chị luôn. Đó, cây dài nhất nó tầm 41. Còn mấy cây mà đã xài rồi nhiều nhiều thì nó còn khoảng 37. Rồi đuôi tròn, thân tròn nha, chân giữa này thì lục giác nha. Đứng giữa chỗ cái phe gài này là lục giác. Lục giác nó là lục giác 30 nha, chỗ này nha. Còn thân thì thân tròn. Thân tròn này 26 nha. Còn đuôi này đuôi tròn. Đuôi tròn 24. Nó là ba cây như vậy thì cũng bán 200.000 luôn, ba cây này siêu nặng nha. Mã 221 200.000 thì cô chú anh chị mình lưu ý nha. Thì đa số những cái mã sản phẩm là mã hàng. Số ký tự mã hàng thì em để trên, số ký tự mã hàng với giá tiền em để trên đầu những cái mã hàng hết nha. Cô chú anh chị mình lưu ý phần đó, chứ lưu ý thêm cho em một cái nữa là cô chú anh chị nào có mua cái mã hàng nào thành công rồi có cọc tiền cho em thì để nội dung cọc là mua mã hàng số mấy. Ví dụ mình mua mã hàng A221 thì mình để là cọc tiền mua mã hàng 221 vậy lùm dùm cho em thôi, thì em sẽ tra ra em biết của tiền đó của ai dàn cọc thôi. Rồi tiếp tục qua 222. 222 đây là cái bộ khoan bê tông đuôi lục giác 13 ly 12 ly mấy à. Đó, thường là lục giác này nó 12 ly mấy. Đó, 12 ly. Đó, thì nguyên một bộ gì là 2 4 6 8 10 11 cây. 11 cây này có 200.000, em dám bảo đảm cô chú anh chị nào xách tiền ra mua một cây như vậy thôi, mua một cặp như vậy thôi là trên 200.000 nè, em dám bảo đảm luôn. Nhưng mà ở đây nó nhỏ nhất là 12 nha, em đo luôn chứ để nói là nhiều khi nó lệch cái chết luôn. Đây là nhỏ nhất là 12, to nhất của nó là cái mũi này, thì em sẽ đo cái mũi to và cái mũi nhỏ thôi. Mũi này to nhất là 32. Đó là tổng cộng 11 mũi như gì, 11 mũi như gì, 10 mũi với một cái mũi này là mũi thường, nhưng mà nó có cái đuôi, gắn cái đuôi vô được mình xài chung với cái dàn đuôi này. Nhưng mà mình có mũi thường ở nhà được mình dắt vô thì mình xài được nhiều loại mũi cho cái đuôi này, nó mà nó thông dụng hơn. Rồi 11 cây này em bán cũng 200 mã 222. Rồi tiếp tục qua mã 223. 223 224 là hai cái mã này để tương đối nó giống nhau, nó xài chung một cỡ thôi. Đó, chỉ khác là cái hình dạng cái cây kiểu gì, cây kiểu khác với cây dài cây ngắn rồi thôi. Đó thì thân nó thân lục giác 17 ly nha. Thân này thân lục giác 17 ly. Chỗ này cũng 17 ly luôn. Đây. Đó, nhưng mà cái đuôi nó là đuôi có 12 ly thôi nha. Đuôi tròn 12 ly. Đó, đuôi tròn 12 ly, thân lục giác 17 ly. Thì bên mã 223 thì nó có một cây dài. Cây dài này nó tầm có khoảng là nó 4 tấc 3. Rồi. Là cái mã 223 nó 2 4 6 8 9 cây 200.000. Rồi 224 246 8 9 cây 200.000, nhưng mà bên 224 nó có một cây đục dẹp. Cây đục dẹp này nó dài cả tầm khoảng 2 2 208. Cây đục dẹp này siêu đẹp nha. Nếu mà cây đục dẹp này không em bán cây này không là em bán cả 100.000 nha.
dám nói thẳng luôn, tại cây đục dập nó hiếm lắm. Và cái cây này thì cái cây em là lấy trong đồ lựa, tại ham ham lựa về chứ bán lỗ tốt đó. Tại thấy nó lâu lâu mới gặp, nó lần này lựa thấy về gặp nó phải lấy, nhưng mà lấy về biết bán lỗ cũng vẫn có lấy nữa. Tại lâu lâu mới gặp nó lần. Mấy cây dẹp này nè, cây dẹp bản này người ta xài nhiều lắm, thị trường hiếm lắm, nhưng mà không biết sao, tại người ta xài nhiều nó hiếm hay là tại sao mình không biết nha. Nhưng mà lên thường là những hàng bãi đó, những dòng cây nhọn này thì rất là nhiều, nhưng cây này thì rất là hiếm kiếm. Rồi mã này cũng 200.000 luôn nha. Rồi tiếp tục là 225, đây là cái đuôi này cũng đuôi tròn. Rồi gần một khúc này là lục giác, nhưng mà nó khác cái kiểu bên đây là nó có một cái niền đây chính giữa này, nó khác là nó có cái niền đây, còn bên đây nó suông luôn, nó không có niền nha. Đó, bên cái mã 224 nó không có niền, nhưng bên mã 225 là nó có niền gì nha. Đó, nó có cái này cũng 17, cái này cũng 12. Nó lục giác này cũng 17 mà cái này cũng 12, xài chung này được, nhưng mà sao, tại sao ở đây bên bộ này nó có niền gì nè. Nhưng mà bộ này nó có tròn có nha, rồi lục giác có. Đó, bộ này bộ 225 2 4 6 8 9 cây. 9 cây này cũng 200, nó đặc biệt nó có một cây dài. Một cây dài là thân tròn nha. Cây dài này nó dài tầm cỡ khoảng 40. Rồi mã 225 em cũng bán 200.000 luôn. Rồi tiếp tục qua 226. 26 nãy quên kêu lưng nó đổi bớt lử hai lưỡi bự ra, lấy lưỡi hai lưỡi nhỏ vô cho số lượng nó nhiều lên. Đây 226 là một cái những cái mà ta gọi là móc gảnh gỗ nè, dành cho những anh thợ mộc mà móc những cái lỗ mộng hoặc một móc những cái gảnh đựng mình làm thao tác gì bên mộc đó. Thì em nói chung là cũng không có gành hung những cái xài máy móc đó đâu. Thì mấy cái lưỡi này tương đối nó còn nguyên dạng hết nha cô chú anh chị mình. Nó thì em lựa thì em cũng có kiểm tra sơ ngang, rồi mấy anh lính cũng dặn đó, thí dụ cái nào mà cảm thấy mình mẻ nặng quá mà về cô chú anh chị xài không được thì mình luyện phế liệu đi nha. Ví dụ như nó dâm dâm á thì mình không nói, về nhiều khi còn cô chú anh chị mình còn xử lý để xài thì cái đó mình không nói, còn như mà cái nặng quá thì em đã dặn đến em là không khi nào để bán nha, thà bỏ đi chứ để bán về ra cô chú anh chị mình xài không được, rồi mà công nữa nó phiền phức hơn chứ làm cái gì. Cây này thì móc gảnh tròn nha, đó gảnh tròn, cái lưỡi này siêu nặng nha. Đó thì mấy cái lưỡi này thì em cũng có mấy anh em mằng nghề đó, rồi có xuống tới lui chỗ mình mua đồ á, ta cũng nói, ta nói như mình nói đơn giản như cái lưỡi này thôi đi, thì em bóc như cái lưỡi này nó mới này, em nói nếu mà như cái lưỡi này mà nó còn trong hộp được luôn, cái lưỡi này phải mấy trăm ngàn chứ không có nói là mấy chục ngàn đâu nha. Đó, cái lưỡi này không mấy trăm ngàn, nhưng mà cái lưỡi này nó như mới nè, nó còn trong hộp luôn, cái lưỡi này từ 200-300 ngàn, nó rất là bén nha. Rồi thì 6 lưỡi, tổng cộng là 6 lưỡi này nha, em bán cũng 200.000, mã 226. Rồi tiếp tục qua mã 227. Mã 227 đây là 10 cây cọc này. 10 cây cọc này thì em nói thẳng là em cũng biết ở bên nước công tư của người ta, người ta xài cho cái trong cái ngành nghề gì. Nhưng mà em nói về Việt Nam mình bây giờ cắm nọc trâu, nọc bò, nọc heo, nọc gà gì không cần thiết. Nó cắm đã rồi tới chừng nghỉ nuôi thì mình bán phế liệu luôn, cũng không có lỗ nhiều nữa, tại cái này là sắt đặt toàn bộ nha. Sắt đặt toàn bộ, độ dài nó được từ 27 tới 30. Đó, 10 cây như vậy em bán 200.000, nó rất là nặng. 10 cây gì em bán 200.000. Rồi mã 227 200.000. Rồi tiếp tục là 228. 228 229. Bước nhóm này sao quay lượng mình cũng trước không? 228 229. 228 đây, 229 đây. Quay cho tròn hai mã luôn. 228 229 này là hai cái mã đục sắt, hai mã đục sắt bữa nay em đục tay nha. Em lựa hai mã này cũng siêu đẹp luôn nè. Đó. Siêu đẹp luôn. Nội hai cái cây to này không cô chú anh chị mua một cây này không là 50.000 mua không được nha. Cái này em nói không được chứ đừng nói nó mà được. Hai cây to này thôi mỗi mã nè, là hai cây này mỗi cây 50.000 của chú anh chị mình mua không được nha. Cây này siêu nặng nè. Đó. Cái cây đục to nhất này là nó tới P25 lận nha. Đó. Còn đây nè, đục nhọn nè. Đục dẹp nè. Đó. Mấy cây này thì xài không có nhiều đâu. Nhìn cái đai này là mình biết những cái nào mà xài nhiều là nó tà gì nè. Chứ lưỡi nó không khi nào mà trường hợp nó mẻ nó nha, có mà ở rất ít nha. Nó tà cái đai chứ cái lưỡi nó ít có mẻ lắm. Đó. Rồi đây đục dẹp đầy đủ nè, có bự có nhỏ nha, rồi đục nhọn có bự có nhỏ nha, cây lấy dấu nha. Đó, cây lấy dấu có 2-3 cây lận nè. Cây lấy dấu hoặc là tu vậy nè, 2-3 cây lận. Đó, mấy cây này rất là đẹp. Rồi tổng cộng mỗi một mã gì bên này cũng vậy nè, bên này thì mấy cây này chưa xài nè, chưa xài được nè, hoặc là xài rất là ít nè, cái cây này là ok chưa xài luôn nè, còn cái tem bọc bên ngoài nữa nè, rất là đẹp luôn.
đó, thì mà mỗi mã coi 2 4 6 8 10 12 14 cây, 2 4 6 8 10 12 14 cây, mỗi một mã gì 14 cây. Bữa nay là siêu rẻ nha. Nói chung là cô chú anh chị nào thì bữa nào có sao thì nói vậy, Nghị thấy cảm thấy rẻ rẻ thì Nghị nói cho cô chú anh chị mình khoái để đốc xuống mua hay gì. Thì rẻ thì mình thường là những cái cô chú anh chị mình, những ai mà thu nhập thấp thì thường vô những cái kênh của Nghị coi á, thì bán đồ rẻ rẻ thì người ta nói nhiều món nè, rồi nhìn thấy có những cái món đồ mới nè này kia người ta cũng khoái lắm, thành thử Nghị cũng không nói dốc được cái nào mà nó tương đối mình thấy mình chọn ra mình thấy rẻ thì nói của chú anh rẻ, chị mình rẻ, còn cái nào mà Nghị thấy cảm thấy mắc chút thì Nghị sẽ bỏ thêm cho tương đối cái giá tiền đừng mình dễ bán chút, mà nó cũng phải có đồng lời chứ, còn nếu mà nói rẻ quá bán rẻ quá mà không có đồng lời cũng thua luôn. Rồi mã 228 229 là hai cái mã đục sắt đục tay, mỗi mã cũng 200.000. Rồi tiếp tục là hai cái mã thân gỗ, là mã 230 231 đây đó, mấy cái bộ này thì siêu đẹp luôn đó. Khoan gỗ bữa nay nè, không phải đẹp cái gì, khoan gỗ là thường là đi là mình cần lựa những cái bộ nó đều số, tất nhiên là có từ nhỏ tới lớn nó đều luôn, chứ còn bự không hay hoặc nhỏ không á thì về mình xài trong gia đình á thì nhiều khi mình cần bự không á thì mình kiếm cái số nhỏ được mình làm thì không có, còn như hai bộ bữa nay là đều hết nha, nhỏ có bự có, cô chú anh chị mình về là để nhà là xài thoải mái luôn. Cái này là nhỏ nhất tầm cỡ khoảng là 8 ly thôi, 8 ly mà nó tới cái mũi lớn nhất nè. Để em đo luôn cho. Nó tới cái cây mà lớn nhất là nó 27 nha. Đó, bên này nó cũng vậy, hai bên rồi thì tương đối nó giống nhau. Thì mỗi một mã gì 200.000 để em đếm coi nó được bao nhiêu mũi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 cái mũi khoan gỗ như gì? 200.000. Đó, thì cô chú anh chị không có đi đâu mà mua được đâu nha, tại vì có cái nhiều khi cái mũi 10 gì thôi, em nói cái mũi 10 12 gì thôi, cây này chưa xài nha, đó là em nói như cái này đồ mới đi, chưa xài là như đồ mới đi, cây này cô chú anh chị mình xách lên chợ mua phải từ 30-40 ngàn một cây gì nó, còn đây em bán 31 mũi như gì có 200.000 thì mỗi mũi nó chưa được 7.000. Nó thì kiếm ở đầu ra mũi mồm thì em đã có kiểm tra sơ ngang nha, không có gãy mũi, không có gãy me cho nghe, về là xài, nó về là xài, có cái thì nó xài tay, bộ này thì nó được hai cây xài tay, còn nhiều đa số là mình gắn vô máy mình xài nha. Rồi mã 230 231 là hai bộ khoan gỗ, mỗi bộ cũng 200.000. Rồi tiếp tục 232 232 là cái bộ mani đây thì thường là em đăng thì 5 cặp đó, hồi đó tới giờ là đăng thường là 5 cặp 200.000, 5 cặp 200.000, tức 1 cặp này 40.000 đó. Ma ní này thì anh em nào xài máy móc đồ này kia cũng rất là thích cái này, tại vì có cái độ mà nó mài mòn nó ít hơn cái hàng chợ. Hàng chợ như cái cặp này đi đưa vô cái máy cài đó, đưa vô chỗ cái cặp kiếm dây chằng sau của máy cài đó. Thì cặp này mà nếu mua chợ xài tầm mùa là bỏ nha, còn nếu cổ Nhật thì không đến đổi đâu nha. Đó. Nó hàng có thương hiệu đồ này kia, hàng Nhật vải đồ này kia thì nó xài được lâu hơn nhiều, thành thử cô chú anh chị mình thích lắm. Cặp này theo mà bên em bán cặp này 5-70 ngàn đó, nếu bán lẻ thôi cặp đẹp 5-70 ngàn, tại vì con cái mấy cái máy đi dòng mà thịnh thông dụng cho những anh xài máy cài đồ này kia nó mắc lắm. Rồi 5 cặp này có cặp lớn cặp nhỏ nha, 4 cặp trùng, một cặp này nó hơi lai chút xíu là lai cái dòng cung này, hai cái khác nhau. Rồi 5 cặp này mã 232 em bán 200.000. Rồi tiếp tục là 233 đây là em có nguyên một cái thúng nè, nói chung là dành cho những anh em nào mà làm bên ngành cưa đó, máy cưa đồ này kia đó thì mua mã này về đó, mình đóng ba cái móc đóng ba đầu nè cũng hay lắm. Thì mã này cũng rất là nhiều nha, tại đây có cái nó sắt không mà nó nặng lắm. 3 6 9 12 15 18 20 24 cái móc như gì 200.000, 24 cái móc gì để cô chú anh chị mình đi mua có cũng cây không dưới 10.000 đâu. Rồi mã 223 200.000. Rồi tiếp tục là 224 224 này thì em có cái cây này, thì cái cây này thì em cũng không hình dung nó là cái cây gì, thì nó cũng giống như một cái cây là mở là lá ông đồng thôi,
nó cũng giống như cây lã ống đồng, nhưng mà thường là cái cây lã ống đồng á thì nó là lỗ này nó chạy dài trên cái thanh này tới 4 lỗ hoặc là 6 lỗ, mà sao cái cây này thì nó có một lỗ, mà lại bên lã ống đồng thì nó không có cái găng này, mà sao thằng này nó có cái găng thì không biết thằng này nó lã cái ống gì, cái mình biết rằng nó lã ống nhưng mà không biết nó lã cho cái loại ống gì. Đây vô ga còn bình thường nha, đầu cổ còn ok nha. Đó, vô ga bình thường nè. Đó, thì ai chốt được chốt, chứ còn cái cây này mà lã ống đồng á, mà đúng của nó lã ống đồng mà 4 lỗ hoặc 6 lỗ, cây này không cỡ 300. Còn như cây này thì em không biết, em bán thế 200.000, cây mã 234 200.000. Rồi tiếp tục là 235. 235 đây là một cây cảo hai càng. Thường là mình gọi nó là cảo hai càng thôi, chứ còn không biết là ai có kêu cái mỗi một vùng miền nó có kêu khác không thì mình không biết nha. Thì ở đây thì em ở miền Nam thường là người ta kêu cảo hai càng hoặc cảo hai chấu. Đó, thì vô ga bình thường nha, đầu cổ là ok hết nha, không có cái dấu hiệu gì luôn. Đó, bốn con ốc còn bốn ốc ghi luôn, chỉ có cái là nằm ngoài bãi nó xét vậy thôi. Đó, nhưng đặc biệt cái khuyết điểm nó đây nặng nhất của nó đây. Chứ cây này thì thường em bán bên em là cây cái cỡ này á thì em bán 500.000 một cây. Đó, còn xét chút thì mình bán 450, nhưng mà cái cây này thì nó cũng cỡ xe 220 nè. Đó, nhưng mà cây này đặc biệt nó bị lỗi chút xíu nè. Hai cái càng bên đây thì nó có hai chấu hai bên nè, càng bên đây thì nó gãy hết một chấu nè. Đó, thì nó có lỗi có nhiều thôi, nhưng mà bán cây này 350 nè. Đó, chứ còn nếu mà nó nguyên dạng cây này em phải bán từ 450-500 mỗi một cái gì, tùy theo nó đẹp hay nó xấu. Hàng thì của thằng Hit nha. Đó, hãng Hit nè. Đó, cây này thì cũng còn, nói chung là còn tương đối đủ đồ đó, nhưng mà có cái nó gãy một cái chấu mép bên này là gọi đó, chứ nó có nhiều thôi. Nó còn đầu kia thì nguyên dạng hết lành lặn nha, ốc bốn con ốc ghi luôn nha, chưa có lai ốc nào. Vô ra bình thường cái lỗ này chưa có gơ lắc nha. Đó, đầu trên hơi xét xét chạm chạm chút nè. Thì có sao em nói gì, còn cô chú chị mình cảm thấy chốt được thì chốt, chứ em không có nói thêm nữa bớt gì được đâu. Rồi cái mã này là mã 235, em bán 350.000. Rồi tiếp tục là 236. Đây mã 236, 237 đây. 236, 237 là hai cái mã dũa. Hai mã dũa bữa nay thì nói chung là cũng siêu đẹp và siêu rẻ luôn. Đó, bữa nay cũng nhiều món lắm nha. Hai mã thì em sẽ banh ra, mượn cái nền của thằng bên đây chút đi. Em banh ra cho cô chú anh chị mình xem. Dũa bản thì có bản to, bản nhỏ nè, rồi bản găng to, rồi bỏ bản găng diễn nè, có đầy đủ hết nha. Nhiều loại lắm, dũa bản. Dũa nói chung là còn đẹp lắm. Còn dũa bán nguyệt nè, có to, có nhỏ nè, rồi có siêu nhỏ luôn cũng có nè. To nhỏ rồi nè. To nè, vừa nè. Vừa nè, nhỏ nè, rồi siêu nhỏ nè, rồi siêu nhỏ nữa nè. Đó. Là bán nguyệt không bốn loại nè. Đó. Rồi dũa lá cũng nhiều loại nè, dũa bản thì nó nhỏ tới cái mức độ là rất là nhỏ luôn nha. Dũa bản đây nè. Dũa bản đây nè. Dũa bản nè. Rồi dũa tròn thì cũng 4-5 loại dũa tròn nè. To nè, rồi vừa nè. Rồi nhỏ chút nè, rồi nhỏ thêm chút nữa nè. Rồi nhỏ nữa nè. Đó, dũa vuông có nè, dũa tam giác có nè. Đó, rồi mấy cái dũa lặt vặt này dưới đây nữa nè. Đó thì 4 nè. 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 cây dũa nè. Rồi bên đây 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Rồi hai mã này gan nhau chính tay em lựa luôn. Hai mã này đều 25 cây dũa. Có 25 cây dũa mà có 200.000, cô chú anh chị mình một cây dũa bản bự vậy thôi. Còn rất là đẹp nè. Một cây dũa bản bự vậy thôi, cô chú anh chị mình mua đi mua mấy chục ngàn nha, 40-50 ngàn không chừng nữa. Cái đó em nói thẳng luôn, còn đây bự vừa nè. Nhỏ một chút nè. Nhỏ thêm chút rất là nhiều, 25 cây một mã. Rồi mỗi mã dũa gì là 200.000, mã 236, 237, mỗi mã là 200.000. Rồi tiếp tục là 238. Chặn mã cây bự này nha nè. Rồi tới 238. 238 là mấy cái bấm ghim. Đó, mấy cái bấm ghim nè. Đó, cái này thì đập nghe cô chú anh chị mình. Cái này thì chỗ nào đó rồi mình đập xuống. Đó, mình đập xuống gì. Hay hoặc là mình kê chỗ nào chính xác á, mình muốn bấm á,
mình đập để xuống gì rồi mình lấy tiếp khúc gỗ mình bữa lên đây thì cái ghim nó ăn xuống thôi. Đó, cái này là cái dòng đập ruột bọng gì còn đầy đủ nha, đầy đủ thì chỉ để ghim vô là xài thôi. Đó, một cây rồi, một cây này nữa, một cây này là của thằng Mát nha, mấy cây này thương hiệu đẹp nè, còn đầy đủ hết nha, bấm tiếng còn rất là rõ nha. Cái này giờ mua ghim để vô thôi. Hai cây, cây này còn siêu đẹp nha. Rồi tới cây thứ ba, cây thứ ba cây bấm này là mình để bàn nha. Cây bấm này thì mình để bàn, cây nó có cái cỡ yoga nó luôn nè, cỡ đầy đủ. Còn ba cái này đứng để ghim đồ vô nè, chặn lên nè. Cái bấm này mà để bàn làm việc đồ cũng im lắm. Rồi một cái bấm lỗ nha, cái này là bấm lỗ giấy hoặc là bấm cái những cái lỗ mà những cái miếng nhựa đồ này kia bấm rất là hay nha. Này chắc bấm được lỗ 5 ly đó, bấm lỗ giấy hoặc là lỗ miếng nhựa đồ này kia nè, thì hai cái này về để bàn làm việc đồ cũng im lắm, về vệ sinh đồ lại nha. Còn thì rất là đẹp đó, nhưng mà bên đây em không có vệ sinh với tay chân gì nè, dầu nhớt rồi bóc vô cái nó dính dính, cái mình về vệ sinh lại chút xíu là nó đẹp hả. Rồi mã 238 em cũng bán 200.000 luôn. Rồi tiếp tục qua 239. Bữa nay em sổ có những món rất là rẻ nha cô chú anh chị mình. Đây. 239 đây. 239 là hai cây phan, ba cây phan. Hai cây phan dĩa. Đầu cổ thì yoga bình thường nha. Đầu cổ yoga bình thường, phan chạy ok. Một cây. Rồi một cây này. Đó, mấy cái này thì em không có vệ sinh nè. Còn dơ rất là dơ nha, về cô chú anh chị mình vệ sinh. Đầu cổ thì ra vô bình thường nè. Quay ok luôn. Tay cầm tay nắm đầy đủ, hai cây. Và một cây cây tay quay. Cây tay quay này thì đa số anh em về cũng ít có xài lắm, tại thời buổi giờ đa số là xài toàn bộ bằng điện hoặc bằng pin hết rồi. Đó. Nhưng mà những cái dòng này thì anh em về mua về sưu tầm là nhiều. Đó. Có anh em điện lại mua, có nhiều người đặt số lượng nhiều lắm. Đặt về cho keo ở mấy cái quán cà phê hoặc cho keo mấy cái nhà trong nhà người ta sưu tầm chơi vậy thôi, chứ thiệt ra thì cái cây này thì nó cũng hiện giờ thì nó cũng không có ai xài nhiều đâu. Đảo chiều thì ở đây. Đảo chiều đây. Đầu cổ tay nắm đồ còn xây ok hết nha. Rồi ba cây phan này, ba cây phan này của mã 239 em bán cũng 200.000. Rồi tới mã 240. Đinh ơi, tìm cây tăng đưa nữa coi, để gọn gọn đem lên đây đăng bộ tăng đưa này. Tăng đưa này hơi mắc rồi. Đó, rồi cái bộ hai cây bơm silicon và hai cây bơm mỡ bò. Đây, cái bơm silicon còn hoạt động bình thường nha. Này cây này thì xài cái chai silicon thông dụng nha. Cái bơm này thì cũng vô bình thường đây. Đó, hai cây này đều còn hoạt động bình thường hết. Cây này chuẩn bị luôn. Đó. Về nhiều khi nó hơi móp méo trên đỉnh nè, rồi mình về sửa sửa lại giùm em. Đó, chứ nó không có gì hết. Rồi hai cây bơm silicon, hai cây bơm mỡ bò. Hai cây bơm mỡ bò này về chỉ để mỡ bò vô xài thôi, đã hoạt động bình thường. Cây này như mới luôn nè, cây này giống như chưa xài nè, tay chân tay nắm đều còn nguyên luôn, giống như chưa xài. Bơm gì còn cảm giác hơi nha, nó mỡ bò ra nè, tại trong đây nó hết mỡ bò thôi, chứ còn là nó xịt ra luôn. Đó, mỡ bò còn ít nè, nó không đủ sức nó ra nè. Cây này như mới nha. Cây này thôi, nếu mà cô chú anh chị mình đúng mua hàng thương hiệu, cây bị lớn thôi cả 100.000 bạc. Rồi mã 240. Bơm silicon với bơm mỡ bò. Em bán cũng 200.000. Rồi qua đây mã 241. 241 đây em có 5 cây thăng đơ. Đó, 5 cây thăng đơ như vậy. Để em sắp hai cái nhỏ qua đây. Em đo cho cô chú anh chị mình luôn. 5 cây thăng đơ như vậy.
em bán cũng 200.000 luôn. Rồi để em đo từ cây cho. Thì em đo trong cái lồng nó thôi nha, chứ em không có đo ở ngoài cái móc nha. Đo trong cái thăng nó thôi. Đây, thì trong cái thăng của thằng này á thì nó 15 nè. Này 15 nè. Này 17 nè. Này 20 nè. Này 25 nè. Rồi thì năm cây này đầu cổ móc mẹo còn nè nha. Ok hết, găng thì còn khỏi chê, găng như đẹp luôn như mới nè. Găng toàn bộ. Cây này chỉ có cây này thì chắc lúc trước nó làm một cái phen này. Nhưng mà người ta chê người thắt kiểu làm sao ta hàng thêm một cái móc thằng này nó bỏ cái phen. Nó chứ còn ốc này là còn dinh vũ của thằng giống như này nha. Nhưng mà ta hàng thêm một cái phen đầu này. Nó tại cái công dụng ta không đúng thì sao ta hàng. Cắt ngang ta hàng này, dấu cắt ngang dấu hàng còn nè. Đó, ta hàng thêm móc này thôi. Rồi thì năm cái tăng đưa này em cũng bán 200.000 luôn, của mã 241. Rồi tiếp tục qua 242. Đây 242 đây. 242 là cái bộ đuôi chuột không tự động nha. Đuôi chuột không tự động này anh em nào sửa máy móc đồ cũng hay lắm, tại vì nó xài nó làm đuôi chuột này được mình. Nhiều khi mình cạy mình đồ này kia các thứ các công chuyện đều nằm trên cái đuôi này cũng nhiều lắm nè. Rồi nhiều khi mình dặn nặng quá mình không có dặn được á, không nổi á, thì mình thọt cái ống tiếp vô đây được mình cầu. Cầu cho nó dài ra mình dặn cho nó dễ. Đó, thì cái đuôi chuột này nó xài tiện, rất là tiện nha. Cô chú anh chị nào có làm máy móc xe cộ gì nhiều á, mua những bộ đuôi chuột này mình để trong bộ đồ nghề mình cũng thuận tiện để xài lắm. Đó, cả chục cây gì mà có 200.000, 2 4 6 8 10 cây gì nè, có 200.000, tính ra cây có 20.000. Để nhiều khi kẹt kẹt mình những cái cây mà mình không có mà chạy lên chợ mua là mấy cây này mắc lắm nha. Nếu tầm mua cây từ 24 rồi trở lên á là cây đâu có từ 40-50.000 không đó. Rồi số ở đây thì nó có 19 nè. 21 2 cây, 24 2 cây, 26 2 cây, 27 1 cây, 30 1 cây, 32 1 cây. Đó là cái mã 242, em bán 200.000. Rồi tiếp tục là 243. 243 đây em có là 4 cây cạo thước nha. Ở đây em có 4 cây cạo thước. Đó, 4 cây cạo thước thì 3 cây này thì nó còn nguyên vẹn hết toàn bộ nè, 3 cây to nè. Đó, 3 cây to này về là xài luôn nha. Một cây nhỏ này về xài luôn. Đó, còn một cây này thì nó mắc một con ốc đây thôi. Con ốc trên thì bị người ta chế nữa nè. Đó, thì cái cây này giống đem tặng theo thôi. Chứ em bán 4 cây này thì chẳng được 200.000, nhưng mà cái cây này thì bỏ thì nó thiếu con ốc này, giờ đi chọn ốc này cũng làm biến chọn. Đó thì thôi em bỏ ở đây, ai xài được gì thì xài. Mỗi 3 cây bự này em dám bảo đảm ra thị trường của chú anh chị đi lựa đồ, lựa 3 cây bự đó không. Nếu mà ai mà bán dưới 100.000 em 200.000 em mới sợ. Đây cây này được 50 nè. Rồi cây này thì em đo từ đây chứ lại đây nha. Cây này được 50-55 nè. Còn cây này thì được 40 nè. Còn cây nhỏ này nguyên vẹn luôn nè. Cây nhỏ này được 30. Còn cây hư nè. Cây hư nữa cũng được 30. Nó là tổng cộng là 5 cây này em bán 200.000 của mã 243 nha. 243 5 cây cạo thước nha. Cái này gọi là cạo thước thì em nghe người ta kêu vậy thôi, em kêu theo thôi. 5 cây cạo thước này 200.000. Rồi tiếp tục là 244 là có 3 cây cạy này thôi. Hai cây cạy này nè nó một cỡ nha. Đó, hai cây cạy này nó một cỡ, nó đều là 430. Tất nhiên là 4 tắc 3. Cây này thì nó nguyên dạng từ A tới Z nha, nó rất là đẹp. Còn có cây này thì giống như người ta có bị đóng nhẹ nhẹ nè, nó tà tà hai cái đầu chút xíu. Về cô chú anh chị cảm thấy sửa được sửa. Còn cây nhỏ này, cây nhỏ này thì nó để đấy 240 không biết phải không, 240 là 2 tắc 4 rồi đúng. Cây này 2 tắc 4 nè. Đó thì ba cây này em bán cũng 200.000, tại những dòng cạy nữa mắc lắm cô chú anh chị mình. Một cây như gì 100.000 là thị trường là ok nè. Đưa lên nhiều hết nhiều một cây còn mình không có nói mà nó còn mới, nhưng mà nó còn hai đầu còn ok gì thôi. Là cây này 100.000 là đưa lên bao nhiêu là hết bao nhiêu, không có kịp bán luôn. Đó còn cây này thì nào nghe nó bị hơi bị dập cái đầu này một chút, dập đầu này một chút, về mình đập sửa nhẹ nhẹ lại. Đó, nó bị ít thôi. Đó, rồi nhưng mà cái cây này nó xấu quá, nó hơi xấu hai đầu, em bù cho một cây này. Là tổng cộng mã này là 3 cây, mã 244. Em bán 200.000. Rồi tiếp tục 245. 245 đây. 245 là một cái mà để người ta nông cái ống đồng và ống sắt, nông ống đồng và ống sắt dành cho những anh em nào mà làm trong cái ngành nghề mà gì có liên quan tới những cái ống đồng, ống nhôm, ống sắt rồi đó, mà để nối với nhau á.
mà không có muốn chấm hàng mà ta nối hai cái này cho nó sọt vô được ha, hoặc là nông cái đầu ra bự bự chúng ta gắn vô những cái vị trí cho vừa thích hợp á, thì mình sẽ dùng cái nông ống này nha. Thì nếu mà mình không nông á thì cái đầu này nó được có 20 thôi đó, còn nếu mình nông ra thì mình muốn nông to nông nhỏ nông nông vừa thì nông, mà nông hết của nó, nông hết của nó là được thêm 4 ly nữa nha. Tất nhiên là không nông nó được 20, còn nông ra hết lốc thì nó được 24 nha. Đó, nó được 24. Cây này còn ok, còn rất là đẹp nha. Sắt này thì toàn bộ cái thân này là sắt đặc hết nha. Đó, tay cầm được còn ok. Thì cây này bây giờ em bán 200.000 luôn. Tại thường thì em thường là đang bán cây này 250 nhiều lắm. Nhưng mà cây này nói chung là nó cũng không được cái màu vẽ bên ngoài nó không bằng, nước sơn đồ không bằng ta thôi, chứ mấy cây trước thì nó long lanh lắm. Thì mình bán 250, nhưng mà đầu cổ thì nó cũng y gan nhau thôi. Nó còn mới gan nhau, chỉ có cái thằng nước sơn thì nó hơi xét xét sạm sạm thôi. Thì em bán cây này 200 luôn. Nó là mã 245. Rồi tiếp tục 246. 246 đây. 246 này là kìm cót nha. Thì em sẽ giới thiệu từ từ. Đó. Thì một cây cót to nè. Một cây cót to này để dành bấm dây cọc bình, dây cọc đề. Rất là ngon nha, còn đồ chỉnh đồ ok luôn nha. Còn đồ chỉnh đồ ok, thương hiệu này đầy đủ hết nha. Đó, đầy đủ cô chú anh chị mình luôn, thông số gì đó có hết. Cây này còn rất là đẹp nha. Vô ga bình thường, tay cầm tay nắm gì không có thiếu gì luôn. Là một cây, rồi đặc biệt có cây này như mới luôn nha. Cây này thì bấm code. Đây, bên này nó có thông số hoặc cái gì của nó đầy đủ hết đây. Đó, anh chị em nào trong nghề thì nhìn ngang đây là biết cây này xài cho cái gì rồi. Đó, ok hết nha. Mình muốn mở nó ra thì mình mới bấm giặt vô cái nó mới mở ra được nha. Đó, vô ra bình thường còn rất là đẹp. Cây này em dám nói thiệt nha, thị trường một cây này thôi, nếu cô chú anh chị mình mua chừng 80.000 mua không bao giờ được cây này nha. Em dám bảo đảm từ 80 tới 100.000 mua mới được cây này nha. Nó nhưng mà ở đây em bán giống như cúm bán mớ thôi, là hai cây này không gần 200.000 rồi nè. Đó. Rồi một cây trút dây điện nè. Trút dây điện này còn rất là mới nha. Trút dây điện nè, cắt dây điện nè, cắt là cắt lòng ngoài nha. Tất nhiên dây điện tròn mình á, là mình muốn cắt cái lòng ở bên ngoài, còn đựng cái ruột đầu, ruột mũ hoặc ruột động trong á, thì mình đưa vô đây mình xay nha. Xay trong đây nó có hai cái lưỡi dao trên dưới nè. Nó cây này thì nó tích hợp nhiều chuyện lắm, nó cũng rất là hay nha. Nó trút dây điện thì đầu ngoài nè, nó có đầu bấm nó trút nè. Bấm dây điện này nè, bấm dây điện hơi to nè. Đó, cự ly hay kích thước gì nó có hết trơn nè. Đầy đủ, thương hiệu có luôn. Đó, cây này thì cũng như mới thôi chứ nó cũng có khác gì luôn. Đó, cây này vừa cắt luôn nha, vừa cắt cắt đứt dây điện được nha. Đây nó có cây kéo nè, cô chú anh chị mình thấy không? Nó có cái kéo cắt luôn. Rồi nhưng nếu mình muốn tách cái vỏ ngoài không á thì mình để vô đó mình xay nhẹ thôi. Thì em cũng có thấy người ta làm, không phải người ta làm mà mình thấy, nhưng mà mình coi trên mạng á, thì cái đầu cái chỗ cái vòng tròn trên này nè, có cái cửa nè, thì ta vừa tách cái dây điện ngoài được mà ta vừa cắt dây điện trong được nè. Nó có cái kéo nữa nè. Em dám nói thẳng, nếu ba món này không có thị trường đâu mà bán dưới 200.000 chứ nha. Ba món này thôi. Nó từ 250-100.000 ta có thể ta mới bán nè. Ở đây thì hai cái món này thì em nói gõ luôn nha, hai món này là em tặng kèm theo. Ai có xài gì được xài. Cây này thì nói chung là nó hơi bị chốc chốc nước sơn, chứ không phải là nó xấu mà nó siêu dẹo vậy ha, nó móp méo vậy nha. Chỉ có cái nước sơn bên ngoài nó chốc, nhìn nó xấu nè. Dưới cây này, mấy cây này thì ta dính tay chân em không có lao nè. Càng chùi thì nó càng nhạy nhạy thêm nữa. Em dục cái nồi vẽ sạch sạch cho em. Cái nào sạch nhất à? Đó, thì cây này, dưới cây này thì em cho thêm. Cây này thì còn hoạt động cũng được nha. Nói chung nó cứng. Thì hai cây này em dám em nói luôn ở đây dưới cô chú mình, thì em bán ba cây này 200 nha. Nó còn hai cây này cô chú anh chị nào về vệ sinh được thì vệ sinh nha. Cây này thì khỏi vệ sinh rồi, nó chỉ như bốn cây này đi, còn cây này thì em bỏ theo thêm. Tại vì giờ cây này nó hơi xét xấu quá nè, thì bỏ phế liệu thì nó uổng đó. Thì thôi mình bán bốn cây này 200, thì cây này mình bỏ thêm đi. Rồi ai muốn cô chú anh chị nào có về vệ sinh hay là mình đục ra mình mài mình vũa mình gắn lại mình xài được á thì mình xài. Nó cây này thì cái đầu bấm cót nó còn im nè. Nó nhưng mà con nhặt con cái đây nó hơi cứng nè. Đây nó hơi cứng, mình vô dầu mình mở ra mà nó vô, hoặc là mình gỡ luôn mấy chốt này ra rồi vệ sinh hết hay gắn vô. Nó đây nó xài phe nó cũng dễ lấy ra lấy vô lắm. Nó xài phe nhưng mà nó bị xét xét đây nè, mình nhìn khó coi.
Nó cây này thì em tặng nha, nó bỏ riêng vô trong đây tặng theo thôi. Còn em bán 4 cây này là 200 nè. Đó, 4 cây này là 200. Đó, rồi mã 246 đây 200.000. Rồi tiếp tục 247 đây. Những cái mã này là em chọn nói chung là đồ của nhà không. Đồ của nhà để lâu bán món á. Bán đồ món á, nhưng mà lâu lâu cái em chọn đừng đăng chung thôi, cái nào nó hơi lâu lâu mình thấy bán lẻ đồ này kia nó chưa có chạy, chưa có được nhiều á thì để lâu cái mình để vô trong cái mã mình đăng lên. Nói chung ở thị trường bán lẻ thì nó cũng không được nhiều đâu, ở quê mà thì để cho có vậy thôi, chứ còn chủ yếu thì em bán YouTube là nhiều, bán trên đây là nhiều đó. Cái cây này thì lữ cô chú anh chị mình khỏi chê nha, đó, lữ thì khỏi chê, sao mà nó để sau trong đây là cái miệng nó là cái miệng vuông. Nhưng mà ngang qua em có test thử cái ống tròn, em test thử cái ống tròn là 34 á thì nó cắt rất là ngọt nha, cắt này khỏi chê luôn. Nhưng để em đem đo thử coi cái miệng nó mở ra được bao nhiêu. Nó được đây có 31 à. Đó, ngày qua thì em cắt 34. Cái nòng này thì nó sống nha. Cái miệng này nó sống. Nó chỉ để cho cái mũi mình không có ra vô được thôi. Đây nó mở ra bự nữa được nữa cô chú anh chị mà nè, tưởng đâu tới đó thôi, còn hồi nó mở ra bự được phải à. Đó, thì ngày qua em có cắt được ống 40 của ống 34. 34 thì nó còn cắt thoải mái lắm. Ở đây nó mở hết ra được 49 nha. Đó thì giờ ở đây thì mình có thể mình cắt được ống 42 bình thường nè. Đó, nhấc nhẹ nó vô nha. Cây này cái lữ như mới luôn. Nó bén dữ lắm, ngày qua em cắt là cái dấu cắt nó đẹp dữ lắm, đẹp luôn. Nhưng mà cái kiểu thằng này nó làm sao mà không có gọn ghẽ, nó làm quá thô đi. Đó, cái đầu này thì bấm lên bấm xuống được. Đó, hình dáng nó gì nè. Đó, thằng này nó làm thô cờ cệt quá. Còn mình muốn mở ra thì mình phải đè thằng này xuống. Đó, nó có hai cái khóa lận. Đó, thì mình kéo này xuống, kéo cái phá này ra thì mình mới có mở cái lữ lên được. Mình mới có mở cái lữ lên được. Thì mở lữ lên rất là rộng nha. Nó mở hết được nhiều. Và mình cứ bấm vô thôi, bấm từ mắt vô nó ăn là rất là ngọt. Cây này thì nó làm cái kiểu thì nó hơi khác kiểu thôi, chứ thiệt ra cây này thì cắt rất là ngon nha. Cô chú anh chị nào không quan trọng cái hình thức bên ngoài thì cây này cắt rất là ngon, tại cái lữ nó còn mới dữ lắm mới. Một cây. Rồi một cây cắt kẽm. Đây một cây cắt kẽm này còn cũng siêu long lanh luôn nè. Nó khít bon luôn. Rồi một cây cắt ton. Đây một cây cắt ton đây. Đó. Rồi một cây mỏ quạ. Cái mỏ quạ này có thương hiệu luôn nha. Cây này của Lotter nha. Những dòng này thì cũng có giá trị lắm. Cây này 60-70 ngàn là bình thường nha cô chú anh chị mình. Tại em không muốn có lấy cái vỏ này ra thì nó có để có đi. Chứ lột cái vỏ ra thường là những cái dòng mà này thì nó mắc vỏ là nhiều. Nó xài vỏ trơn là nhiều, cái thân trơn là nhiều đó, nhưng mà này nó còn dính mớ vỏ, nó để thí đi đó. Cây này đẹp lắm, cây Lotter này đẹp lắm. Cây Lotter này em bán 60-70 ngàn một cây nha đó. Thì mặc dù nó sạm xét xét mình không quan trọng bên ngoài thì thôi, chứ còn găng đây đó, em bảo đảm luôn găng thấy nè, còn rất là ok nha. Găng cỏ còn rất ok. Đó là 4 cây rồi nè, với một cây kiềm này nè, thương hiệu logo Nhật nè. Rồi 5 cây này, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Em dám bảo đảm nội 2 cây này không là gần 200 ngàn nè, cỡ 160-170 là bình thường. Đó, rồi 3 cây này nữa nè. Đó, cái mã này là 247, 5 cây này em bán 200 ngàn. Đó, ai không trọng hình thức bên ngoài thì mua mấy những mã này về xài rất ngon. 247, 200 ngàn. Rồi qua đây 248. Đây 248 này 5 cây nữa nè. Một cây cắt kẽm nè, ủa một cây cắt ton nè. Cây cắt ton này còn rất đẹp nha, phá bọng đồ đẹp, ở đây em nói đẹp là cái lưỡi còn đẹp nha. Chứ còn mình không có nói hình thức bên ngoài, nó xét xét khảm khảm, có là cái nước xi nó là bị chốc chốc nè. Nhưng mà lò xo phá còn đầy đủ nha cô chú anh chị mình. Lò xo phá còn đầy đủ nè, buông ra nhảy nè. Buông ra nhảy nè nha. Cây này thì cắt ton là khỏi chê rồi. Cây này dòng hàng hệ cắt ton mà. Cây này nếu mà nước sơ, nước xi nữa nó còn nguyên dạng chút xíu, cây này 100 ngàn em không cho gớ luôn nè. Em dám nói thẳng luôn. Nhưng mà cái giờ về nó bị sạm sạm gì rồi, giờ mình bán theo cái hàng ta bán sao được. Đó. Nó khó bán là khó bán đó, chứ lữ không có thấy dấu hiệu mẻ hay gì luôn. Không công quên, không mẻ gì luôn nha. Một cây nè. Nè, còn cây này nè. Cây này cô chú anh chị mình ra thị trường ha, nếu mà đi gan gì thôi 70-80 ngàn nè. Cây này cắt ton mà cắt cong nha, uống cong vòng tròn rồi này kia đó. Thương hiệu đây rất là đẹp, tay chân như mới chưa xài luôn nè.
Đó, cây này chắc có lẽ là chưa xài, bỏ quên hay là nó hết hạn sử dụng thanh lý gì thì mình không biết nha. Đó, cây này thì rất đẹp. Đó, hai cây này với cây này thôi là em bảo đảm ha, ba cây này không 200.000. Cây này hiệu tốt nha. Đó, những dòng thương hiệu không luôn. Hiệu tốt nè, găng cỏ thì khỏi chê cái miếng nào luôn. Đó. Quan trọng nó còn khít hay không, găng còn im hay không. Chứ còn cái thân thì hoặc là hình thức xăm xạm bên ngoài cô chú chị về xài gia đình, trong đồng trong quê thì cũng nói chung mình đừng có trọng cái phần hình thức bên ngoài quá. Nếu mà cảm thấy chất lượng ok là lắm. Ba cây này em dám bảo đảm ra thị trường của chú anh chị mình mua 200.000 mua không được nha. Đó, nhưng mà ở đây nó tới 4 cây nè, 5 cây nè, một cây cắt kẽm nè, còn rất khít nè, cây cắt kẽm hiệu MCC đàng hoàng, còn rất khít luôn. Đó, 4 cây nè. Còn cái cây này em nói cây này giống như cũng giống như em cho thêm nữa nè. Cây này thì cắt ống từ 27 đi xuống, cắt ok. Đó, cắt ok nha. Cắt ok bình thường hết. 27 đi xuống. Nhưng mà đây đặc biệt có một cái tại sao em bỏ vô đây chi cho nó ấy. Chứ thường bán 4 cây này 200 bán vẫn được mà. Đó. Nhưng mà cây này á thì nó hơi xấu chút là cái miệng nó hơi mẻ nè, nữ hơi mẻ. Cô chú anh chị mình về tháo ngóc này ra. Đó, gỡ ngóc bên đây, rút ngóc này ra. Gỡ cái móc này ra chút xíu, lấy cái lử ra. Lấy cái lử ra mình gà lại chút xíu thôi rồi mình đưa lên đá nước. Gà là gà cái máy cắt cầm tay mình gà cho nó bằng đi, cho nó hết dấu mẻ đi. Rồi mình đưa lên đá mài dao mình rồi đó, mình mài nhẹ lên cái xài bình thường. Không bao giờ có gì luôn. Tại cái độ này là nó mẻ rất là ít nha. Mẻ rất là ít. Chút xíu à. Đó, cô chú anh chị mình nghĩ bỏ vô đây thêm thôi. Cũng cô chú anh chị mình có xài làm giặt trong gia đình thì xài. Nó về mài lại có những anh em người ta nói mài non hết trơn. Còn bữa hôm rồi bán cho ông anh khi làm thợ điện, ông mua cây xây nó tới 42 lần. Cái em nói rõ ràng cho anh nói cây này em sửa đây rồi nha anh, em có mài sơ. Còn nếu anh chịu á, thì em về em gỡ cái lưỡi ra giùm cho em, anh lấy đá mài dao mình á, đá nước mình á, cục đá mài mình á, anh liếc cho em chút xíu nữa anh sẽ xài nha. Chứ ở đây thì em cắt có mặt anh á, em cắt cũng rất là ngọt, nhưng mà anh muốn ngon nữa thì anh về chịu khó anh mài lại cái chút xíu. Anh mài rồi 2-3 bữa sau anh xuống mua đồ nữa, nó quá trị luôn rồi. Tôi tưởng đâu là tôi sợ nó mài rồi nó không có đứt, không có bén. Còn hồi tôi mài lại thử rồi nó quá trời, nó bén không xuống, không phe sùm cho nó dụng. Có nữa thì để cho ổng, ổng mua cho bạn ổng thêm nữa. Cái mình mới biết thôi. Cái thiệt ra mình thấy thì chuyện này là mấy cái chuyện này mài bình thường. Những cái dao mình xài ở nhà đây nhiều khi chặt thịt chặt xương nó mẻ bành kia mình cũng mài, mình xử lý lên mình xài bình thường thôi. Rồi mã 2248, 5 cây này em cũng bán 200.000. Rồi tiếp tục 249. 249 đây thì cái mã này cũng 5 món luôn. Nói chung là hàng kéo phát triển, kéo bonsai thì bên em không có còn chiến gọi nhập không có luôn. Đó. Chứ không phải là em không bán, nhưng mà con gái nhập về chứ nào có thì mình bán, còn không có là thôi chứ giờ biết làm sao giờ. Lục nó không ra rồi, thị trường nó quá hiếm rồi. Đây, cái cây này thì cây nó siêu đẹp nha, bén dữ lắm bén luôn. Đó, cây này bén dữ lắm bén luôn. Đó, móc phá các cái đều còn y nguyên hết luôn. Rò xo, rò xiết gì còn ok hết. Đây. Cây này cô chú anh chị mình cắt là nói chung để ở nhà cắt điện, cắt bọng lặt giặt trong nhà thì khỏi chê. Bộ này thì mình không có nói đi làm thợ được nha. Bộ này cô chú anh chị để trong nhà xài lặt giặt trong nhà thì rất là ok. Đây. Hàng cũng thương hiệu được không nè. Cây này cắt lá, cắt nhánh dăm nhỏ nhỏ, cắt rễ nhỏ nhỏ hay lắm. Mấy cây này về vệ sinh lên đẹp lắm nghe cô chú anh chị mình. Tại vì cái này là nó dính cái tay nè, dính nhớt, dính bọng được thôi. Chứ nó thiệt ra những mấy cây này cô chú anh chị về đưa xà bông lên trà thôi, khỏi cần trả gì chứ. Còn muốn ngon nữa thì mình rửa dầu ngang cái, rửa cho sạch sẽ dầu cái mình hả, đưa qua xà bông hay nước rửa chén mình rửa lại cái thì bộ này đẹp lắm nha. Đặc biệt có cái cây này. Cây này thì nói chung là siêu vip luôn nè. Cây kéo tỉa nè. Cô chú anh chị coi thương hiệu, ai biết thì coi thương hiệu biết liền. Dòng này là dòng khỏi nói, khỏi chê luôn nè. Cây này thiếu điều cắt giải còn đứt nữa, chứ đừng nói mà cắt tỉa cây. Tỉa nhánh cây, tỉa rễ cây. Cây này là chuyên là kéo tỉa nha. Cây này dòng thương hiệu, cây này mắc tiền lắm. Nhưng mà có cái là như dạng em về rồi nó thiếu lò xo, thiếu đồ này kia. Như lò xo này thì em lấy của cây khác qua nha. Đó. Đấy của cây khác qua, rồi cũng đăng khúm bán vậy thôi. Chứ thiệt ra thì
Như mấy cây này thì nếu cô chú chị mình cầm đi mua mà 4 cây, 3 cây kéo đó với 2 cây cưa này á, kiếm giá 200 chắc mua cũng hơi bị khó. Em dám nói thẳng luôn, một cây cưa lách, một cây cưa ship, một cây cưa ship này á thì thiệt ra nó giống như mới chưa xài, nhưng mà ở ngoài bãi nè, nó ở lâu năm nó ship vô gì nè, nó bị xét dòng cái đường này đó, xét dòng mấy cái đường mà nó trực tiếp với cái ánh nắng mưa gió bên ngoài nè. Còn ở trong nè cô chú anh chị mình thấy nè, cây này thì về khỏi sự xử lý nha, về là xài thôi. Những dòng này thì lúc trước em bán cây này không 60-70 ngàn một cây, 60 ngàn là bình thường đó. Thì cô chú anh chị mình thử tính ra hai cây này á thì em bán nhẹ gì nhẹ cũng 80, hai cây cưa này không nhẹ gì nhẹ cũng 80, tại nó đẹp là đẹp cái cưa ship này. Cái cưa ship này 60 ngàn vẫn có người lấy nha. Đó, thị trường những cái dòng cưa ship này cưa rất hay, tại người ta bỏ được trong vỏ trong đồ này kia, nó gọn rẽ, người ta đi làm nó dễ hơn. Nó còn ba cây kìm này, cây bổ đồng em dám nói thẳng 40 ngàn giờ buông ra, giờ nào có người lụm luôn, khỏi cần đăng mất công lắm đó. Nhưng mà mình muốn đăng lên đây cho cô chú gần xa thì ai có cần thì chốt, chứ còn thiệt bán lẻ đây thì em để đây em bán cây này 50 ngàn, cây này 50 ngàn bình thường, hai cây này 100 ngàn, cây này 30 ngàn đó. Còn hai cây cưa này thế này, nếu mà giá 200 ngàn ở đây á, em bán là em lấy trọn 200 ngàn là dư sức bán lẻ luôn. Nhưng mà tại sao bán trên đây 200 mà vẫn bao ship? Tại mình hồi đó giờ là mình quen, chủ yếu là mình bán cái chủ lực của mình là YouTube, bán YouTube chứ không phải chủ lực của mình là bán lẻ đó. Cái đó em nói rõ ràng với cô chú chị luôn, thì bán thì có gì có khác, nhưng có những món mình bán khá về vẫn bán lỗ hơi cũng vẫn bán, có những món mình bù qua mình lời nhiều, hoặc là lời gỡ qua gỡ lại mình vẫn có ăn đó, là vậy. Chứ không phải mình nói lên cứ than món nào cũng khó quề với lỗ không thì sao bán sao sống nổi. Mình than là than những cái món mình bán khó quề thôi, chứ những món mình lời đâu có than. Rồi tiếp tục tới mã 250 đây có hai cây này, thì hai cây này để em coi kỹ cái số nó coi, chứ bây giờ là nó hơi tối quá à. Thì em cũng không thấy nó, tại nó sơn nó hơi sạm rồi không biết làm sao thấy luôn. Hai cây này thì trời xài rất là ngon rồi nha, nó xài rất là ngon rồi. Hai cây này thì không có sửa sang chỉnh chu thì hết, về là xài thôi. Thì em cũng vậy luôn, về là chỉ có cái là cái này là em vệ sinh cho nó bớt cái xét vàng thôi. Cái đầu này là 22 nha, 21 nha, đầu này 21. Đầu này 26. 21 26. Cây này cũng 21 26 luôn. Đó, hai cây 21 26, còn một cây đây cờ lên này. Đó, 23 tới 32, còn rất là đẹp nha. Để em chùi nhẹ cho cô chú anh chị mình xem. Nếu người ta làm á, ta buôn bán mà ta hình thức á, thì mấy cái này người ta không có để gì đâu. Em dám nói thẳng, ta mang bao tay ta làm á, là nhìn món đồ của ta là nhìn cực kỳ đẹp lắm. Em không có dụng hình thức. Có sao em nói gì, đồ này nó gì, em nói rõ ràng cho cô chú anh chị mình luôn, chứ không có, em không có làm cái màu mè, em không có làm hình thức gì chứ. Được thì mua, không được thì để nay mai em bán nữa, đăng nữa vậy thôi. Đó, mình không phải không cần khách hàng, cần những người thiện chí là nhiều. Còn những anh em nào mà lên này kia đi, ví dụ bây giờ cảm thấy không thích được cái kênh của Nghị thì lướt vô coi chơi thôi, cho vui thôi, chứ khỏi mua cũng được bình thường mà, đâu em đâu bắt buộc mua đâu. Đó. Đây. Cái này thì 14 17 nha, cũng còn hoạt động bình thường nhưng nó hơi xét chút. Đó. Cái này hoạt động bình thường. Hai đầu hoạt động bình thường hết. Cây này 10 12. Cây này 8 9 nha. Nói chung là mấy cây này hoạt động bình thường hết. Đó, 5 cây như vậy bán 200 ngàn, mã 250. Rồi tiếp tục 251. 251. 251 đây em có hai cây cảo này. Hai cảo này đầu cổ chén bát còn đầy đủ nha, vô ra bình thường nha. Đó, hai cây cảo này cảo cho được tắt. Đó, để em ra hết cho em coi nó được bao nhiêu. Mỗi cây thì hai cây này nó tương đối cỡ nhau thôi. Cây này chắc đường tắt. Đó, đoạn này là cảo đường tắt nha. Rồi. Còn nguyên dạng hết, còn cây này thì siêu lực luôn nè. Cái này bản dày nè, thép dày nè. Cái này sao mà nó để cũng là 100 nha, nhưng mà em thấy ở đây thì nó rất là to, nhưng mà sao mà nó để 100 không biết nữa. Mà nó để sao mình không biết. Đầu cổ nè, chén này chén đặc luôn nha, chứ không phải chén bọng nha. Mấy dòng này thì rất là xài im luôn. Cái này để em đo thử bao nhiêu mà nó để đây 100 thì chắc là không phải 100 đâu.
đây nó tới 150 nha. Nhưng mà đây nó để 100 chắc chiều này từ đây ra đây có 100 quá. Từ đây ra đây 100, từ đây ra đây 150. Rồi cái này lực lắm nha cô chú anh chị mình, thấy cái bản sắt này là biết rồi nè. Cái này cảo lực lắm. Rồi ba cây này với một cây này cũng là cảo nữa nha. Đó, cây này cũng là cảo luôn. Đó, mình bấm thì nó vô theo cái nắp vòng tròn này nè, rồi từ từ nó cạo vô. Nó có lực thì nó cạo vô im lắm. Đây, thương hiệu đồ này thì cũng có hết. Tay trên nó dơ rồi đầu móc vô những cái đồ mà nó sáng sáng chút nó dính từ lưa trên. Đấy, cái này thì em rửa ngang dầu là nhiều lắm. Rồi bốn cây này của mã 251. Bốn cây này em bán 200 ngàn luôn. Rồi qua đây tiếp 252. Mỗi một clip đăng tới 3 tiếng mấy đồng hồ. Quá mệt luôn. Rồi, đây là tới đua chuột tự động nha. Thì dòng đua chuột tự động thì em đã làm sống hết để bán nha. Đó. Cái cây này là cái cây 30-27 nha. Cây này là 30-27. Nhưng mà nó bị cong như gì hơi nè, hay là người ta bẻ lại mình không biết nha. Nó bị cong hơi nè. Nhưng mà em đã cố tình em làm cho thẳng. Em lấy bố tạ em đóng thử nhưng mà nó không nhúng nhích gì hết cô chú anh chị ơi. Tính làm cho thẳng lại nhưng mà không làm được. Rồi để luôn. Rồi cái này một cây nè, 27-30 nè. Cây này 26 nha. Tất cả đều hoạt động nha. Cây này là 17-21 nha. Cây này là 17 nha. Cây này 17 mà lục giác. Cây này 17 nha. Đó, là 5 cây này của mã 252 em bán 200 ngàn. Rồi tiếp tục 253. 253 đây. 253 là cây này 36 nha. Cây này 36, cây này rất là lực nha. Cây này nguyên dạng đầu cổ thì khỏi chê, găng cỏ khỏi chê. Mấy dòng này em đã thao tác, em đã xử lý cho nó chạy hết nha. Cây này thì 30-24. Cây này 30-24 thì cái lồng này thì dòng bên ông trong này coi được nè, bên đây coi được nè, tất cả coi được mà nó sao không thấy nó gơ mà không biết sao mà nó chấm vòng tròn, nó chấm nó đắp thêm vòng tròn nè. Đó, thì em nghĩ cái này thì không biết cách thức sao mà nó đắp vậy luôn. Chứ cây này thì thường là nó ít có bị hư những cái vòng này lắm, đa số là bị gãy con chó hoặc là đứt cái đầu này ngang đây thôi, chứ thực ra là em không nghĩ nó chấm cái này để làm gì luôn. Đó, cây này thì còn chạy rất là ngon, không thấy gơ lắc nhiều luôn mà sao nó chấm ở đó. Cây này thì 30-24 nha. Rồi cái này 26 nha. Cái này 26 không đảo chiều nha. Tất nhiên là mình muốn xài thì mình lật qua lật lại thôi. Vô ra. Còn cây này thì 17-21. Những dòng này thì về cô chú anh chị cứ xài luôn thôi, chứ hỏi làm gì tại đây em làm hết rồi. Đó. Còn cây này là 17 nha. Cây 17 lục giác. Rồi thì mã này cũng 5 cây, em bán 200 ngàn. Đó. Rồi tiếp tục qua bên đây. Đây, thì cây này 14-17 nha. Cây này 14-17 đảo chiều đồ ok nha. Rồi cây này 17-19. Hai cái mã này bữa trước em đăng 3 cây, bữa nay em đăng 4 cây mà đã bán không được nữa là em rút hai cây này ra bán lẻ luôn. Tại vì hiện giờ có người dặn luôn. Đó, cây này thì em bán lẻ 150 nè. Cây này em bán lẻ bèo bèo cũng 50 ngàn rồi. Nó là hai cây này là 200, rồi đem ra bán lẻ là 200 liền luôn đó. Nhưng mà em đăng 3 cây gì mà không ai mua. Đó, giờ đăng 4 cây thử có mua không. Đó, bữa nay mà đăng hay bán không được là mời rút ra đem hai cây này giao cho người ta luôn. Ý là em muốn đăng lên đây cho cô chú ở anh chị nào á, ví dụ ở xa có nhiều người á, ta tiếp cận hàng này không được. Kiếm những cái cây này đã lâu quá rồi mà kiếm không được. Nó mình muốn là muốn vậy thôi, mình muốn khách hàng mình có nhiều thôi, chứ thiệt ra thì em bán mà. Nói chung là tại sao bán đây có tính cước hết rồi còn tặng 170 ngàn mà bán lẻ hai cây này đã 200 rồi, xong đi bán lẻ mà lại bán đây thì nói chung bán lẻ chậm chậm cũng được. Cái mối đó của em ví dụ mai mốt có nhiều thì em giao đã không được, chủ yếu bây giờ nè đã không có thì mình lên mình thu hút khách hàng trước đi, chứ không phải là em nói đây là nói xạo nói dốc gì đâu. Ở đây làm bán từ cây 17-19 này từ 150-170 không, và cây này rất là đẹp nữa.
mà gặp cây 14, 17 này hiếm nữa nè, hai cây này. Rồi cây 17, 21 nè. Rồi cây 19, 21 nè. Thì bốn cây này bữa nay bán 200 ngàn nữa, không được là rút ra bán lẻ luôn. Đó, mã 254. Rồi tiếp tục 255. 255 ở bên này thì ba cây nha. Đây. Một cây này là cây 17 nha, 17 mà lục giác nha. Cây này như mới chưa xài nha. Cây này còn tem còn đồ luôn. Đó, còn tem còn đồ luôn. Như mới chưa xài. Một cây. Cây này là 17 21 nha. Đó, cây này 17 21. Chắc là đẹp luôn. Cây này cũng như mới luôn, hai cây. Còn cái cây này đây. Cây này thì nó không để số. Cây này nó không để số mà cái dòng nó cong như vậy. Tôi chứng kiến mình xem có cái hình. Thì cái dòng này thì em bán cũng rất là nhiều, nhưng mà tại cái loại nó cong vậy đó, chứ không phải là người ta xài nó cong nha. Tại nhà sản xuất ta sản xuất cong để ta dặn những cái nào chuyên dụng ở chỗ nào đó mình không biết nha. Đó, cây này không biết có, chắc không có chỉnh lực đâu, không biết sao nó thọt như đang gì nè. Nguyên thân nó là gì đó. Đây thì em đo cho cái này cái đi. Cây này là sau đây 2, 3 tháng. Thì em móc ngang về em thấy đây là nó 24 nè. 24. Rồi thì ba cây này em mã 255 em cũng bán 200 luôn. Rồi tiếp tục là 256. 256 ở đây 5 cây nha. Đó 5 cây đây để em sẽ báo số hết. Cây này 17 19 nha. Cây này hơi nặng. Cây này 17 19 nè. Cây này 17 21 nè. Cây này 17 21 nè. Rồi cây này thì 19 24 nha. Cây này 19 24 đẹp quá. Số cũng hiếm luôn. 24 hơi hiếm. 19 24 còn rất là đẹp luôn. Rồi còn cây này nữa. Cây này thì em không biết cây này là cây gì luôn. Đó. Nó cũng có đảo chiều đồ đầy đủ luôn. Đó nhưng mà cái lồng đầu này nó xài gì nè. Không biết nó có xài được cho con những con tá thường mình không, mình không biết nha. Ở đây thì nó cũng không có để số đi gì luôn. Rồi 5 cây này của mã 256 em bán 200 ngàn luôn. Rồi qua đây 257. Em gió tay cơ hỏi lưng rồi cây bút lông nào dục vô cá. Sửa mấy cái mã này nè. Đây 257, 258 nha. 257, 258 đây là toàn bộ nó có trong cái kiện đồ Nhật luôn. Nhưng mà mấy mũi này hình như là đa số là chưa xài. Đó em về được đâu được gần 100 đầu mà đóng lũ gòn này nè. Nhưng mà về rồi anh em xúm nhau lựa ba cái mua lẻ ngự bộ vậy nè, cũng đâu hết mấy ngự gì rồi. Giờ còn duy nhất đây là hai bộ này. Đó, hai bộ này đúng lý ra là nói chung em bán nhiêu cũng được nữa chứ không phải không được đâu, tại nên đồ nó quá đẹp đi. Đó, cái này là em buông ra em bán ký 200 là ai cũng có người lụm liền luôn, nhưng mà ở đây là nó nặng lắm nha. Nguyên cái một lô này thôi cần cả ký nè. Thì em bán 200 ngàn là bình thường. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 mũi này. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ủa sao dưới này 16 trên 17? Thế đi, cái này chắc nặng hơn quá, cái này to hơn. Đây em sẽ dỡ những cái đầu nó lên cho cô chú anh chị mình xem. Dỡ những cái đường nó lên. Rất là đẹp, không hư hao không gì chân nha. Đó, còn liền, rất là liền lạc luôn. Đã nói mới chưa xài mà. Những dòng này rất là đẹp nha. Số thì nó cũng có đóng nha. Nó đóng trên đây nè cô chú anh chị mình. Đó, nó đóng rõ ràng luôn nha, chứ không phải là không có số nha. Nó đóng nhưng mà rất là nhỏ. Cô chú anh chị nào sáng sáng mắt chút mới thấy. Đây nó cũng có đóng này. 7 nè. Đó. Rất là cái bộ này rất là đẹp nha. Nó thì ở đây là 17 cây này. 17 cây này em sẽ bỏ vô cho hai cây lấy ốc gãy nha. Hai cây lấy ốc gãy đúng lý là hai cây này em không bán, tại vì em sưu tầm cho nó được 20 cây như gì đừng nên xài nó, mà hiện giờ được có 10 cây à, được có 10 cây mà có bự có nhỏ nha.
giờ thấy hai cái bộ này cũng thương thương, muốn đăng là nguyên bộ chia làm hai bộ gì chưa cô chú anh chị, mà mình nhưng mà lấy 17 cây này ra thì thấy nó cũng hơi xấu xấu một chút, nó cũng hơi giống như là hơi theo bản thân mình thấy nó hơi đắt một chút, thôi tặng cho thêm cho hai cây này chứ không phải là nó tặng nha, thêm cho nó xứng đáng cái mã này thôi, là chạy ra nè bộ này với hai cây lấy ốc gãy nha. Lấy ốc gãy là cây này có người biết có người không nha, tại thì em có nói luôn ai biết rồi thì thôi, còn ai chưa biết á thì ví dụ giờ cái con ốc của mình gãy á thì mình sẽ khoan vô một lỗ, mình sẽ khoan vô một lỗ rồi mình đóng cái cây này vô, mình đóng cây này vô mình dặn ngược ra thì cái găng này nó sẽ đi ngược, nó xấy con ốc mình ngược ra thôi chứ không có gì chứ, nó lấy rất là hay nha, nó lấy rất là hay luôn đó. Thì đây em có xài bởi em thích, em tính sưu tầm cho được một bộ nó là 20 mũi nhưng mà mới có được 10 mũi, giờ rút ra hết 4 mũi đem bán nè. Nó thì hai bộ này ai thích bộ nào chọn bộ đó nha. Bộ này thì có mớ cây này nó nặng hơn đây, thành thử nó 16 mũi, còn đây 17 mũi. Với hai mũi này, đây 16 mũi với hai mũi này. Là mỗi bộ vậy là 10 bộ này 19 mũi, bộ này 18 mũi. Rồi, bộ mã 257 200, 258 cũng 200, ai muốn thích bộ nào lấy bộ đó. Còn bộ là nó rất là đẹp nha. Đẹp như mới luôn. Rồi, tiếp tục qua đây là 259. Đây 259 đây là cái bộ này là cái bộ đục mộng. Đục mộng dành cho những anh làm gỗ, đục mộng đục mái nha. Thì hai cây bự này là 30 nha. Rồi, cái cây này. Cây này là 18 rưỡi. Cây này là 18 rưỡi. Cây này là 9. Cây này là 4 rưỡi. Thì thường là những cái dòng này á, thì em thấy nó sẽ, ví dụ nó là 10 đi thì nó sẽ làm 9 hoặc là 9 rưỡi, đừng nhiều khi mình đục xong mình còn sở ba cái mạt lợi nó thành 10, thì theo em nghĩ là vậy thôi chứ thiệt ra thì cũng chưa ai nói em gì đó. Thì theo em nghĩ là nó đục không khi nào nó đục cái này xuống rồi mà để hoàn chỉnh mình làm vô một cái mộng được đâu, thì chắc lẽ mình sẽ dùng thủ công, mình dùng tay mình sẽ sở hoặc là ấy lại cho nó ok rồi mới có đóng cái mộng vô được, hoặc là đóng những cái thanh vô được. Rồi thì em chỉ nghĩ vậy thôi. Còn đây thì đầu cổ nè, 6 mũi này đều ok hết nha, không có mũi nào mà nó ở đầu cổ mà mẻ gãy gì trên nha. Em đem bao mấy cái này là không mẻ gãy nha. Đó. Rồi bao này là không mẻ gãy, đây 6 mũi này mã 259 em bán 200 ngàn. Rồi tiếp tục là 260. Đúng rồi này. 260 đây. 260 có nguyên bộ này nha. Cái bộ này thì nó cái cây này nó được lợi nè. Cái cây này thì không là em dám bảo đảm nếu ra thị trường mua cái này không trăm ngàn. Biết sao không? Tại nó hai đầu mũi nè. Đó, mình mở ra mình trở lại nha. Hai đầu mũi mà cây này còn rất bén nha. Cây này là còn rất là đẹp luôn. Chủ yếu là có cái là nó xét xét sạm sạm bên ngoài thôi, chứ lử là hình như là lử này không có xài được nhiều đâu. Chắc một lần với hai lần chưa có thấy dấu hiệu cái mũi nó bị gì luôn. Rồi vậy còn dính tay nè, rồi đầu này còn nguyên gan luôn nè. Đó. Mình chở cái đầu lại, mình xài được hai đầu. Nếu dù đầu kia đầu này hư hoặc là lục mình chở lại. Nó xài được hai đầu, tính ra như cái này là nó hai cái gốc lỗi chứ không phải là một đâu, tại nó xài hai đầu. Thì em sẽ đo cái này cho. Đó, cái này là để đo kỹ luôn. Cây này là gốc lỗi 60 nha. Hôm trước có một anh đó, anh hỏi em gốc lỗi 60 mà phải, em thấy là em bán lẻ cái này. Cái này cầm bán lẻ 100 ngàn là bình thường, em dám nói thẳng luôn. Tại cây này như hai cây mà nó dày dặn, nó rất là bén nha. Cây này chưa có dấu hiệu mũi mọng bị gì luôn. Rồi đây cái này siêu đẹp nữa nè. Cái này cũng giống như chưa xài nữa. Rồi thằng này thì 90 nha. Đó, thằng 60, thằng 90 nè. Hai cái chưa xài nè. Ba cái chưa xài nè. Thì em lấy mấy cái giá trị thôi, độ khoảng 200 ngàn thôi, còn mấy cái kia như em show vô đó, bỏ đó đi. Cái này 54 nè, là 3 mũi nè, 4 mũi chưa xài nè, 4 mũi đẹp nè. Cái này 50 nè. Đây, còn cái này lỗ gỗ nè, được 3 cỡ lỗ nè. Nó tại ba cái dòng của nó là 3 cỡ lỗ, còn rất là đẹp luôn nha. Đó, rất đẹp. Mà thấy năm cái này là 200 em bán được bình thường. Nó tại sao em đi bán nguyên khúm này,
Tại sao em đi bán nguyên khúc này, hai cái mũi này như là mới chưa xài luôn mình. Đó, thí dụ mình xài mình về không có cái tâm này thì mình lấy lục giác mình gỡ mình bỏ qua đây, cái đó là chuyện bình thường nha. Đây cây này thì nó có mẻ nha, thì em cũng bỏ theo luôn, nhưng mấy cái mẻ thì em để đi lát anh nói nè, mới nè. Toàn bộ em chọn những cái nào mới em nói mới nha, không có mẻ, nó không mẻ, mấy cái này là xài ok, còn mới như mới luôn nè. Đó, đây không mẻ nè. Đó, đây không mẻ nè, đây không mẻ nè, đây không mẻ nè. Thì nguyên cái này mà em bảo đảm, nếu mà cô chú chị nào về lấy chừng, em suy nghĩ về lấy không nữa thôi là được, mình tự mình suy nghĩ nó dư vốn dư lời, tôi còn lời đóng luôn. Đó, năm mũi này nhiêu, mũi 20 ngàn bình thường là 100 ngàn, hai này là nhiêu đây 100 ngàn, nhiêu đây có thể bán cả 100 ngàn nữa nè. Mình nói thí dụ như đi rồi là 200 ngàn, cái bộ này quá rẻ nè, ai lẻ tay mới chốt được nha. Tại bữa nay em có duy nhất một bộ này thôi, mình thử nó còn là thí dụ như 2-3 khúc rồi bỏ lại gì để làm gì, để vô đây luôn bán 200 ngàn luôn. Đây một cây này nữa cũng khoét lỗ thật cao nè, hoặc là mài bán chút mình khoét lỗ lỗ được, hoặc là khoét những cái thùng phi nhựa đồ này kia mình khoét được lỗ 100 mấy lần nha. Cây này khoét được lỗ 100 mấy lần rồi. Mã 260 em bán 200 ngàn luôn. Cái mã này là chút xíu có người lấy liền, ai lẻ tay mới được. Rồi tiếp tục qua đây, đây là cái mã ba cây kìm bấm này. Đó, ba cây kìm bấm này đồng giá, mà hai cây này bằng cỡ, một cây này to hơn nha. Nó để em đo cho cô chú anh chị mình thấy to. Đây là cái cây này dài là 25 nha, còn cây này thì nó dài tầm cỡ khoảng 21 à. Đó, cây bên này cũng 21, cây này 25 thì xây nó bự hơn, mà bán đồng giá là tại vì đúng cái thằng này nó mắc một cái lò xo. Đó, còn chốt trên đây thì nó cũng còn tương đối, ví dụ mình về mình hàng lên đây con tán cũng được. Đó, thì nó giống gì nè, nó cũng có khúc vậy thôi, nhưng mà không biết sao người ta cắt ngang đây ta bỏ nè, cắt ngang cái đầu tán này ta bỏ thì nó cũng không có vô ra nhiều đâu, nó tầm cũng cỡ nhiêu đó thôi, ngóc nó dài cỡ nhiêu thôi, vô ra cũng vẫn bình thường nè. Đó, ok, mà thằng này nó chỉ có cái nó mắc cái lò xo với mình chấm về chấm con tán đi nữa, mình về sau này mình dễ dặn thôi chứ không có gì chứ. Đó, mà cái này siêu to nha, còn cũng rất là đẹp luôn, ok luôn nè. Dòng này dòng thương hiệu hết nha, Kakuta nè, Kakuta hết một thương hiệu của nó luôn. Thì mấy cây này thì lò xo còn ok, còn cây này mắc lò xo mà cây đó xây lớn hơn. Đó, anh em nào làm trong nghề nhà tiền chế hay là kẹp tôn kẹp sắt gì để mình thao tác mình hàng mình chấm rồi này kia thì xài những cái dòng này hay lắm nha. Nè, bấm vô bấm ra nè cô chú anh chị, mình thấy những cái dòng mà kìm bấm xịn á, cô chú anh chị mình bấm ha, hoặc bấm vô hoặc gỡ ra nó rất nhẹ tay nha. Còn kìm bấm giỡn, kìm bấm chợ á, khi mình bấm vô được á, nặng rồi á, khi mình gỡ ra gì gỡ không nổi nha, mất cái đồ đóng ra. Còn những dòng kìm bấm xịn á, bấm Nhật, kìm bấm Mỹ đồ á, thì cô chú anh chị bấm vô rồi mở ra rất là nhẹ, nghe cái tiếng kêu đã đủ đủ nghe có phê rồi. Ba mã này mỗi mã 261, 262, 263, mỗi mã này bán 200 ngàn, cô chú chị thích cái nào lựa cái đó. Cái này thì về mình kiếm cái lò xo mình chế cũng được, lò xo cỡ nó thì nhiều, rất là nhiều. Nó còn đầu này để gì xài cũng được, không để gì mình dặn lên chấm vô đây con tán cây rồi, chấm vô đây con tán dặn chìa khóa 17 cây rồi nó, chứ nó không có gì, nhưng mà em bớt lại 50 ngàn đó. Tại cái lò xo thì đúng lý em cũng có lò xo này, nhưng mà giờ không biết để ở đâu mà kiếm qua này là kiếm nát nhà trơn luôn rồi. Nó còn hai ba cái lò xo nhưng mà không biết để đâu, giờ kiếm hết gặp rồi giờ thua luôn rồi bán rẻ thôi. Chứ đúng lý qua nay em làm lại em bán cây này 250 đó, nó chỉ chấm một tán đây dưới gắn cái lò xo thôi, đây là lượm thêm 50 ngàn nữa, đâu có tốn nhiều đâu, chưa được trăm gram, chưa được lạng sắt nữa đó, nhưng mà em lấy thêm được 50 ngàn, cầm trong chấm có nhéo đâu vừa đó chút xíu à, nhưng mà tại giờ nó mắc cái lò xo à, đi kiếm hoài không ra, rồi em để về bán 200 ngàn chung dưới này luôn, mỗi mã là 200 ngàn. Rồi tiếp đây, rồi thì tiếp đây là cái mã 264. 264 là em có bộ dích khẩu, cái cây này là cây to nhất là 17 nha, đây số 17 nó đây,
Rồi xuống kế đó, nó nữa là 10. Đó, từ 17 xuống 10. Rồi từ 10 nữa sẽ dài dài xuống tới là khoảng 4 là có hết nha. Đó. Đây 10, mình cho là lớn nhất là 10 đi. 4 tới 10. Đó, còn riêng một cây 17 này là riêng nha. Đó, 17 là số bự nhất. Chứ nó không có 14, 13, 12 gì là em hết luôn rồi, chỉ có nhiêu thôi. Và tổng cộng nó đây 2 3 6 9 10 12 14 16 18 20 22 23 26 cây mũi này, 26 cái mũi dứt khẩu này. Dứt khẩu này rất là đẹp nha. Mình xài 4 6 8 10 đồ trở lại á, mình xài ra rất là ngon. Mình dặn những con ốc đó, ví dụ mình những con ốc trong kẹt trong đồ đó, mình đút vô không được á, mình dặn đem cái này vô, mình dặn hay lắm nha. Đó, xài rất là hay, dứt khẩu nè. Dứt mà có đầu khẩu, mình gọi là dứt khẩu chứ nó không có cái gì trơn, chứ không biết kêu bằng gì nữa đâu. Rồi bộ dứt khẩu này em bán 200 ngàn luôn, mã 264. Mã 264 nha. Rồi tiếp tục qua đây 265. 265 rồi để em sẽ soạn ra riêng ra đi rồi em sẽ nói sau. Đây 265. 265 là cái bộ này. Đó. 265 thì em có đây là 2 4 6 8 10. 10 mũi này. 10 mũi này của Phan Boss nha. Đuôi Boss 3 chức năng nha. Mình nói lên máy 3 chức năng chứ mình không nói Boss gì chứ. Thì đuôi này đuôi xài cho 3 chức năng nha. Cái cây đục này rất là hiếm nha cô chú anh chị mình. Em dám bảo đảm nếu thị trường cây đục này không dưới 5-70 ngàn. Đó. Cây đục này không nè. Cây đục này là hàng cao cấp luôn. Rất là muốn mòn nó cũng hơi khó lắm. Đó. Đây. Đây. Đây em sẽ cây này như mới chưa xài luôn nè, mũi rất bén. Em sẽ dở từ cây cho cô chú anh chị mình xem. Nó có những cái dòng mà không biết là nó cắt hay nó làm sao nha. Cây này thì cũng như chưa xài hay gì nữa nè. Mà sao nó cắt bằng gì hay là nó đục nó bằng gì thì mình không biết nha. Đó. Theo mình về mình cái này thì bỏ thì nó ổn. Thử em để vô đây bán với cô chú anh chị mình về mình mài. Vô mình mài cho nhọn, mình làm những cây đục. Đó, mình làm những cái đục. Đó, thay thế mài nhọn lại như mấy này. Cái để bộ ổn như mấy này rồi nè, lại mài lại nhọn. Còn thằng này là cái đuôi Boss. Nó xài cho cái đuôi dắt nha. Để em lấy một cái mũi dắt vô cho cô chú anh chị mình xem. Cái cỡ này không phải của nó. Nó có một cái cỡ thông dụng của nó dắt vô. Đó, nó xài Boss nhưng mà nó dắt được cái mũi thường vô. Dắt được cái mũi phăng thừa xài mua bình thường ở chợ mình vô. Mình thấy đúng cái cỡ của nó mới được. Nó dắt vô đây rồi nó tự nó chạy. Nó không bao giờ xích ra được nha. Tại trong đây giống như là nó có con chó vậy đó. Đây. Cái đuôi nó này. Nó thì 10 cái mũi như gì? 10 cái mũi Boss, 10 mũi 3 chức năng gì. Dưới đây là 2 4 6 8 cái mũi phan bê tông có to có nhỏ nha. 8 mũi phan bê tông này còn rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. 8 mũi phan bê tông này. Rất là đẹp nha. Đó. 8 mũi phan này thì 8 mũi phan thường. Tại em thấy 10 mũi này mà bán cho cô chú anh chị mình thì không biết bán nhiều. Đó, mình thử mình lấy gom cho chẳng cái mã 200 ngàn đừng em bao ship chứ không làm gì chứ. Đó thì nguyên mã này nè, mã 265. Vừa mũi phan thường mà vừa mũi phan Boss. Mũi phan 3 chức năng, em bán 200 ngàn là nhiêu nè. Rồi, qua đây tới mã 266. Đây 266 đây. Khoan sắt nha. Đây toàn bộ là khoan sắt. Đó. Nhỏ nhất nó tầm 2 ly. Đó, lên tới cái mũi lớn nhất của nó nè. Lên tới mũi lớn nhất của nó là 23 ly nè. Nó có số nè nha. 23 ly. Nó đóng có đóng số hết nhưng mà có cái nó đang bám xét mà em có thấy quá. Đó, cái này là 20 ly nè. Có đầy đủ luôn, từ nhỏ 2 ly cho tới 23 ly nè. Nó là hai mũi nè. Mũi này còn rất đẹp nè cô chú anh chị mình. 4 nè. 6 8 10 12 14 16. Mũi này gãy đi lát tính. 18 20 22 24 26
28, 30, 31, 32, 32, 33 với 2-3 cái gãy gì nữa nè. Đó. Đó, mấy cái nhỏ này thì nó không có mắc, nó cũng không có nhiều tiền đâu mà mắc là mắc cái mũi lớn nè. Mấy mũi 10, 12 rồi này kia nè, đắt giá lắm. Rồi, thì nguyên một cái bộ này là mũi toàn sắt, đang bán cũng 200 ngàn, mã 266. Rồi tiếp tục 267. 267 để em chọn lại cái con lính nó chọn sao. Rồi 267 bán luôn, nó chọn gì bán gì luôn. Đây, trước mắt là hai lưỡi cắt cỏ nha, lưỡi này mới chưa xài nha. Mấy cái dòng này thì cắt siêu siêu là đẹp luôn nha. Cắt bán lắm, con em bán nhiều người rồi. Người ta phản hồi lại, người ta nói ra cố gắng, ta nói anh ơi còn không để cho em nữa, quá trời cắt vô giường, phát giường nó lẹ, bén dữ lắm, bén luôn. Đó, mấy lưỡi này chưa xài nè, còn lưỡi dưới này có xài rồi. Đó, phát cỏ ngon lắm là ngon luôn. Còn hai lưỡi này là giá trị nè, nhưng mà ngặt con cái là em không hiểu làm sao mà nó cái lỗ nó quá rộng. Hai lưỡi này giá trị luôn, nhưng mà sao mà lỗ nó quá rộng đây, nó có để mà đóng cái kích thước nó luôn nè. 185 nhân 16 nhân 64B. Cái này là em không hiểu thiệt luôn, giờ đo cho cô chú anh chị mình luôn, không biết có ai hiểu không. Sao mà nó xài cái cho cái gì đâu mà cái lỗ trong ruột bự quá gì không biết, rồi máy nào đâu cái ruột đâu bự dữ à. Đây ruột nó 50 nha. Cái lỗ này 50. Nó hai lưỡi này như mới luôn. Nó cũng có mẻ, là mẻ trường hợp là đây không phải nó xài mẻ nha, nhưng mà không biết nó cắn đầu nó gãy đứt một lưỡi, một mũi nè, bên này gãy đứt một mũi nè, chứ không phải là nó mẻ. Nếu nào mà nó trúng đinh trúng đá thì nó sẽ dập mũi hết, còn này nó không dập nha, nó gãy đứt một mũi luôn đó, còn đây như mới luôn đó. Của chú anh chị mình nhìn mấy cái lưỡi này có thấy có khác gì cái lưỡi mới hay nào đâu nè. Lưỡi này cũng mới nè, lưỡi này lưỡi thông dụng mình đó, lưỡi này cũng chập 65 hay gì nè, để em đo cho. Lưỡi này 185 nha, lưỡi này 185, lỗ 25 hay gì, lỗ thường, lỗ thông dụng của mình đang xài, lỗ 20 nha của chú chị mình, lỗ này lỗ 20, lỗ thông dụng, rồi 185 nữa nè, còn đẹp như mới hơn nè, mũi rất là đẹp thấy không, mũi là coi như là em dám bảo đảm nếu cô chú chị mình cầm đi mua nghĩa địa luôn, hai lưỡi này cũng không có khi nào dưới 100 ngàn luôn nha, mua nghĩa địa khỏi thằng mà nó mà mua trong hộp gì chân, chứ trong hộp một lưỡi này không là 200 ngàn, trên 200 ngàn này em dám nói bảo đảm luôn đó. Còn đây thì mình tính nghĩa địa, mình tính theo nghĩa địa, cô chú anh chị cũng không xách tiền để mua được hai lưỡi này mà dưới 100 ngàn đâu nha. Đó mà đây nó nhiều lưỡi lắm nè, 6 lưỡi nè, đây ta 7 lưỡi nè, lưỡi này để em đo cho cô chú anh chị mình luôn. Lưỡi này là 165 nha, lưỡi này 165, lưỡi này cũng như mới luôn. Con ơi em nó mới có gãy, em nó gãy một lưỡi em cũng mới gãy nữa nha. Đó, lưỡi đó nhiều, 165 nhiều mới luôn nè. Còn lưỡi này nè, lưỡi này cũng không thấy mẻ nè, mà đầu sao mà nó không biết, nó to quá to mà nó giống như nó có bẻ cái răng nó qua lợi chút xíu hay gì, không biết nó cắt cho cái gì mà nó bẻ mũi hơi nặng tay dữ chứ. Rồi đây nè, lưỡi cắt gạch nè, lưỡi cắt gạch nè, rồi lưỡi này lưỡi cũng cắt nè, một cục đá mài nè, một cục đá mài mới, mấy cục đá này chưa xài không nha. Rồi mã 267 em cũng bán 200 ngàn luôn. Rồi tiếp tục 268. Mấy tiếng rồi nè? 2 tiếng 18 phút. 3 tiếng rưỡi mới có rồi. Đây, mã này là cái mã cảo xê lộn xộn. Máy này giống như em bán mới thôi, chứ thiệt cho cô chú anh chị này, mấy cái này là không có lời lớn gì đâu. Công vệ sinh công đồ thằng này nó cực lắm, thấy vậy đó. Như mấy con này nè, về là phải đưa vô ngâm dầu rồi làm dữ lắm nó mới chạy, có con là làm là bỏ luôn chứ không có làm được luôn. Đây da đóng da băng chân nha, một cặp nè, một cặp này nguyên vẹn nè, rồi cái này nè, cũng cảo nữa nè, nguyên vẹn nè, cái này cũng cảo nữa nè, nguyên vẹn vô ra bình thường luôn nè. Mà đây nữa nè, cái cảo này, cái này giống như cái ê tô trên kẹp xuống để bắt xuống cái bàn, kẹp xuống để xử lý này kia hay lắm luôn. Hay cái này nó có cái lỗ nè, chạm con ốc vô đây được nha,
đặt cái bột xông vô đây nè, mình đắp chết trên cái bàn này đó. Rồi mình muốn kẹt cái gì thì mình xử lý á. Quay cho ngay cái đạp. Mình muốn làm cái gì mình xử lý cái gì á, mình kẹt lên hay lắm. Cái này mà mình xài đặt giặt là giặt mấy cái này xài ok đó. Nè, còn cái siêu nhỏ nè. Rồi mấy cái này là còn nguyên dạng hết nghe cô chú anh chị mình. Cái này em hút cúm không mới rồi em bán vậy thôi. Đây. Cái này mấy cái này thì cô chú anh chị mình khỏi chê luôn. Xài rất là lực luôn. Đây cái này nữa nè. Rồi, 2 nè. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 cái này em bán 200 nè. 10 cái tảo xê lụm dụng nè, bán 200 nè. Rồi qua đây nè. Qua đây là hai cặp này em bán 200 nè. Một cặp này nè, còn nguyên dạng toàn bộ nha. Này nguyên dạng toàn bộ này. Cái này cũng còn nguyên dạng mất cái chén nè. Cái chén này thì cô chú chị muốn làm chén thì rất dễ, ra thợ thiện kêu thiện cho cái chén đóng vô chút xíu rồi đó, nó làm rất là dễ chứ không có khó gì chứ. Đây gân cỏ còn nguyên gan luôn nè, mấy bộ này nó mới nè. Còn cái chảo này nữa, bốn cây này bán 200 nè, hai cây này còn nguyên dạng hết nè, ok rất là mới luôn. Rồi mã 269 em bán 200. Rồi 270. 270 em bán cặp này 200 nè. Cặp này là một cặp xe 150 nè. Mỗi xe 100 giá miễn tắc nè. Này của Sankey nè. 100ml. Hai cái này em bán 200. Đó, nếu hai cái này còn chén em bán 250. Còn 230. Mắt chén em bán 200. Hai cái này đẹp lắm. Rồi tiếp tục qua cặp này. Dưới của Long đâu? Đấy, đưa dưới của Long ngoại Mon ơi. Rồi mã này 270 nha, em bán 200 nha. Dục chút, dục chút. Rồi 271. 271 cặp này em bán 270.000 nha. Cặp này rất là to, rất là mới nha. Nó hình thức cặp này rất là đẹp. Cặp này em bán 270.000. Đó, cặp này bán 270.000, cặp này thì chén bát còn ok, rất là đẹp luôn. Đó, găng cỏ này cô chú anh chị mình nhìn như mới luôn. Cái này cũng vậy luôn. Đó, em dám nói thẳng cô chú anh chị không có đi đâu mà mua được những cái cảo chữ C giống như bên em mà giá này chân. Em bao giá luôn. Cái này là 125 nha. Cái này là 100 nha. Đó, cái này là 100, cây 125 nè. Rất là nặng, cái này sắt đặt hoàn toàn đặt hết nha, chứ không có mà ấy này. Đó, lắm bọng đâu không có bọng cái gì cho nó nha, chứ nhiều khi định nói sao mà nặng, nói hai cặp đó nặng mà bán có 270 không có đâu, nó cũng vừa thôi, hai cặp này cỡ 4 kg có à. Đó, bán 270.000. Rồi đó, tôi chú vậy mình thấy không, hai cặp này siêu sao luôn, chén bát gì đó còn như mới luôn, mấy găng này còn như mới luôn. Nó về vệ sinh sơ ngay tại thôi, cốt còn rất đẹp, không lắc không gơ luôn. Rồi mã 271 em bán 270.000 nha. Ơi Lưng lấy cái sổ vô ghi mấy cái này lại con. Cái này 270.000 nè. Rồi qua đây thì cái này ba cái nha. Cái này ba cái đây đóng da bằng hết nha. Đóng da bằng hết. Đó, ba cái này để em coi cái kích thước nó luôn. Nó để 8 inch. Đó, nó để 8 inch nha. Thước rồi. Thước kéo rồi. Nó để 8 inch. Nó để 8 inch thì miệng nó từ đây nè. Xuống tới đây là được 22 nha. 22 thì em cho cái lọ cái này khoảng này thì 20 thôi, xài 200 thôi. Nó là xây 200 thôi. Còn inch thì em nó tính ra không được nha, tại vì có cái nhiều khi nó cũng nát đầu nát ốc lắm, nhiều số nhiều rồi là cái lắm, em nhớ không nổi. Ba cái giống hồi một kiểu nha. Đầu cổ chén bát ok nha. Đây mấy cái găng này thì chưa có dấu hiệu xét bọng gì luôn nha. Ba cái này rất là đẹp, nó về một lọt một ba cái gì luôn. Ba cái này thì nếu em bán ba cái thì 500, còn em bán lẻ một cái về 200 nha. Đó, bán lẻ một cái về 200. Đó, anh em nào mua được thì mua, chứ ba cái này thì bớt nữa em không bớt nha, em dám nói thẳng ba cái này quá đẹp nè, đóng da băng được luôn nha.
Hàng này là hàng ok chưa? Cô chú anh chị mình về cứ cảo thoải mái luôn, khỏi sợ gì luôn. Chén bát đầu cổ gì khỏi có nói là thiếu thốn gì luôn. Rồi ba cây này thì em bán 500, còn ai mua lẻ một cây thì rút ra. Mỗi cây 200.000. 200.000, 500.000 của mã này. Ba cây. Rồi. Tiếp tục tới cây này. Cây này là siêu to khổng lồ luôn. Em còn thêm một cây nữa, cây siêu to nữa. Cây này thì từ trên xuống dưới nó tới đây là 28 nha, chắc nó thảo nó mở được 25. Cây này thì USA nha. Đây USA đây. Đó. Đây, nó để được 10 inch. Cây này thì cũng còn xài, em nói là tương đối ok thôi chứ mình không nói về cây này nó đạt, nó đẹp nó đạt hay gì mà cái này em không nói nha. Nhưng mà đặc biệt nó mắc cái chén đây. Cây này mà phải còn chén đâu này kia thì cây này ok chứ, mà cây này nó mắc cái chén. Cốt thì em thấy cũng thẳng nha, chứ cốt không có cong nha. Thì cái nào có sao em nói vậy, còn để cho cô chú anh chị mình còn phải biết về để xử lý. Cây này thì cốt nó rất là thẳng nha, chứ nó chỉ có mắc cái chén này thôi. Đó. Rồi. Cây này bán cũng biết bán cây này nhiêu vậy. Phải cây này còn chén thì giá nó dễ mà ngặt mắc cái chén cái đầu đó. Rồi cây này bán luôn 230.000. Cây của Mỹ này. Bữa nay mới có số lẻ nha, chứ mỗi bữa 200, 300, 250 thôi. Bữa nay thì đánh lẻ luôn 230.000 cái cây này, cây luôn cây cảo C. Cảo C 10 inch. Cảo C 10 inch USA bán 230.000 luôn. Rồi tiếp tục đây. Thì em cho thằng cháu nó sẽ quay một lọt ba cái đục gỗ cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, thì mỗi một mã gì là 7 cây. Cô chú anh chị nào chọn được cái mã nào thì chọn, mỗi mã 200.000. Cái này là hàng em lấy lợi của người ta, em nói chung là bán giùm anh em thôi. Chứ tính ra bán 7 cây thì không có lời lớn gì đâu cô chú anh chị mình ơi. Đó. Chứ phải nó đầu này mà nó nằm trong kiện á thì em bán 7 cây, 8 cây vẫn có bán, lúc trước em bán 10 cây luôn vẫn có bán. Nhưng mà hàng này thì em lấy lợi của anh em. Lấy lợi của anh em như bán cho khó chứ là bán giùm cho tiếp cho anh em trong nghề thôi. Đó, thì mỗi một mã gì em để là 7 cây. Thì cô chú anh chị mình tính đi. Thì cô chú anh chị mình chạy lên chợ mua một cái mã đục gỗ, mua một cây đục gỗ thôi. Em dám nói thẳng luôn, mua cây đục gỗ 2 thân. Cô chú anh chị mua không dưới 40.000 nha. Cái đó em bao luôn, không dưới 40.000 một cây đục gỗ 2 thân. Nhưng mà ở đây em bán 7 cây mà 200 thì cô chú anh chị mình sẽ tính ra. Thì mỗi một cây như vậy á thì nó chưa được 30.000 nha. Chưa được 30.000, nhưng mà mộc đục đây là đục Nhật, hàng Nhật Bản hết nha, có mộc mẹo đàng hoàng đó. Chứ còn qua cái đợt này thì em cũng không hứa là 6 cây hay là 5 cây hay là 8 cây gì, em không hứa. Tại đợt này là em lấy lời của ông anh, ổng không có, nói chung ổng mua về thứ nhất là ổng xài, thứ hai nữa là ổng thu tầm rồi ổng bán lại ổng kiếm lời nữa. Nhưng mà ổng còn được 15 kg, em lấy hết khoảng 15 kg. Ông này là ngoài Hà Nội nha, em lấy khoảng hết 15 kg. Rồi về tính ra giống như mình bán giùm rảnh thì thôi, chứ mình tính ra là không có lời lúc đầu đó, là tính là bán 6 cây thì mình cũng kiếm ăn được. Nhưng mà thấy bán 6 cây thì cũng hơi chậm đó, rồi em gom lên bán 7 cây luôn. Bán 7 cây là tính ra nhiều bán, anh em bán giùm với nhau thôi. Đó. Em chỉ tốn tâm em ngồi đây em nói thôi, chúng trừ xấu nào hết tất cả các cái nhiều bán giùm thôi. Đó, cái đó em nói thiệt luôn. Còn cô cũng chỉ là chốt được chốt, còn qua cái đợt này thì tới cái cũ của em thì chừng 6 cây cũng chừng không có nói trước được. Còn bây giờ bán của ổng 15 kg thì bán hết 15 kg thì thôi, còn nữa tết của em cũng khác. Rồi là 10 cái mã đục là từ quá con. Đây là cái mã 274, 200.000 7 cây, 275 7 cây, 276 7 cây, 277 278 279 280 281 282 283. Mỗi một mã là 7 cây đục gỗ, mỗi mã em bán 200.000. Rồi tiếp tục qua tới 284. 284, 285 là hai cái bộ cưa. Hai bộ cưa này thì bữa nay cũng không có nói nhiều luôn, tại hai bộ cưa này quá trời nó rẻ luôn. Đó. Một bộ cưa đây nè, có một đống như gì nè. Mà cưa bữa nay là cưa đẹp không? Tại vì ngày hôm qua là bộ cưa này đúng lý ra cũng chọn chưa được đẹp không đâu. Nhưng mà ngày hôm qua do cái điều kiện là em chọn
chọn phế liệu, sẵn chọn luôn ba cái đống cưa này luôn, chọn ra còn mấy cái cưa đẹp 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 không thì cũng nhập vô đây bán cho cô chú anh chị mình luôn. Em dám nói thẳng có những cái cưa trong đây cô chú anh chị lấy trong đây ra ba cây cưa là cô chú anh chị mình đủ tiền 200 ngàn. Như cây cưa tre này đi, em nói thẳng luôn, cái lưỡi cưa tre kiếm hơi bị hiếm á, thấy rõ không con? Kiếm hơi bị hiếm, cái lưỡi cưa tre này nó rất là bén nha, rất nhuyễn và rất bén, cưa tre nó không bị xước không bị gì luôn nha. Nó anh em nào ở vùng ngoài vùng Bắc rồi cưa nước cưa tre đồ, những cái dòng cưa này rất là đẹp nha, lưỡi này hiếm kiếm lắm, nhưng mà xài nó phải kỹ nha, tại cái găng nó rất là nhuyễn, rất là nhọn, nó rất là sâu luôn. Nó mình xài rồi mình phải kiếm đồ mình bó mình bịch đồ lại mình đi cắt hay đi máng lên chứ, để tránh những trẻ em đồ này chơi lợi mà nó giục qua giục lại nó cắn rồi thì những cái mũi này nó rất dễ nẻ nha. Thì em dám nói thẳng nếu cây này ra thị trường của chú anh chị mình mua không dưới 100 ngàn cái cây này không, cái cây cái nguyên thang nguyên lưỡi gì luôn đó. Như mấy cây này như mới nè, bên đây cũng một cây cưa tre nha, và bên đây em cũng có luôn, cũng đẹp như vậy luôn đó. Đây cũng cưa tre cũng bên mã 285 luôn nè. Nó ở đây em nói khỏi có nói nhiều, ở đây cô chú anh chị mình lấy trong một mã cưa vậy lấy cho em 4 cây 3 cây hoặc 4 cây thôi đã đủ 200 ngàn rồi. Em không nói nhiều nhưng mà ở đây là nó tới 20 cây lần đó, 20 cây nó đủ cỡ đủ size hết, siêu quyết cái bộ này luôn mà. Tại vì bên nhà còn nhiều thành thử ra mình nói chọn là nó lâu thôi chứ không phải là nó hết đồ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Và để em phân ra 2 bộ cho nó đồng nha. Bên đó là 19 rồi, để em đếm bên đây coi phải như 19 không. 1, 2, 3, 4. Nè, mấy cây này siêu đẹp không, vừa cắt ống nước rồi cây cưa tre cưa đồ bình thường hết. Ba cây này không 100 ngàn muốn không bán luôn rồi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thì bên này nãy em quên còn một cái lưỡi cưa nhỏ nữa, một cái lưỡi cưa sắt, em bỏ theo thêm một cái lưỡi cưa sắt nữa. Như bên đó nó dính ở đầu thì giờ không thấy. Thì mỗi một cái bộ vậy là 20 lưỡi, 20 cây cưa chứ không phải 20 lưỡi, 20 cây cưa vậy có 200, một cây 10 ngàn. Em dám bảo đảm luôn cô chú anh chị mình mua về là biết vừa bụng đề, mua về cưa ra thử là lấy chừng 4 cây cô chơi thôi là đủ 200 ngàn rồi đó. Mã 284, 285 mỗi mã là 200 ngàn. Rồi tiếp tục 286 đây, 286 là cái bộ mỗi lớp này đây. Thì về đợt này chủ yếu là cái lô hàng chiến gọi em về là chủ yếu là búa chứ mỗi lết không, quá trời nhiều luôn mà đẹp không có một luôn đó. Mình thử đợt này mới sổ cái vàng mỗi lết này đó, cô chú chị kiếm đâu ra ai bán mà 7 cây mỗi lết gì 200 nè đó, 7 cây nè. Xây này xây 300 mỗi lết găng nha, còn cặp này là 250, xây 250 nè, cặp này xây 200, cặp này xây 150. Tất cả em đều vệ sinh vô ra bình thường hết, miệng mồm còn xài về là xài ok hết. Nói chung trong đây nó cũng có một hai cây là miệng nó hơi gơ nhẹ hoặc là nó hơi lẹ lẹ cái mà cái miệng dách bên đây chút xíu thôi chứ nó không ảnh hưởng gì luôn. Nó 7 cây này mà cô chú anh chị kiếm đâu ra 200 ngàn mà ở đâu bán 200 ngàn đâu. Cây này bèo bèo gì ở đâu bán rẻ nhất cũng cây này cũng cỡ 80 ngàn rồi. Cây này nè, em nói thẳng luôn, cây xe 300 rồi so còn gắn bỏ nữa như mới chưa xài luôn. Cái nào dập là em không có đăng bán, từ từ mới đăng bán. Chừng nào không có hàng em mới đăng mấy cái dập, mấy cái hư lên là gom khúm khúm để bán thôi. Chứ nếu mà em còn hàng nhiều là đa số những cái mà nó găng cỏ, nó dập hoặc nó này kia chút đỉnh là em sẽ đưa qua bên kia để từ từ tính sau. Đó, chứ chưa có bán. Còn dòng còn hàng nhiều này thì đa số cô chú chị mình nhìn găng còn rất là đẹp không. Đó ta, 7 cây gì mà 200 ngàn. Mã 286 này. Rồi 287 nó cũng giống vậy luôn, 200 ngàn luôn. Cũng 7 cây gì luôn đó, ai muốn lựa bộ nào lựa. Mình mua 200 ngàn, hai anh em hay gì đó mua về 200 ngàn, thằng 100 ngàn về để trong nhà xài ok toàn bộ luôn. Muốn xài gì xài, 200 ngàn là gì còn không có ở đâu mà bán hết trơn. Đây găng cỏ đây, như mới, không có gãy, không có chợt một lưỡi như nào luôn. Rồi 7 cây này cũng 200 ngàn. Rồi mã này nó không có để cái thương hiệu, nó không có để cái tem luôn rồi.
Mẹ bỏ mã này luôn. Rồi cô chú anh chị mình tính cái mã không tem đi. Đó. Có một mã này là không có, nó để không có, có cái số mã nha. Thì cái mã này cũng 200 luôn. Còn cô chú anh chị nào có mua ở đó cái mã mà không có để cái tem á, không có để số mã, thì nữa em sẽ lựa ngay cái mã đó luôn. Em sẽ đem cái mã này xuống cuối cùng nhất. Đó, thì cô chú anh chị cứ muốn chốt cái mã này thì cứ nói theo thẳng em. Mở cái mã mỗi lết găng dưới mỗi lết thường 7 cây á, mà cái mã nè không có để cái số mã á, thì lúc đó thì em sẽ biết cái mã này em chốt cho cô chú anh chị mình. Rồi tiếp tục qua đây là 287. Nãy có bị sai không Linh? Ở đây dư mã này. Phải không? 287. 287 là hai cây này. Đây hai cây này đây. Cây thì cái này thì xe 350, cây này xe 300. Ủa 250. Cây 350, cây 250, cây 350 này như mới chưa xài luôn. Còn lò xo luôn nha. Ok. Còn lò xo đây. Còn lò xo hết luôn nha. Nhịp đàng hoàng. Như mới chưa xài. Thằng này nó bị quên hay gì nó không xài, mua về không xài nữa nè. Găng thì thôi khỏi chê, cái găng nào đã nó chưa xài thì làm gì găng có vụ hư. Một cây nè. Đây hai cây nè, cây 250 nè. Cái găng là không có, cô chú anh chị mình khỏi chê, chừng nào mà găng nó có vấn đề gì thì Nghị sẽ nói lên cho cô chú anh chị mình liền. Thì không có ngại vụ đó đâu. Đó. Rồi, hai cây này, cây xe 350, cây xe 250 mã 287. Em bán 200. Rồi 288, 288 cây hit này cũng như chưa xài nữa nè. Nước sơn màu đen đen đây còn nữa. Đó, cây hit này cũng như chưa xài nữa. Cây hiệu hit này thì cũng xây 350 luôn. Găng thì cô chú anh chị mình khỏi có chơi cây găng nào luôn nha. Nó chỉ có cái nhiều khi nó đóng ba cái bọn bận đây chưa đánh găng nó thôi. Đó, đây. Đó, lò xo là bọn thì còn nhảy ok luôn. Học mẹo đầy đủ hết toàn bộ. Xây 350 nha. Rồi một cây đây, một cây xe 250 nữa luôn. Găng thì cũng khỏi chê cây găng nào luôn. Ông ở đây có nhẹ dữ lắm là nhẹ luôn, chưa được 0,01% luôn. Đó. Cô chú anh chị thấy chỗ tay nghị sĩ không? Nó rất là nhẹ luôn. Không ảnh hưởng gì đâu. Tết nhỏ gì mà nghị còn phải khui ra nghị nói nữa chứ nghị không có để đâu. Để im rồi về về cô chú anh chị mình nhận cái nói toàn bộ là đẹp, giờ vậy bị chút xíu vậy rồi nữa khó nghe lắm. Thà có sao nói gì đi cô chú anh chị cảm thấy chốt được chốt, cái đó thì em nói rất nhẹ, chưa được 0,01% cái độ hư hao đó. Rồi tiếp tục đây là mã 228 200. Rồi tiếp tục là 222 của 288 200. Rồi tiếp tục qua 289. 289 đây một cây xe 450. Cây xe 450 này thì em bán 200.000, em bán vẫn bình thường nha. Thị trường thì cỡ giá 200 này vẫn bán được bình thường nha. Tại vì găng cỏ còn rất là nguyên. Rất là đẹp. Rồi xo còn nha. Đó, cây 450. Đây. Của hãng Mitsubishi nha. Cây này găng cỏ còn đẹp, rồi xo còn đẹp. Rồi em bỏ thêm cho một cây mỗi lết xe 250, mỗi lết thường còn rất là khích luôn. Cứng ngắc luôn, thì hiệu Lotter luôn. Đó. Không chụp dịch luôn nha. Đó. Rồi hai cây này mã 289 em bán 200. Rồi qua đây 290 cũng vậy luôn. Đây MCC xây 450, găng cỏ cũng như mới luôn. Găng cỏ này đẹp lắm, nhưng mà con cái nó đóng đất này vệ sinh ra không hết nè, chứ nó không phải dập găng, nó không có dập găng. Lò xo còn nha. Đây lò xo còn đây, rất là đẹp. Một cây mỗi lết xe 250 nữa. Rồi hai cây này 200, mã 290. Rồi tiếp tục mã 291. Cũng hai cây luôn, một cây xe 250 và một cây mỗi lết găng xe 200. Đó, hai cây này cũng siêu rẻ luôn, hai cây này cũng siêu mới luôn. Găng đây. Găng này thì có sừ nghe chứ không phải dập nha. Giống như nó cắn chứ không phải là nó bị giận mà nó bị hư găng đâu. Giận hư găng nó kiểu khác. Còn cái này giống như là nó bị cắn ở đâu á, mà nó cũng phải hư, cũng không phải dập luôn đó. Đó cô chú anh chị mình thấy gõ nó không có cái gì chứ, nhưng mà nó nhẹ chút xíu mà, nhưng mà em vẫn nói cho nó rõ ràng. Rồi cây xe 200 đây, một lít găng siêu mini đây, găng cũng còn đẹp luôn. Rồi hai cây này xe 450, cây xe 200, rồi so được còn đầy đủ hai cây luôn nha. Rồi hai cây này em bán cũng 200. Rồi qua đây tới hai cây này,
hai cây này siêu đẹp luôn nè, một cái KTC nè, C300, một cái MCC C350, hai cây này đúng lý thằng này đi với thằng này mới phải nè, này đi với thằng này mới phải, này đi với thằng này đi, đi đi, đó hai thằng này, này còn lò xo ok nha, đây găng nó đây, vô ga bình thường, găng còn rất đẹp nha, nước sơn zin nước sơn gì còn đầy đủ luôn, vô ga nhẹ hiệu luôn, cái này rất là ok luôn. Rồi một cây C350 MCC, rồi một cây đây, cây này C300 nha. Cái này găng cũng còn đẹp nhưng mà nó dính còn dính đất trong mấy cái kẽ găng. Chứ găng đây thì chưa thấy cái nào mà nói chung là dập mà nói để cô chú anh chị mình phải nói xài cho nó khó khăn hay gì chứ. Rồi, cây mã 292 cũng 200.000. Rồi qua 293. 293 đây hai cây này. Cây này thì nó bị nó mắc là xo thôi chứ nó hoàn toàn nó rất là đẹp nha. Này của Super, mắc in da băng đàng hoàng. Thân nhôm nha, chỉ có cái nó mắc lò xo đây thôi, giờ mình kiếm cái lò xo trồng vô đây, trồng vô kẽ này thôi, nó mắc cái lò xo thì thử lên xuống nó không nhảy cái lợi. Đây găng nó đây, thằng này cũng như mới bình thường thôi, giống như mới một cây. Rồi cây này của KDC, cây nó là 300, cây này thì khỏi có chê rồi, cây này còn cái lẫy lò xo luôn nha, đây găng rất đẹp. Rồi hai cây này cũng mã 293, em bán cũng 200 luôn. Rồi qua 294. 294 đây, cây này. Cây này của MCC. Xây nó 450. Cây này găng cỏ nó còn như mới luôn. Vô ga bình thường nha. Mấy cây này thì về để trong nhà xài khỏi chơi miếng nào rồi. Cây này xây 200 MCC. Đây, rồi xo còn đầy đủ nha. Vô ga bình thường, găng thì khỏi chơi cái găng nào luôn. Hai cây. Hai cây này mã 294 em bán cũng 200.000. Rồi 295. 295 là cây này. Cây này lò xo cũng còn bình thường luôn nha. Cây này của MCC C450. Nó xấu có một cái là nó còn dính nước sơn, nó sơn sau này đợi người ta xài người ta sơn đó. Người ta xài gì nó dính nước sơn thôi. Chứ cây này cũng còn khá đẹp, găng cũng còn ok. Không, cây này chết rồi, găng nó hơi bị mẻ. Cây này chắc bán không được đâu. Thì ai có mua thì đợi dịp sau đi em đăng chèn cây khác rẻ chút, cây này mẻ em không bán đâu. Đó. Cây mẻ đây em không bán. 295 quỷ nha. Rồi 296. 296 là cây này xây 600 nha. Cây này 600, nếu mà cây này còn bình thường, lò xo bình thường em bán cây này 300.000. Nhưng mà chỉ có cái mắc cái lò xo, mắc cái lẫy với cái lò xo thôi. Cái này thì anh em nào làm thợ về gấp chế dễ nha. Còn như em đây thì không có thời gian để chế đâu. Đó, thì em bán rẻ lại cho cô chú anh chị mình làm lại thôi. Còn nếu ai muốn cần để gì xài cũng xài bình thường thôi, chứ không có gì chân, không có lò xo mấy dòng mỗi lít găng, không có lò xo xài bình thường. Đó, cũng không có quan trọng gì mấy đâu. Nó chỉ là cái lẫy để mình đẩy lên để xuống mình móc thôi, dịp vô mình móc cho nó dính thôi, chứ không có gì chân. Còn không có lò xo thì mình dùng bằng tay đè là xuống đè lên thôi. Nó còn ai biết về làm cái lẫy, đây nó còn cái lò xo zin của nó còn nằm trong luôn nè, nó lúng xuống nè, nhưng mà nó mắc cái lưỡi gà, giống như một cái lưỡi gà nó nằm xuôi ra, nó đè lên lò xo này nè, lò xo này đẩy lên thì nó nhịp cái mỏ trước thôi. Nếu mà cây này còn đầy đủ lò xo em bán cây này 300.000, nhưng mà cây này mắc lò xo, ngày thân này còn là toàn bộ đây, cây này mắc lò xo em bán cây này 200.000. Nó bán cho cô chú chị về làm để cho xài luôn đó. Những cái dòng này mà dòng mà nói mỗi lít găng mà xây 600, cái giá 200 cô chú chị đi tới đâu cũng mua, không có giá 200 đâu, chỉ có bên em thôi. Nó bán giống như là mấy cái này là bán thanh lý, bán đồ này kia lợi thôi. Ai về làm để được thì ngon ngon xài. Đó, rồi tiếp tục tới 297. 297 là một cái siêu phẩm đây. Cái mỏ lết này thì khỏi nói, có cái mỏ lết này, nó không biết là cái loại gì mà nó bự dữ vậy không biết. Cái miệng nó bề ngang đâu cỡ tắc một tắc mấy gì đâu. Đâu để em ra hết nó thử đi. Đó, ra cỡ cái gì nè, mới tới mặt thôi. Khỏi ra hết. Rồi cô chú anh chị mình coi thử nha. Tại lô này về được hai cây, chỉ gọi em bán cây cũng 350.000. Thì hai cây này là một cặp, em bán cũng cây nào cũng 350.000. Nó ra tới đây là được một tấc tư rồi nè. Đó, một tấc tư mà chưa tính cái lò xo nó hở ra cái nữa. Thì nó ra được một tấc năm nữa, cái lò xo bẻ xuống nó hở ra là được một tấc năm xiền đó. Đây. Nó để đây là 5A. 50A, 80A thì cái đây em không biết cái nó để đó là cái gì nha, chỉ có cái biết sao thì tháng sau nói vậy thôi. Đây MCC đi. Giữ thương hiệu đồ có này.
đó. Găng cỏ thì cô chú anh chị mình bỏ chê mấy cây này như mới nha đó. Ai có cần mấy cây này dặn những cái ống to đồ này kia thì mua mấy cây này. Anh em nào là làm nước công điện nước công ty đồ này kia thì cần những cái cây này để dặn cái ống lớn thì mua mấy cây này nha. Chứ còn nếu mà cái cây này xách ra chợ mua tiền chắc có lẽ anh lo hay bị mệt á đó. Thì chỉ có bên em bên đây nó bán giá này thôi. Rồi mã 297 em bán 350 ngàn. Rồi tiếp tục mã 298. 298 đây là cái cây này là cái cây cắt ống cắt tia gen, còn gọi là cái những cái bù sông đó. Đây thì nó chỉ gì thôi, nó mình cắt mình thọt cái bù sông vô trong này, thọt xuôi vô trong này đó, rồi mình nhấp cái này lên. Khi có tải thì mình mới nhấp từ từ được, còn như không có tải nó rất là nhẹ, mình nhấp lên xuống rất là nhẹ đó. Mình bóp xuống thì nó khích lại gì, nó đứt cái bù sông thôi đó. Ở đây nó có mấy con ốc chỉnh gì là em không biết nha, tại dòng này mình chưa xài. Cây này nó cũng thấy khá liền lạc luôn nè, còn đầy đủ đồ nè. Cây này thì mã 298 em bán 250 ngàn. Rồi tiếp tục 299 đây là một cái này theo em nghĩ là nó cũng quy trình nó xài giống như một cái mô lết găng thôi, nhưng mà bắt tại chỗ, đừng nó để những cái ống tiếp tròn lên đây nè, nó chống xây á, nó chống xây á. Nên khi người ta tiện những cái đầu găng mà của những cái ống tiếp á, người ta bắt đừng cho nó xây. Mấy cái này nó cũng lợi hại lắm đó. Nó để vô đây nè, nó để vô đây thì đằng kia người ta thao tác thì đằng này nó quấu vô đây giống như một cây mỏ lết găng mình vậy đó. Nó không có chạy được cái ống. Cây này thì còn nguyên dạng toàn bộ hết nha. Cây này thì cũng giá trị lắm. Nhiều anh em cũng có mấy đợt anh em cũng săn dữ lắm mà điện em hoài không có. Nhưng mà đợt này về có được cây này mà đăng hai clip này nữa là cũng chưa thấy ai hỏi, chứ cây này còn rất đẹp lắm nha. Cây này nó găng cỏ còn rất nguyên nha, chỉ con cái đất nó đóng đóng này nó nhỏ vệ sinh chưa sạch nè, nó còn đóng đóng mấy cái đất này thôi, chứ còn lử thì khỏi chê, không bị dập không bị gì luôn, bao hàng lử đẹp luôn. Còn mã 299 em bán 250 ngàn. Rồi bước qua chút qua đây ngồi không quay giờ cái tay ra. Rồi tiếp tục là 299 tới 300, mã 300 em có hai cây này đó, hai cây này, một cây là xây 450. Cây 450 này thì cây này em có sửa lại nè, nó hơi mẻ em sửa lại thì nó cũng tương đối thôi, nó cũng còn nhâm mù lỗ nhẹ nè, là một cây. Rồi một cây xây 350 đó, cây này thì cắt ok rồi, cũng nhanh nhẹ chút xíu đây thôi, nhưng mà mấy cây này thì nó không ảnh hưởng gì, em dám bảo đảm cắt thì sắt không khi nào cô chú chị mình mà cắt mà tới mà nó sát luôn nó mới đứt đâu. Nó còn độ xa lắm là nó nghe cái nó đứt cái cục rồi, nó văng ra. Chứ đâu phải mà đợi mình phải cắt sát đâu mà nó mới đứt đâu. Nó không quan trọng gì đó đâu. Đó thì hai cây này em bảo đảm với cây xay sao 450 này. Sắt 8 dẫn cắt, sắt 10 thì hơi nặng tay nha. Sắt 8 thì ok nè. Cây này cái sắt 8 khỏi chê à. Đó còn cây này 8 6 được chứ xuống thì lầm hết. Rồi, còn cây này thì lên 10 thì nó hơi nặng tay chút xíu, tại cái nó cũng chưa đến đổi là nó xài sắt 10 thông dụng đâu, nó chủ yếu là 8 thôi. Nhưng mà thằng này ép thằng 450 ép 10 cũng vẫn được nha, còn thằng này thì 8 cũng thằng trên này 8 thì được nhưng mà 10 không được. Rồi xây 300 này 200 ngàn. Rồi xây 301 nè, hai cây này đủ lồ hết nha. Một cây xây 450 nè, miệng rất thích nha. Đây không thấy giống bị mẻ bọng gì luôn nha. Cây này thì em không gió tay tới vệ sinh, không gió tay làm gì luôn nha, chỉ lau dầu thôi nha, nhúng vô dầu lau cho sạch ba cái xét vàng vàng bên ngoài, đắt cát ở bên ngoài thôi. Rồi cây xe 300 này cũng vậy luôn, cây xe 300 này em cũng không có vệ sinh, không có gì luôn, chỉ lau dầu ngang thôi, cũng rất thích luôn. Hai cây này em cũng bán 300 ngàn 200 ngàn luôn. Hai cây này không thiếu đồ gì chứ nha, giờ là xài. Rồi 302 thì hai cây này cũng vậy luôn, cũng không có nhúng tay vô luôn, chỉ rửa dầu sơ ngang thôi, cũng đủ đồ, không thấy dấu hiệu mẻ nha, còn kích nha. Hai cây, một cây xe 450 nè và một cây xe 300 nè, đó còn rất kích nè. Mấy cây này thì về xài luôn. Rồi xe 300 lẻ mã 302, hai cây này cũng 200 ngàn. Rồi tiếp tục là 303 đây là cái mã đầu tiếp 1/2 cần tự động, đầu khẩu, cây nối, đầu chuyển 1/2 đây. Thì cái này
một cái cần tự động nữa đây, chạy ok nha, 1/2 nha, đây chạy ok, đảo chiều, đảo chiều ok nha. Đó, một cây cần tự động thương hiệu có nha. Rồi một cần nối 1/2 nha, một cần nối 1/2 rất là đẹp, đóng da băng luôn. Rồi một đầu chuyển nha, từ 1/2 xuống 1/4 nha, từ 1/2 xuống 1/4, một cái đầu chuyển. Rồi số nó ở đây thì mấy cái đầu khẩu số nó ở đây thì em đang sẽ đọc luôn, 10 nè, 11, 13, 13 rồi 14 đâu ta, 14, 16, 17, 19, 21, 21 loại đầu dài nè, loại đầu dài chân 1/2 nè. Thì loại đầu dài này thì thường là mở bugi là nhiều, bugi máy xăng nó thông dụng như lắm, có cục ấy trong luôn, cục thun trong luôn. 21 nè, 23 nè, 22, 21, 22, 23, 24, 27, 29. Bộ này xài rất ngon nha, bộ này cũng muốn đủ số, cần 1/2 cần này đẹp nha. Rồi mã 303 em bán 200.000 luôn. Rồi qua 304, 304 là một cần 1/4, 1/4 đây là cái cần này, đảo chiều bình thường nha, cần 1/4 đảo chiều ok hết. Đó, chạy ngon lành luôn, chạy ngon lành. Hai cái đầu nối, một đầu nối dài 1/4, một đầu nối ngắn 1/4, một cây nhít. Một cái vít 1/8. Một cái đầu chuyển từ 1/2 xuống 1/4. Rồi một cái đầu chuyển từ 1/4 xuống lên 1/8. Đó, thì thường là cái đầu cái bộ khẩu này á nó xài cho cái đầu này. Nó cho cái cần này. Mà mình nếu muốn xài cái cần này cho cái bộ nhỏ này thì mình phải chuyển xuống. Đây chuyển bằng cái cục chuyển này xuống đây. Cho nó xài cho bộ nhỏ. Rồi thì em sẽ đọc cái số nhỏ này cho cô chú anh chị mình luôn. Thì số nhỏ này nó có từ 4 nha, từ 4 nè, từ 4 dài lên đủ hết luôn nha, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó là dài lên tới 12 nè, là cái nguyên cái khẩu nhỏ này nha. Còn qua cái khẩu lớn á, qua cái khẩu lớn này nó từ 10 nè, 10, 11, 12, 13, 14. Cái này mấy cái? 16, 17, 19, 21, 23, 22 chứ. Là nguyên bộ này em bán 200.000 luôn nha. Đó là mã 204, 200.000. Khẩu 1/4. Cần tự động 1/4. Rồi tiếp tục 205, 206, 205, 206 là ủa 305, 306, 305, 306 là hai cái bộ này giống nhau hoàn toàn nha. Thì lúc trước em có săn được 1-2 cây này thôi, mà đăng lên rồi khách sốt quá sốt, rồi khách đặt nữa, đặt nhiều lắm mà lúc đó là không có, lâu rồi cả gần năm nay không có. Sau giờ đợt này về trong cái chuyện mà được 7-8 cây này vậy nè. Lúc đó là em bán một cây này không 200.000, một cây này không. Cây này nè, thay vì nó là một cái eto cầm tay, nó hàng này hiếm lắm nha. Eto cầm tay dành cho những anh mà làm giống như làm thợ bạc đồ chứ, đừng kẹt những cái nhẫn, những cái đồ đạc đồ người ta thao tác ta làm á, thì nó rất là hay. Hoặc những anh em nào mà làm cái đồ giặt nhỏ 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 rồi đó, nó thay thế nó giống một cái kìm bấm, hoặc là một cái eto mini, hoặc là một cái mỏ lết đồ vậy đó, nó xài cũng ok lắm. Mình siết lại là nó hoàn toàn nó khít lắm nha. Đây nó khít dữ dằn, nó khít luôn. Thì cái cây này nó cũng đắt giá lắm, nhưng mà sao mà về đợt này đăng được rồi không ai hỏi hàng chứ không biết. Chứ lúc trước em bán cây này không 200.000 nè, nhưng bây giờ bán cây này rồi kèm thêm hai cây mỗi lết này nữa, một cây mỗi lết xây 200, một cây mỗi lết 250, hai cây này mới thật luôn. Nó rất là khích vô ra bình thường luôn. Hai cây này không 100.000 nè nó rồi, hai cây mỗi lết này không 100.000 nè, em dám nó thẳng luôn, rất là đẹp luôn. Này SK11 nè, dòng thương hiệu không ở khích cỡ này gì,
Đó, mã 305 nè, mã 306 mỗi mã là 200.000. Rồi tiếp tục qua 307. Qua một chiều thì ngồi quay vô. 307 đây. 307, 308, 309 là ba mã này, anh em là chọn được mã nào chọn nha. Đừng quay như quận 3 nhiều nha. Quay dưới đất thôi. Đây ba mã này đây. Thì từ nói từ mã. Đây. Thì mỗi một mã vậy là 7 cây. 1 3 5 7 cây đây, 7 cây này đây. 7 cây. 1 cây xây 300, 2 cây xây 250, 2 cây xây 200 và 2 cây xây 150. Miệng mồm ok. Nói chung là tương đối. Đó, yoga bình thường hết nha. Em đã làm cho sống hết rồi nha. Yoga bình thường. Thì một mã về 7 cây. Này 207 nè, 7 cây này nè. 200.000. Rồi 208 nó cũng 7 cây luôn. 208 đây cũng 7 cây gì luôn. 208 có cây này đẹp lắm nha. 208 đây. 208 cũng 7 cây luôn, 200.000. Gì vậy? 308 rồi. 308 chứ. Quên. 308, 7 cây luôn. 7 cây mỗi lớp, 1 cây xe 300, 2 cây xe 250, 2 cây xe 200 và 2 cây xe 150 cũng 7 cây gì luôn, 200.000 luôn. Rồi tiếp tục 209. 309. 309 này cũng 7 cây luôn nha. Đây. 1 cây xe 300, 2 cây xe 250, 2 cây xe 150, 2 cây xe 200. Đây. Thì cái mã này nó xấu duy nhất con cây này nó hơi chật chật, cái miệng nhẹ đây nè. 4 cây dưới này hoàn toàn đẹp nè, cây này khít luôn nè. Đó. Rồi, mã 309, 7 cây luôn, cũng 200 luôn. Quay giáp nha, cho nó giáp 7 cây nha con. Rồi 7 cây này cũng 300 luôn. Tiếp tục là 310. 310, 311 là hai cái bộ làm nông nha. Đó, thì hai bộ làm nông này thì bữa nay hình như là hơi bị hiếm rồi lại nè. Đó, mọi khi thì đăng mà cũng nhiều anh em cũng chốt vào quỷ nhiều lần lắm. Rồi giờ nó hiếm lại, nó muốn hết đầu làm nông rồi. Đó, thì cái bộ làm nông thì bộ nào nó cũng được cây này. Cây này thì em dám nó thẳng 70-100 ngàn là bình thường. Cây nhỏ nhỏ gì là 70-80 nè. Đó. Nó rõ ràng, nếu mà 70-80 là nhiều người xài luôn. Tại cây này như còn giống như mới vậy đó. Về mình hàng thêm một khúc thét nữa. Đó, khúc phi 27 hay phi 34 gì đó thì vừa tay nó đi trắng nhổ cây, nhổ măng đồ này kia các cái nè, mai kiển rồi nè, nhổ trắng rễ trắng đồ rất là hay nha. Có mấy cây này thì anh em nào làm công nghệ bứng cây đồ này kia ta thích lắm. Rồi một cái cuốc nè. Cuốc này là của bên nào ta? Hai cái cuốc nè. Ba cây nè. Cào nè, ba chia nè, bốn chia nè. Đặc biệt mấy cây liền, mấy cây cào cỏ này nè. Đi vô giường bằng cỏ, bằng đồ trong giường, trong rễ nhỏ của mình hay lắm nè. Đó. Đây. Đó, mấy cây này. Nguyên vàng nè. Rồi mấy cây này không nè. Thường là bên em là điếm mấy cây này là 20.000 một cây nha. Đó, soạn ra nó không có mẻ nhiều. Chứ nó thẳng thớm vậy nè, là em đúng đếm 20.000 cây. Hiện giờ người ta đang dặn nhiều lắm nhưng mà không có hàng giao. 20.000 cây, cô chú anh chị mình thấy đây không là hết 7 cây nè, là nhiêu tiền rồi. Đó, đây một cây cào ba chia nè, rất là dày luôn, nặng cầm mà quýu tay luôn nè. Đó, rồi như nè, cái sủng nè, xúc phân xúc đất cát trồng rau trồng biển đồ hay lắm nha. Cây này dày lắm, rất là dày. Rồi một cây ba chi cây cào thẳng nè. Rồi mấy cái này nè, lặn giặt là em không tính đâu. Đó. Nhiều dữ lắm là nhiều. Một qua mã gì cỡ 20 cây. Cái mã này cô chứ chị về có coi mua về là biết rẻ mắt tiền. Rồi mới mốt về kiếm nữa. Đây một cái cuốc nè, siêu mini. Rồi bộ này 200.000 nè. À, 310 và 311 nè. 311 cũng vậy luôn, 311 nó được một cây cào này nè. Cây cào này mà anh em nào mà nghề cào đá cào đồ ha thì cây cào này tới công chuyện luôn. Cây cào này cào đá ra thì khỏi chê luôn. Còn một cây thủng nè. Một cái này nè. À, liêm nè.
đào ba chia nè, đào cỏ nè, mấy cái đào cỏ sao được mênh mông trời đất, mấy cái đào cỏ được rất là nhiều. Đây đây, đặc biệt bên cái cây này thì nó có cây sắn, cây sắn này hơi nặng hơn cây sắn bên cái mã 310 chút nha, hơi nặng hơn chút xíu, nó cũng chê xích nhau thôi mà, nhưng mà cây này phải nặng hơn chút xíu. Cây này thì như mới chưa xài nha, hai mã cô chú chị nào muốn mà chọn mã nào chọn muốn cũng giống giống nhau thôi. Nói chung là hổm gà cũng có nhiều người đặt lắm, nhưng mà em không có cái đó là em không có giao trước nha. Nói chung là lên clip gì đó, anh em nào cảm thấy được thì chốt thôi, em chốt thôi, chứ còn nếu mà đặt trước tại cái đồ này không có cái mã nào nó giống mã nào 100% đâu, hoặc 70-80% đâu, tại mỗi một thứ nó khác nhau, thành thử không có dám vào ghi. Rồi cái mã 311 em bán cũng 200. Rồi tiếp tục tới 312 là bốn cái chữ thập này, anh em nhà có xe tải nhỏ, xe du lịch đồ này kia con đó, thì bỏ theo xe một cây là ok, nửa cây nào đúng số của mình á. Cái mã này thì cái cây này thì 17 14 17 19 nè, hai cây 14 17 19, 14 17 19 21 là hai cây, rồi 17 19 21 23 là hai cây, tất cả đầu cổ ok hết nha cô chú anh chị, mình khỏi lo cái vụ mà đầu cổ nó đẩy vỡ thôi hoặc tép rồi kia là không có nha. Bốn cái cây chữ thập này của mã 21312 em bán 200 luôn. Rồi tiếp tục qua bên đây, đây là cái đá đây. Em có cái lô đá cà game, hiện giờ nó còn tầm có khoảng 200-300 kg lận đó. Đá cà game này đa số trong đây là một số ít là nó đã xài thôi, còn như là đa số không xài nha. Thí dụ 10 cục nó cho 10 cục, 10 mấy cục nó nhiều khi nó có 1 cục một là xài, có vài sử dụng thôi, còn như tất cả là không, chưa xài nha. Đá này là đá cà game, đuôi này đều đuôi 6 ly đó, đuôi 6 ly, có một chút số ít cây nó nhỏ nhỏ vậy nè đó. Thì cái này em không tính, thì thường là 1 ký này nè là em bán 80 ngàn, 80 ngàn một ký. Gì anh em nào mua 1 ký á, hoặc mua dưới 200 ngàn thì anh em tự chịu phí ship nha. Còn anh em nào mua 2 ký rưỡi là 200 ngàn thì em bao ship, hoặc là em mua 1 ký thì phải mua kèm theo những cái mã gì trên kia mới mua, cái này 1 ký thì em bao ship luôn. Nó thì 1 ký 80 ngàn, mà 1 ký gì bình thường á, hốt ngang gì từ 60 tới 64 mũi gì, 64 cục gì. Còn nếu lựa mà không có mấy cây nhỏ nhỏ nè, lựa mấy to to này không á, thì 60 cục nha. Nó 60 cục thì một cục này nó có hơn ngàn chút thôi. Nếu cô chú anh chị nào mua đi bán lợi thì mua bán với em cục 5 ngàn cũng có, 10 ngàn cũng có, bán bình thường. Mấy cục đẹp đẹp bự bự chút xíu gì bán 10 ngàn bình thường, mấy cục nhỏ nhỏ bán 5 ngàn. Đó, cái bộ này thì nó cắt lời, nhưng mà mua 1 ký về bán biết nào hết. Đó, hiện ký 80 ngàn nha. Ai muốn mua nhiêu thì cứ liên hệ với em. Rồi qua anh đây. Rồi em có cái cục này, cái cục lắc léo này, cục này để cho anh em nào mà mấy chút mấy cùng cậu và sáng múc rồi nè, mình móc đồ móc đạc rồi đó, tránh cái chuyện mà dây nó bị cóc đồ này kia đó, thì xài cái này. Cái này đây nó để phi 22 hay gì nè, tải nó được 2 tấn nha, tải được 2 tấn. Cục này thì em bán 200 ngàn, mã 314. Rồi 315 là một cái khoan bê tông hiệu Toyo. Cây này thì em không có test nha, đó, chỉ thấy nó nguyên dạng đầy đủ đồ vậy thôi, chứ em không có test tại không có cái ống chuyên dụng của nó, tại nhà không có cái ống hơi này đâu, ống hơi này dành cho những anh công trình lớn mới có thôi, có máy hơi ống hơi này thôi, chứ mình ở đây thì không có xài được tới cái ống đó đâu. Rồi em chỉ thấy nguyên hình nguyên dạng là bán y như trong hình vậy thôi. Rồi mã 315 em bán 350 ngàn. Rồi tiếp tục 316 là có hai cái cẩu này đây, hai cái móc, hai cái gấp gì nè, nó gấp tròn gấp sắt gì nè, nó tải nó được 150 kg, miệng nó được 30-60 cm. Nó hai cái gì nha, cái trong thì nó hơi xấu hơn chút nè, cái ngoài thì đẹp đó. Đây thì móc in dao ăn đàng hoàng, thì hai cái này em bán 250 ngàn, mã 316. Rồi tiếp tục 317 đây, 317 thì lúc trước em có màng cái trong công ty đá, thì em thấy cái này thì để gấp đá nè, em thấy nó để gấp đá là mấy cái này nè, vô ga bình thường, đây nó còn móc còn đồ này kia nha, chuyển qua thì
thằng cháu nó cũng có đá nè, nó mở ra được gì luôn đó. Rồi khi nó đóng nè, nó bóp vô nó đóng làm sao không biết, và nó làm cũng làm hàng đây nè. Móc vô sao vậy anh em, mà trong nghề mới biết đó. Rồi nó kéo lên rồi nó kéo lên gì, khi nào nó buông ra đây là cái miệng này nó bóp lại nha. Đó, cái này thì để em coi coi tải nó được nhiều, nó được nó để đây 150 thì súp be này, đây để 150 mắc in da băng, rồi để cái gì nữa không biết nữa, đây để từ 100 tới 120, 60 tới 80 là nhỏ nhất từ 60 tới 80, lớn nhất từ 100 tới 120 hay gì nè. Cái miệng này nè, nó theo em nghĩ là vậy, còn cẩu lên là được trên 150 kg hay gì nè. Để 150 này, 150 kg này. Rồi cây này còn rất đẹp nha, cây này còn lò xo còn đầy đủ cho ngàn, để em quay cái bề trong vô cho ra cho cô chú anh chị mình xem luôn. Đây cái mặt bên này nó là gì đây, thương hiệu đều còn hết nha. Đây nó dời ra dời vô được nè, mấy cái lỗ này dời ra dời vô được nè, chắc là độ dời ra còn bự lắm mà dời thép vô còn nhỏ lắm nè. Rồi cái mã này là cái mã ai Lương ơi, coi cái ấy rồi, cái cúc âm rồi, được rồi. Thì cái này thì em có hai cái nha, ai muốn lấy hai cái thì lấy, còn ai muốn lấy một cái thì lấy, thì em chỉ treo lên đây một cái thôi, một cái như vậy em bán 200 ngàn. Một cái gì em bán 200 ngàn nha, còn em còn để dưới một cái nữa, cái này mã 317, cái cẩu này em bán 200 ngàn. Rồi tiếp tục qua bên đây là 318 với 319, 318, 319 là hai cái này nó giống nhau. Đó, hai cái này nó giống nhau thì nó đảo chiều nó đây, nó mở ra cái con chó nó lên là bằng cái lò xo này đây, nó đẩy qua đây thì cái miệng này nó mở ra, thì mình ở sau này nó có thêm một cái lẫy nè, cái lẫy con chó ở sau này, cái chọn chó trả đây thì mình sẽ rút nó ra đó, thì trả lại. Rồi khi nào mà muốn tải lên á thì mình đè qua đây, con này giống như con tắc thôi, nó đẩy qua đây là con chó này nó quấu vô cái nhông này đó, thì mình cứ cảo lên thôi. Này thì anh em nào mà xài cho cái lĩnh vực như cắt nhà, cái cửa nhà nhà cây đồ đó để dúng đồ lại á, thì thằng này nó rất là hay nha, tại em có làm, em có cái từng cắt một cái nhà mà em xài cái cây này để em dúng lại, nó hay dữ lắm nha. Nó xài nó cáp này cáp 5 ly hay gì, cáp 5 ly. Cây này thì hai cây này thì nó cũng giống với nhau thôi. Cây này thì cái độ mới nó nhiều hơn cây này một chút. Đó. Thì ai muốn lấy cây nào lấy, mỗi cây là 350 ngàn, hai cây này giống thịt nhau nha. Xài mấy cây này ngon lắm, móc đồ để tất cả đều còn nguyên vẹn hết nha cô chú chị mình, rất là đẹp. Nhưng mà ở đây thì em không thấy cái tải nó được bao nhiêu nha, tại vì nó mắc tem hết rồi. Nhưng mà theo em nghĩ thì nếu mà cáp 4, cáp 5 ly này á, cáp 5 ly này thì tải nó không có dưới 450 đâu. Cáp này 5 ly, tải nó không bao giờ dưới 450, 500kg nha. Đó, nhưng mà mình về mình coi mình xài thử coi sao, chứ ở đây thì nó em cũng cái dòng này thì cũng ít bán lắm, mà có mấy dòng này về thường là nó không có đóng cái mọc kìm, đóng cái dấu kìm vô trong cái thân, mà nó đóng bằng những cái tem giấy không à. Nhưng mà hàng bãi thì cô chú anh chị em biết đa số nếu mà đóng tem giấy á, thì về tới mình là mất tiêu tem hết, ở ngoài mưa ngoài nắng năm này qua tháng kia nó mới về tới được bên Việt Nam, về tới mình đây rồi em vệ sinh em này kia cắt cái dầu mỡ nó thì những cái tem này nó không bao giờ còn nguyên vẹn đâu. Thật thử mình không có biết tải nó là bao nhiêu, cái đó là em nói bằng sự thật, chứ phải nó có đóng đây thì mình biết nó là bao nhiêu mình biết. Con này hoàn toàn là nó đóng bằng trên cái tem giấy này gì không đó, nhưng mà cái tem này thì nó cũng khá là mờ, em cũng không thấy rõ nữa nè, cho nên nó có để nè, nhưng mà quá trời nhìn thử cái đạt nè, nó chỗ đây cuối cùng nè, đưa lên máy nhìn rõ hơn á, 600kg phải không?
Đó, cô chú anh chị mình thấy không? Nghị đánh là không có bao giờ sai, tại vì có cái bên đây đã 120 kg rồi nè. Nghị đánh là đánh theo cáp. Ví dụ mà cáp 1 ly là có thể 100 kg, cáp 5 ly 500 kg, Nghị dám bảo đảm gì luôn. Đó. Thì theo như mình nghĩ nó để 120 tới 5 tới 600, tất nhiên là tải tải không qua cái móc này. Tất nhiên là tải thẳng không dây này, gỡ cái khóa này ra đi tải thẳng một cộng thì nó được 120, nhưng mà tải vô cái móc này á là tải dây đôi á là nó được 600. Theo mình nghĩ vậy thôi, chứ còn chuyện cô chú anh chị nào biết thêm nữa thì có thể mình gửi tin nhắn hay gì đó nói cho Nghị biết, thì Nghị biết chỉ được có nhiêu thôi thì mình nói nhiêu thôi. Còn cô chú anh chị nào thấy Nghị nói sai, Nghị ơi cái đó em nói không đúng, cái đó nó phải gì gì kia kia, thì cô chú anh chị mình có thể hướng dẫn em chút đỉnh nào thêm cái kinh nghiệm đó thì em rất là mong ơn. Chứ em chỉ biết vậy thôi, chứ đâu phải mình bán mà 100 thứ mình đều biết hết 100 thứ đâu, nhiều loại lắm. Nhớ nhiều khi đầu óc nó muốn nổ tung ra luôn á, nhiều khi khách lại hỏi cho em nó lắc đầu luôn, cái đó giờ bán nhiều nhưng không biết hết luôn. Rồi mã 318 319 hai mã này mỗi mã 350 ngàn, ai chốt được mã nào chốt đó, tại hai cái năng thứ, một cái mới hơn chút, cái cũ hơn chút thôi, chứ nó ngoài ra nó không khác gì luôn. Rồi tiếp tục tới ba cái này cáp là cáp 6 ly nha. Đó, cách 6 ly, ba lắc tay, ba lắc này là ba lắc cáp nha cô chú anh chị mình. Thì nó chỉ có cái gì theo, nó xài hai con chó nói chung là không tự động, không có lò xo, không có gì chịu chứ. Đó, chỉ là nó hoạt động như vậy thôi, là nó xài chó cơ vậy thôi, chứ nó không có cái gì thêm nữa chứ. Đó, mình trả về thì mình cứ việc lặt hai con chó ra, rồi mình rút dây ra thôi. Đó. Rồi khi mình vô thì mình cứ là lặt con chó lại, rồi mình cảo vô thôi chứ không có cái gì chứ. Này thì nó xài rất là đơn giản đó. Anh em nào mà ở quê mà bơm nước mà để như dưới thuyền bơm mà mấy cái bơm nước ruộng nữa thì mấy cái này mình treo rất hay nha đó, treo nó rất hay. Tại cái bơm mình treo trên mấy cái phà đồ đựng bơm nước ruộng thì nó rất là nhẹ chứ nó không có nặng, thì mấy cái dòng này xài được hết. Thuyền này 6 ly có thể là được 600 kg nha đó, 6 ly có thể 600 kg, thì thường là vậy, 600 kg là bình thường. Rồi cái mã 320, 321, 322 thì mỗi mã là 200 ngàn. Qua tiếp đây là ba cái này, cũng ba cái ba lắc cáp luôn, hoạt động vẫn bình thường, không thiếu đồ, không thiếu gì, móc bọng gì đầy đủ hết nha. Thì ba cái này nó chỉ lớn hơn cái đó thôi, là có cái là nó cáp 8 ly thôi, chứ nó không có khác bên đó là gì cho nó. Thì cáp 8 ly này nó tương đương 750-800 kg nha. Thì ba mã này mỗi mã em bán 300 ngàn, đó là 320, 323, 324, 325 thì mỗi mã là 300 ngàn, ba lắp cáp. Rồi tiếp tục đây là tới 326. 326 là cái cúc cáp này, cáp 8 ly nha, cáp còn đẹp lắm. Thì cáp mà em cầm mà em vuốt vậy thì quý vị biết nó sao rồi. Nếu mà cáp mà nó bị hư, bị tưa đồ này kia thì mình đâu dám vuốt gì đâu. Cáp này thì nó hoàn toàn nó giống như mới vậy đó, em lấy tay em vuốt vậy thì cô chú anh chị em biết rồi đó. Nó vuốt gì mà nó không có dính tay thì biết là cáp này nó còn mới cỡ nào. Đó, cáp này là dẻo dữ lắm nha. Đây, nhẹ tay lắm, chứ không phải mà mình nó giống như cáp dởm mà nó cộng với chị bị lớn sao mình bẻ. Đó, nhưng mà cáp này nó rất là dẻo. Cáp này cáp xịn mà. Đó. Cộng này là 12 mét nha, cáp 8 ly nha. 12 mét. Em bán cộng này là 300 ngàn. Ủa, cộng này cộng cục hay cộng dài lên? Cục. Cộng này 9 mét cô chú anh chị ơi, cộng này 9 mét. Vậy là cộng kia tao bán hố hay gì rồi? Cộng này 9 mét. Cộng này 9 mét em bán 200 ngàn, cáp 8 ly. Rồi qua tiếp tục qua đây là em có một cái ba lăng. Ba lăng này đúng ra em không có đăng nữa, tại vì hai người dặn rồi mà đợi người ta lại chốt. Một người dặn trên trên Zalo, còn một người thì một ông anh ở shop, ông nói đợi bữa nay ông về ông dám lấy, nhưng mà lỡ thằng cháu nó ghi vô rồi cũng không biết làm sao luôn, mà giờ này thì cũng hơi chiều rồi mà chưa thấy ông ghé lấy nữa. Bây giờ em cũng nói lên đây luôn, còn ông có lấy rồi thì tiệm nó bán rồi chứ biết làm sao giờ. Cái ba lăng này thì ba lăng 1 tấn nha, xích thì xích 6 ly, xích 6 ly đây, ba lăng cái móc nó cũng để 1 tấn đây. Xích 6 ly nguyên dạng toàn bộ nha, xích còn đẹp, xích kéo còn đẹp, xích tải còn đẹp luôn nha. Đó, đây nó để 1 tấn đây. Đó, còn cái thương hiệu nằm trên đây thì nó còn miếng nhôm nhưng mà nó đã chóc hết rồi.
chốc những cái dòng thương hiệu ở đây. Còn bên đây thì nó còn chữ Nhật toàn bộ đó. Ba lăng này còn rất là đẹp nha. Đây vô ra là thôi quý chị mình khỏi chê luôn, nói chung là không có chê được gì chứ. Đó. Còn cái chuyện mà ba lăng có xài nhiều hết á thì cô chú anh chị mình coi ở đây thôi. Nếu cộng dây xích này mà cái chỗ là cái lồng trong này nè nó khuyết nhiều là cái ba lăng đó là muốn bỏ đó. Còn cái này là chưa có dấu hiệu khuyết luôn, chưa có dấu hiệu mà xài nhiều trong đây luôn, thì chứng tỏ cái ba lăng này nó rất là xệ ít, nó rất là xệ ít. Em không dám nói là không xài nhưng mà nó xài rất là ít. Đó, xích này thì được 2m7 nha, 2m7 cộng dây xích này thì 6 ly. Đó, cái ba lăng này thì cái mã 327 em bán 1 triệu nha. Rồi tiếp tục qua 328. 328 thì cộng dây xích này xích 9 ly nha, dài 15m5. Xích 9 ly dài 15m5, xích này thì khỏi chê miếng nào luôn, bao luôn. Không có một mắt nào một mọt gì luôn. Em dám bảo đảm 15m5 không có mắt nào một mọt gì luôn. Đó. Còn sáng chân luôn. Thì cộng này thì nó nặng là 27kg. Chiều dài là 15m5. Mã 1328 em bán 2 triệu nha. 2 triệu bao ship nữa không còn nhiêu đâu, cộng này ship cũng nặng tiền lắm. Rồi, tiếp tục qua bên đây, cộng này là 9 ly luôn nha. Cộng này thì cộng này là mạ. Mạ inox nè. Mấy cái mà nó xét xét nè. Nó xét là nó chốc cái lớp mạ thôi chứ không phải là xét thịt nha. Chưa đến đổi là gỗ thịt, cộng này cũng còn rất là đẹp nha. Có một vài mắt gì nó bị gỗ bị nói chung là chốc cái lớp xi bên ngoài thôi, còn nhiêu là đa số là ở đây nhìn thấy đẹp. Bộ này cộng này cũng còn rất đẹp. Cộng này là 20kg nha. 20kg dài 11m5. Đó, cộng này 20kg dài 11m5. Em bán cộng này 1.6 triệu. Rồi tiếp tục vô trong này. Quên nói người ta. Mã 329. Cộng dây xích 11m5 nè, 20kg em bán 1.6 triệu. Ba sáu phải không? Cái 327 rồi đâu? Đây một cái thùng mã 330. Đây cái thùng này thì cái thùng dài nha, cái thùng dài nhỏ. Cái thùng này chiều dài được 6 tấc 6, chiều ngang được là 1 tấc 3, 1 tấc 25, chiều đứng nó được 1 tấc 1. Đó, thùng này thì móc khóa còn, tay nắm còn nha. Thùng này nó đựng máy móc gì á, anh em nào về đựng những cái đồ nghề mà dài dài hay lắm. Đây bên trong cũng còn rất là đẹp nha, nó có nổ hơi ba nước sơn đây thôi nhưng mà chưa có dấu hiệu mà một chỗ thịt nha. Cái nào có một chỗ thịt thì em nói rõ ràng. Đây nó có đầu này chút xíu đó. Đây cái đầu này chút xíu, đây cái đầu này nó chấm nước hay gì đó, đầu này chút xíu thì thôi. Cái này nãy là em không có thấy thì thôi, bây giờ cái này thì em sẽ bù cho một cái nhỏ đừng mũi khoan đồ này kia theo thôi, chứ em không biết làm sao lỡ lên đây rồi phải đăng rồi đó. Đi mã số hết rồi để em gần bóc cái nhỏ qua tặng vô cho mũi khoan mũi đầu luôn. Đây cái này thì tặng rồi thì một chút em sẽ sửa cho ngay ngắn lại. Đa số thùng thì phải về sửa lại hết nha cô chú anh chị mình, thì ở đây em đã sửa rồi. Còn về cô chú anh chị mình cái nào mà nó còn móp nhẹ chút xíu, chỗ nào mình không ưng bụng thì mình sửa lại hơi nha. Chứ đa số thùng mà để kia chung trong đồ nghề đồ này kia sức nặng nó đè nhau thì nó móp méo gì vậy là chuyện bình thường. Nhưng về em sẽ gò ra hết, gò thẳng thớm ra hết. Còn cái nào mà chưa đến đổi thẳng á thì cô chú anh chị mình về sẽ xử lý nhẹ lại thêm. Thì cái thùng này nó một lỗ nhỏ đây em không thấy, thì bây giờ em đã thấy rồi, bây giờ em bù cho một cái thùng nhỏ đựng mũi khoan. Đó, thùng nhỏ này thì bằng cảm nha, bằng cảm nha. Có thể là thùng cái thằng này nó không xét luôn nè, nó bằng cảm à. Đó, rồi em để em sửa ngay ngắn ra cho, rồi em tặng theo bù theo cái mã này là mã 330 200.000.
Rồi tiếp tục là 331. 331 đây cái thùng này. Cái thùng này thì đặng ơi. Hai cái chất lỗ quá, tiền chiếc không ổn. Rồi cái thùng này luôn, cái thùng này là siêu to khổng lồ luôn, anh em nào mua về đựng đồ nghề, cô chú anh chị nào mua về đựng đồ nghề là khỏi chê. Nó thùng này thùng máy Hitachi mà không biết đựng cái máy gì mà chà bá nện. Chiều dài nó được 70 nè. Đó, chiều dài được 70. Chiều ngang nó là được 29. Rồi cái chiều đứng của nó là được 17. Đó, cái thùng này thì rất là còn bên ngoài còn rất là đẹp nha. Ở trong thì nó chấp nó sơn thôi chứ chưa đến đổi mà nó đụng thịt. Thì chấp nó sơn thôi, về mình cạo ra rồi mua chai nước sơn xịt sơn lại. Cái thùng này là em đem ra sau rồi mấy nhỏ nó không có kịp gì. Đó, bên đây còn rất là long lanh luôn nè. Đó. Mấy nhỏ nó chưa kịp gì sơn em đem ra sau. Tại nó không biết cái này là bữa nay mình đăng. Ở dưới thì nó có hơi chấp nước sơn nè. Thùng này thì nó cũng tương đối thôi chứ nó không có được dày không nha. Thì thùng này anh em nào để chỗ thôi chứ còn nếu mà đựng đồ nghề nhiều quá xách đi chắc chịu không nổi. Đó, thùng này để chỗ thì rất hay, móc khóa đều cũng còn, tay nắm còn nha. Rồi cái mã này 331 em bán 250.000. Rồi tiếp tục qua 332. Rồi 332 là cái thùng nhỏ này cũng sao đi, một cái thùng lớn. Đây cái thùng này thì dài 50 nè. Thùng này cũng của máy Hitachi luôn, bề ngang 30, sâu nó là 1 tấc 2. Đây thùng móc khóa đầy đủ nha, móc khóa đầy đủ bên trong còn đẹp nha. Đó. Móc khóa đầy đủ bên trong còn đẹp là một cái thùng này. Rồi em sẽ tặng theo một cái hộp, mình kêu bằng cái thùng thì cũng không phải là cái thùng, tại này nó quá nhỏ, tặng thêm cái hộp để đựng ai đựng ốc vít cũng được, hay đựng mũi thông được cũng được. Cái thùng nhỏ này, cái hộp nhỏ này thì dài nó được 28. Chiều ngang nó được 13 gữ, chiều đứng nó được tầm cho khoảng là 7 phân. Rồi cái hộp nhỏ với cái thùng bự là cái mã 332. Em bán 200.000 luôn. Rồi tiếp tục là 333. 333 em bán hai cái này luôn mà có 200.000 luôn nè. Hai cái này móc khóa đầy đủ chân nè. Thùng này thì thẳng thớm nha. Đây. Hai cái thùng này thẳng thớm nha. Rồi cái đo cái tổng quan của nó luôn. Cái này là dài 42 năm nè. Nó bề ngang nè, bề ngang 30, chiều đứng thì nó 1 tấc 1. Bên trong nó đây, móc khóa này thì cái mấy cái này thì nó hơi sầm sẵn cái khác, của chú anh chị nào về vệ sinh lại mình làm sạch sẽ, mình mua chai nước sơn xịt lại thôi rồi để trong cái chỗ nào để dùng này. Bên trong còn rất là ok nha. Đó, mấy cái này thì nó đóng xét thôi, kỳ nó ra đó, đóng xét vàng thôi. Nó bên trong còn rất ok nha. Rồi một cái này. Và một cái nhỏ nữa nè. Bữa nay là bán siêu rẻ luôn. Đây, cái nhỏ này là 36 năm nè. Bề ngang nó là 18 nè. Chiều đứng nó được 9 phân. Thì cái thùng nhỏ này nó cũng siêu đẹp bên trong luôn. Đó, thấy nó liền lạc chứ không có gì chứ. Chưa có đến đổi mà một mọt. Bên trong cái này. Mấy cái này muốn mấy mốt người ta canh nha, canh ta canh vô đây đừng cho mấy cái máy ta bị cắn bị ấy thôi, mình về mình gỡ cái hết đựng đồ nghề mình mà. Đó, bên trong còn rất đẹp. Rồi hai cái thùng này mã 333. Đó, 333 hai cái thùng này em bán 200.000 luôn, bữa nay rẻ nha. Của chú anh chị lè lè ta. 333 200. Tiếp tục là 334. 334 đây, một cái thùng này. Đó, cái thùng này thì em cũng có đăng bán hoài à. Còn rất là đẹp nè. Nó một cái thùng này. Chiều dài nó nè. 35. Chiều ngang 15. Chiều đứng nó được 10. Rồi một cái. Rồi tiếp tục cái thùng bự dưới. Thùng bự dưới nè là cái chiều này của nó là được 342. Chiều này được 29 năm. Rồi chiều đứng nó được là 1 tấc 1 năm. Đây, bên trong nó đây thì em giá coi hai cái này cũng một móc khóa là đầy đủ nha, móc khóa tay nắm đều còn đầy đủ. Đây bên trong thì cái này bên trong nó tải nó không vệ sinh nha, cái này còn đẹp lắm nè.
em lấy cái nồi vậy em lau chân cho coi. Cái này tại bên trong nó không có kịp gì hết. Nó đóng rồi, nó đóng vào cái đắp hình dưới nhớt đồ này kia đó. Nó đóng cái thùng này như là cái này chỉ là giống giống nó bằng kẽm hay gì nè. Không thấy nó không thấy dấu hiệu xét. Rồi, cái thùng này. Mã 234, mã 334 với cái thùng này. Hai cái thùng này em bán cũng 200.000 luôn. Rồi 235. 235 là hai cái thùng này. 200.000 luôn. Chiều dài này được 45. Chiều ngang được 20. Chiều đứng được 9 phần rưỡi. Thùng này của thằng Mitsubishi, không biết nó đựng cái gì. Đây bộ khóa nó rất ngon nha. Nó vừa có phá gài, vừa có phá để mình phá ổ khóa luôn. Đây, phá ổ khóa vô đây. Thùng này thì giữ đồ chắc ăn luôn nè. Nó có mắt là mắt luôn cái thùng, chứ không bao giờ nó mất đồ. Rồi bên trong đây, bên trong thì có nổ nước sen, nước sơn thôi nha, chứ chưa có dấu hiệu một chỗ ngoài nha. Là ngồi đuối nước sen rồi. Có làm sao thì nói y gan vậy thôi, chứ còn thiệt ra thì không có dám nói thêm nó bớt gì được, trong buôn bán mà. Chủ yếu là cái uy tín, mình nói sao về cô chú anh chị nhận xét đúng gì thì đó là ok cho mình rồi. Đây còn cái thùng này. Thùng này bên trong cũng màu đẹp nè, chỉ có xét xét hơi đi chút. Nổ nước sơn chưa đến đổi là nổ thịt chỗ ra ngoài. Đó, thì mấy cái này về mình trà rửa mình xịt cho nước sơn được vô lại thì ok thôi. Đây thì em sẽ đo cái thùng này lại cái nữa. Cái thùng này nãy chưa có đo. Thùng này là thùng vuông. Rồi dài được 30. Ngang được 25. Rồi chiều đứng được 8. Rồi hai cái thùng này của mã 335 giá cũng 200.000 luôn. Rồi tiếp tục là 336. 336 đây là hai cái thùng này. Hai thùng này cũng còn hình dạng bên ngoài còn tương đối là thẳng thớm sạch nữa nè. Này chiều dài 40 nè. Chiều ngang nó là 22. Chiều đứng nó được 9 phần rưỡi. Còn bên đây chiều dài 36 năm. Chiều ngang được 28. Chiều đứng được 1 tấc. Rồi thì em sẽ mở bên trong cho các anh chị mình xem. Mấy cái này là xét vàng thôi nha. Đó. Còn rất là đẹp. Thẳng thớm luôn. Okay. Về mình coi vệ sinh lại mấy cái này thì chắc ăn là phải về vệ sinh. Thằng này đầy đủ tay nắm móc khóa đầy đủ nha. Rồi thằng bên đây tay nắm móc khóa cũng còn đầy đủ. Còn cái nào nó có sức có làm sao thì em báo cáo sao với cô chú anh chị mình. Đây thì thằng này còn siêu đẹp luôn, dày luôn nè. Rất thẳng rất dày luôn. Móc khóa còn đầy đủ. Rồi hai cái thùng này mã 336 em bán cũng 200.000 luôn. Rồi tiếp tục ra đây 337. 337 là có cái này em biết cái gì, ta kêu bằng cái móc cáp tăng cáp gì nè, nhưng mà em không có trong nghề, em không có biết cái này là cái gì nha. Cái này phải đem cái căn bự vô sao trời, chứ cái này làm sao bưng là muốn không nổi luôn á. Cái này từ mười mấy ký, nó còn chụp xịt gì nè, chứ em không có biết nó hoạt động sao nha. Cái này thiệt ra là mình không trong nghề thì mình không biết, nó không biết đi sao cô chú anh chị dễ xử lý. Nó ai có biết, ai có trong nghề có cần cái này thì cứ liên hệ với em. Thì cục này đó, mã 337 em bán 450.000. Nói chung là không biết nó bao nhiêu ký luôn, cứ bán vậy đó, canh canh bán vậy thôi chứ còn không biết luôn. Còn cục này, cục này nó cũng siêu nặng luôn nè. Cục này thì khỏi chê cái độ nặng luôn đó. Cục này em cũng không biết là cục gì luôn, không hiểu lại. Không có xài lấy gì biết. Đây móc khóa cũng còn nha, lò xo đồ đây cũng còn nè. Đó. Này chắc đồ nó cẩu sắt, cẩu đá, cẩu nó cạp gì nè. Nó lò xo cũng còn nè. Mấy cái móc này vô ga nó hơi nặng. Hình như cái này nó không phải nằm gì. Nó phải đẻ xuống thằng kia nó mới hở ra được. Không hiểu luôn. Nó thì nó y như hình vậy đó. Cái này chắc nó dời vô dời ra được nè. Dời cho cái miệng nó bự ra hoặc tiếp vô được. Đó thì cái cục này chỉ em chỉ gì thôi, y như hình vậy thôi. Đó chứ em cũng không biết làm sao nữa. Tại cái này không trong ngành nghề mình không biết đâu. Đó mã 338.
em bán 350 ngàn. Rồi tiếp tục tới 339 340, quá trời tối rồi. Chắc mua máy phát điện tăng cường ấy nữa quá. Đây 339 340 là hai cái mã lục giác. Thì lục giác này á thì đa số là nó chưa có ai sử dụng nha, nó dạng nó là đồ nghề của máy móc thôi, đồ phụ tùng của máy móc tặng kèm theo thôi, máy móc xe rồi đó. Nhưng mà bên của người ta thì chắc có lẽ xe chưa có đến đổi mà sửa đâu, là người ta đã hết niên hạn, người ta đã vô phế liệu hết rồi. Thành thử qua đồ này ít xài lắm, em thấy tương đối đây là nó không có xài nhiều đó. Mà ở đây nó số lượng nó nhiều lắm nha, nó có, chắc có lẽ là 70-80 cây, có 100 cây gì đó, bự nhỏ lộn xộn, từ 1-2 ly cho lên tới 14 ly, lên tới 14 ly nha. Thì cái gỗ này em căng là khoảng 4,8 kg đó. Hai gỗ đều giống nhau nha, đó, y gan nhau. Cô chú anh chị nào muốn lấy gỗ nào lấy đó, chừng 4,8 kg đó. Thì cô chú anh chị mua một mã như gì là 200 ngàn. Cô chú anh chị mình về kiếm cái khên, cái thùng mũ gì cắt làm đôi đó, mình mua lít dầu để vô bỏ cho nó vô ngâm đi, chừng nào cần cây nào ra xài, bóc ra xài cây đó. Chứ cô chú anh chị giờ bước ra chào mà mua một cây này thôi, ví dụ em cầm lên hai cây này thôi, một cây 4, cây 6 này thôi đó, cây 4, cây 6 gì. Nếu cô chú anh chị mua dưới 25 ngàn, lại đây nghỉ cho luôn hết mấy cái này luôn đó. Từ 25 ngàn lên mới được hai cây này, cây 4, cây 6 là chính bản thân em đi ra tài trợ mua trước khi em đã bán những cái hàng này thông dụng đó. Lại mua một cây 4, cây 5 chứ không được cây 4, cây 6 nữa, là hai cây đã 30 ngàn rồi đó. Còn đây gần đâu 70-80 cây nè. Bữa nay tại nó đều nó dạng trung bình nhiều chứ không phải là dạng nhỏ nhiều. Còn bữa nào mà nhỏ nhiều á thì bữa đó cả 100 cây lận nha. Rồi mã đây là mã 30 339 với mã 340 là hai cái mã gỗ vít này đó, là mỗi một mã gì là 200 ngàn đó. Ai chọn được mã nào chọn, ai thích mã nào chọn mã đó, đẹp lắm nha. Về đợt này lô lục giác này đẹp lắm. Đây có những mấy cây này là hoa thị nha đó, hoa thị nè nè, hoa thị không nè, hoa thị nè đó, hoa thị đủ cỡ kia nè. Mấy dòng này thì cô chú anh chị về cứ xài thoải mái, ok vô tư thôi chứ đâu có gì đâu nè, dòng hoa thị nè. Thì có về hàng quá có làm sao thì em sẽ đăng em hút em bán vậy thôi, chứ còn tại mình không có, cũng không có giấu cái gì mà mình không có gì khác chứ. Rồi tiếp tục tới 341 342, 341 342 là hai cái gỗ vít. Hai gỗ vít bữa nay cô chú anh chị mình thấy siêu đẹp không đó. Mỗi một vít, mỗi một gỗ vít gì em cũng nói là 4,8 kg đó, chứ mình không có nói là mình bán 5 kg chắc ăn là 5 kg, 4,8 kg. Tại vì con cái em đóng gói nữa tầm cỡ báo 4,9 kg mấy là mình giao đi, là mình đăng ký là mức 5 kg trở xuống là mức ship là bao nhiêu. Thì em thường là mới bán là 5 kg, nói tiếng 5 kg chứ mình căng 4,8 kg. Cái đó là không phải em ăn gian, nhưng mà đúng cái sự thật nó là vậy. Chứ lên trên 5 kg cho dù một gem đi nữa em cũng phải chịu thêm là 16 ngàn tiền phí ship nữa, tất nhiên lên gấp gữ đó. Đây cô chú anh chị chơi được cây nào không đó, chơi được cây nào không. Trong khi mình chạy ra chợ bây giờ cái vít bèo gì bèo đi, cái vít này cô chú anh chị cũng mua 5 ngàn nè, là bèo bèo nhất, là chuyện bèo luôn đó. Còn như mấy cây em nói như gì thì có thu mới không đó, cây này cô chú anh chị mua 15 ngàn chuyện bình thường. Còn như cái gỗ bên này nè, như mấy cây này nè, cô chú anh chị mình chơi cái gì đâu. Đây đây đó. Là một gỗ gì mấy chục cây lần này không thấy ít đâu, không chừng có nó lên có mất gần cả 100 cây nữa nè, gần cả 100 cây vít như gì nè, mà có 200 ngàn mà bao ship nữa nè đó. Mua một gỗ vít này về anh em trong nhà xài thì được 3-4 năm chưa hết cái gỗ vít này nữa. Có 200 ngàn để nhiều khi kẹt quá chạy lên chợ mua hai cây vít cái 50 ngàn, 70 ngàn, 52 vít 3-5-70 ngàn. Cái em đó là sự thật, nó có thật đó. Để em mua gỗ này về để trong nhà anh em cần thì vô lấy xài 200 ngàn, khỏi chạy mượn, khỏi chạy mất công chạy đi đâu hết. Vít nhỏ nằm dưới nhiều nha, mấy vít nhỏ nằm dưới nhiều lắm. Nó có đủ trong đây hết trơn, em cố gắng em cho mấy đứa cháu nó lựa là có bự có nhỏ rồi cho anh em mình xài, chứ không phải là bự hết mà không phải nhỏ hết. Cây này nó bây giờ dập nó gãy. Bự nhỏ gì tùm lum tùm lưa chứ nè. Rồi mã 341 342 là hai cái gỗ vít này đó, anh em nào mua về bán lại em bao lời luôn đó. Bổ động cây em cho 6 ngàn thôi, 6-7 ngàn thôi, cô chú anh chị một lời hơn một.
chứ còn đây 10.000 làm gì cho gớt, 10.000 làm gì cho gớt, em dám nói thẳng luôn. Nó nhưng mà bổ đồng em nói giờ bổ đồng chừng 7.000 cây thôi, 7.000 cây thì đây nó em cho 70 cây thôi khỏi cần cho nhiều, 490.000 trong khi mình mua 200.000 bán 490-500.000. Cái đó nó thẳng bằng chữ thật, còn anh em nào mua xài càng dễ, còn càng dễ tính nữa. Rồi qua bên đây, bên đây là cái mã 343. 343 em có một cái kéo này, cái kéo này thì em có cũng mấy ông anh trong nghề mấy ông nói là cái kéo này để bấm lỗ tôn, bấm lỗ tôn rồi bấm lỗ dẹp. Nhiều khi trong kẹt mình đục mình đồ này kia không được á, với lại mình đục nhiều khi nó không có bằng cái này, nó không tịch bằng cái này hay sao sao đó, nhưng mà mình muốn xài mình đục cái lỗ bằng cái này á, thì mình đem vô mình kẹp mình bấm nhẹ cái nó lủng lỗ tôn thôi. Đó, cây này thì còn hoàn toàn còn rất đẹp nha. Thằng này của KTC, xây nó là dài 600 nha. Đó, kẹp bóp gì cũng được nha. Đây thì có cái chỗ bóp nè. Đó, mình để mấy cái gì đó mình cần bóp mình để vô đây, bóp lại rất hay nha. Thì em còn một cây để nhà để em sửa những cây kìm cái kéo đồ nó bị khít á, em để vô em cạp chiều nè, cái nó bung ra giùm cho mình khỏi có mắc đóng ra đồ này kia, nó tiện lắm. Đó, cây này thì em bán 250.000 nha, mã 343. Ở 343 nha, 343 đây, 250.000. Rồi tiếp tục tới 344. 344 đây là một cây bấm ti gen, cắt ti gen hoặc là gọi là cái cây cắt bù sông. Nó ở miền Tây mình thường gọi là cái cây đó là cái cây bù sông. Đây thì nó cắt được bù sông 8 ly. Thì mở ra hết thì cái miệng nó được hả gì nha. Đó, cây này dòng cây này thì nó xài rất là khỏe nha. Đó thì mình nhấp vô cái cho nó dính cái bù sông đây thôi. Rồi bắt đầu mình dở lên mình nhấp lần từ mắt. Đó. Cô chú anh chị mình nghe gắt gắt là mỗi lần bóp là nó qua một mắt, một mắt, một mắt là hiếp xuống từ từ. Thế mà nó hết kêu thì nó ra sát gì nó đứt rồi. Mà điều cắt sắt cái bù sông thì không tới nó độ nó hiếp tới mức độ này nó mới đứt đâu. Nó còn dày lắm nó đã đứt văng ra rồi. Rồi cây này là 344. Mã 344 em bán 250.000 tới 345. Lật nghe lấy nha. Cái mã 345, 345 là một cây bấm lỗ tôn. Cây bấm lỗ tôn này á là tổng chiều dài nó được 450 nha. Nó để đây là 450 nhưng mà thiệt ra chắc cây này được 550. Tại vì có một cái là kìm cắt, nó là cái thân của cái kìm cây kéo cắt sắt chứ không phải là cái thân đúng là cái thân của nó đâu. Nhưng mà thằng này nó giống như đầu gà đít vịt vậy đó, nó lấy cái thân của thằng này mà nó thiết kế qua thằng kia. Đó, thì nó dài tới 50 lần nè. Chứ còn thì nếu đúng á, thằng này là kéo cắt sắt á, 450 nó để 450 là đúng 450. Nhưng mà nó lai cái mày miệng này vô thì nó chạy ra 50. Đó, 500, tất nhiên là 5 tắc. Đó, thằng này thì nó bấm được cho sắt cho tôn 10 ly. Lỗ 10 ly nha. Bấm được lỗ 10 ly chứ không phải bấm tôn mấy gem thì em cũng không có gành nữa, tại cùng mình cũng không có xài. Chỉ thấy vậy thôi. Nhưng mà thấy mấy anh bạn nó có đã test thử thì cắt được tôn cũng bấm được tôn cũng khá vậy ạ. Rồi tiếp tục qua bên này là 346, nãy 345 nha. Em bán 200, 346 em cũng bán 200 luôn. 346 này là bấm lỗ tôn luôn mà nó thiết kế cái kiểu này. Đúng của nó luôn. Là bấm được lỗ 12 nha. Đó, nãy cây bên đây thì bấm lỗ 10, cây này thì bấm lỗ 12. Đó. Cây bấm lỗ 12 này thì em bán cũng 200.000 luôn. Cái mã 346. Rồi tiếp tục 347. 347 thì một cây này. Rồi để em bỏ thêm cho một cây nữa. Cây này là cây cắt cáp nha. Cây cắt cáp này thì lử nó có dâm nhẹ, em sửa đây nè. Em không phải sửa nhưng em đưa đá cà gem lên em liếc cho coi đẹp nè. Cái này thì nó không mẻ nha. Cái nào có mẻ em nói mẻ, còn cái nào mà nó sừ. Cái này nó bị sừ thôi, nó trúng mấy cái cọng cáp găng ở trong á. Ví dụ một cái cọng cáp mà đồng hoặc cáp thau, cáp đồng hoặc cáp thau hoặc cáp nhôm nữa. Thì ở trong nó có cọng ruột chút xíu á, thì không để ý á, thì sẽ bấm trúng cái cọng ruột nó sẽ mẻ mà những cái lưỡi này. Thằng này chỉ bấm được đồng, cắt cáp đồng hoặc thau hoặc đồ này kia thôi, chì đồ này kia thôi nha. Chứ đưa vô mà cáp mình, dây cáp của mình là nó cắt không được nha, nó cắt là mẻ. Thành thử anh em không có để ý á, là cắt thường trong mấy cái ruột cọng cáp á, là nó có thêm một cái cọng dây cáp. Cáp mà bằng kẽm mình á, là nó độ cứng nó dữ lắm, đưa vô cái lưỡi này cắt không nổi. Đó. Cái này thì nó không phải là nó mẻ nhưng mà nó có sừ thôi. Sừ em đưa đá cà gem vô em mài xương, em vuốt xương thì coi nó đẹp nè. Đó, cái này thì xây 450. Để em chạy ra em lấy thêm em tặng thêm một bỏ vô đây một cây cắt kẽm nữa.
một cây cắt kẽm mà xây 300 nữa cho cô chú anh chị mình xài. Đúng là cái mã này mà nếu thêm cây này thì nó quá rẻ luôn. Đó, em thêm cho cây này luôn, cây này còn kích bon luôn. Cây này anh em về cắt được sắc 6 bình thường, có thể là lên sắc 8 thì gượng nó nha, cũng được, nhưng mà mình cắt hạn chế nó, chứ không phải là cây này là toàn bộ là sắc 8, tại xây nó có 300 thôi. Nếu cắt sắc 6, sắc 4 đồ này kia thì thằng này nó ăn chùm rồi. Đó, thì hai cây này rất là rẻ nha, cây cắt cáp, cây cắt sắt. Đó, em bán hai cây này là mã 347, bán 200, rồi tiếp tục qua 348. 348 là hai cây cúp nha. Hai cây cúp, một cây cúp già ngắn, nhọn dẹp là 46 nha, dài 46. Một cây hai đầu nhọn là 63. Hai cây này em bán 200.000 nha, còn nguyên dạng toàn bộ nè, mọc nè, mọc nè. Còn nguyên dạng toàn bộ nha. Hai cây này em bán 200.000. Rồi qua đây tiếp tục qua 249 250. 249 250 là hai cái bộ kéo. Bây giờ mình nếu 15%. Ơi Linh, qua rút cái cục sạc. Em ơi lấy cục sạc vô phòng em với coi cái cục cái cọng dây ấy coi dây sạc coi. Ở trong cái hộp tủ chúng ba. Rồi, là hai cái mã 349 350 là hai cái mã kéo. Hai mã kéo này là có ba cây kéo dài, là ba cây kéo tỉa hàng rào. Ba cây kéo tiện rào, hai kéo cắn ăn cây, một kéo cắn nhôm. Và một cây kéo tỉa hàng rào, mà tỉa lá chứ không phải tỉa hàng rào. Cây tỉa lá này thì có một cây này nó xây được 90 độ, 45 độ nha, 45 độ. Đây, rất là đẹp nha, phá bọng còn đầy đủ nha, phá đầu còn đầy đủ. Gắn bình sạc nhanh nha. Rồi, thì cái mã 249, 250 này tương đối nó giống nhau nha. Hai cái mã này, cây này nó cũng cây bên 249, 349 này nó cũng xây được nha, nhưng mà nó hơi cứng chút xíu, về mình vệ sinh dầu vô chút xíu. Đó, đây thì nó cũng hoạt động được bình thường nè. Đó, cũng ba cây kéo luôn, ba cây kéo ha, tỉa hàng rào luôn. Đây, hai cây cán gỗ, một cây cán nhôm. Thì mấy cây này đều em đều kiểm tra rồi, không có mẻ nha. Đó, không có mẻ, về mình có cái là mình làm bén nhẹ lên cái định mình xài thôi, là 349 350 mỗi mã đều 200.000, hai mã kéo tỉa hàng rào. Rồi 351 đây, 351 là một cái chiên găng. Chiên găng này chắc nằm trên máy, bấm đèn lên con không được luôn hả? Vinh chưa lên đây. Cái chiên găng này, chiên găng trên máy nha, chắc là đặt trên phương tiện đồ này kia này. Chiên găng to nè, mũi chiên được còn đầy đủ nha. Đây, tương đối em thấy là nó đủ đồ. Đó, thì cục này nó cũng khá nặng. Rồi, cục này em bán 300.000 nha. Đó, gian găng lớn nè. Rồi, là mã 351. Rồi qua mã 352 là gian găng nhỏ nè. Gian găng nhỏ nè. Thiền này thì mở ra mở vô được còn ok nè. Nó về mình vệ sinh chút xíu nữa mình xài thôi. Cây này còn đẹp lắm nha, nước sơn còn ok nhiều lắm nha. Đó, cây này mình về vệ sinh nhẹ cái nữa để đưa lên là xài thôi. Đó, còn rất là long lanh. Rồi 353, 352 em bán cũng 200.000 luôn. Rồi tiếp tục 353, 353 là em có hai cục này nha. Hai cục này thì em cũng không có biết nó làm cho cái gì, giá trị nó làm sao em cũng chưa từng bán nó qua nữa. Nhưng mà thấy nó cũng khá nặng nha. Hai cục này nặng lắm. Hai cục này chắc trên 5 kg nhiều lắm. Đó, hai cục này còn đẹp. Hai cục này thì theo em nghĩ là chắc có lẽ nó kẹp ton. Nó kẹp ton đựng nó kéo đi. Đó, nó kẹp to đừng nó kéo đi thôi, chứ hoặc nó cạo đi, nó cạo dở lên thôi. Đây là một cái giống như một cái eto thôi, giống như một cái kẹp thôi. Hai cái nó đều gì, nó lỗ móc rồi nó còn nè. Nó tải, nó để em coi nó có để tải không. Để tải đây nhìn không thấy rồi. Nó không có để tải, nó để ký hiệu gì không. Đó, đây thì bên này nè, nó có đóng gia băng nè. Tải thì cô chú anh chị mình coi nhìn coi cái này nó phải tải nó không, nhưng mà có cái là em nghĩ cái này chắc tải nó cao lắm, tại nó dày dữ lắm, nó to và nó nặng lắm. Rồi hai cái cục này
Hai cục này là mã 353, em bán 250.000 luôn. Cho nó lẹ chứ ở đây mà ngồi chần chờ hoài. Rồi 254. Ủa 354, 354 đây. Cái cảo một cái gian găng. Gian găng này thì cô chú anh chị mình khỏi chê luôn. Đây. Thằng này bốn cháu nha, yoga nè. Thằng này như mất đựng luôn trời. Quá đẹp và long lanh này. Yoga bình thường. Đây bên này đây. Chạy ok nha. Quá trời đẹp cây này luôn. Còn nguyên zin hết. Nước sơn còn sáng trưng luôn. Nè, mấy cái phá đồ còn chạy ok hoạt động luôn. Mấy cái tăng đưa lử nè. Rồi, cục này thường là cục này em bán 200 không à. Nhưng mà thiệt cục này quá mới luôn, cũng bán 200 luôn. Mã 354 200.000. Rồi 355. 355 là em có cái này luôn. Là cái một cái T-Ben. Ai muốn về chế cháo gì đó chế, dài nó được 43 nè. Ti này ti 30 nha. Ti trong này nó của nó là 30. Đó. Thân rất là to, rất là nặng nha. Đây mã 355. Em bán 750 luôn. Sổ luôn. Rồi tiếp tục là 356. 356 là cây này. Cây này chiều dài nó được 30 nha. Đó, ti này còn hơi hám đầy đủ luôn nha. Bụng cái lỗ này là lên xuống không được đâu nha. Đó, có giống như mấy con còn mấy cái cắt hành trình được nè. Nè, hơi nó còn dữ lắm hơi nha. Đây, mã 356. 356 đây em bán 350.000 nha. Rồi tiếp tục 357. 357 là một cái đội. Cái đội này cái đội cá sấu nha. Đây. Đội lên rất nhẹ nha. Đội lên rất là nhẹ. Cái đội cá sấu này thì cũng đăng đợt gọi hết một đợt rồi. Đó. Nhưng mà chưa bán được. Thì em thấy lên xuống gì nó cũng không có nhớt nhau gì dân thì ra cho nha. Cái này còn siêu mới nha. Đưa chân đặt cầm chạy nắng cái kiệm cái. Mã này mã 357 nè. Cô chú anh chị mình xem nước sơn của nó. Như mới luôn. Bánh bọng đồ này kia các cái còn nguyên dạng từ A tới Z nha. Không thiếu gì luôn nha. Đó, toàn bộ là còn như giống như mới. Nàng này chắc cũng còn được 70-80% gì đó. Mới chứ không phải tệ đâu. Đó, nó xuống đó. Rồi. Thì cái cây này em bán 450.000 nha. Mã 357. Cây này thì tại vì có một cái là nó đã mất cái tem này hết rồi. Thành thử em không có coi được là nó tải nó được bao nhiêu nha. Nhưng mà thường những cái dòng này á là chắc có lẽ 1 tấn rưỡi 2 tấn gì trở lại à. Phải yếu gì yếu cũng phải 1 tấn rưỡi mà cao gì chắc cũng cỡ 2 tấn là chứ không lên nữa. Tại ngày hôm qua em có bán một cây là bự hơn cây này một chút mà 2 tấn. Mà thấy nó bự sát thôi chứ còn thiệt ra T-Ben đồ này kia thì nó cũng giống như cây này thôi. Thì em nghĩ cây này chắc từ một tầm trong khoảng là 1 tấn rưỡi tới 2 tấn. Không lên mà không xuống em dám bảo đảm thế cỡ đó thôi. Chứ em không dám hơn nữa mà em nói chắc có lẽ nó không dưới đó nữa. Rồi là mã 357, em bán 450.000. Cái 358, 358 đây có hai cây đội ship. Đó, hai cây đội ship này thì nó cũng ở đây nó cũng mắc cái tem hết rồi. Thành thử em cũng không có chính xác là nó được bao nhiêu luôn. Đó, em gỡ bên này coi mà nhưng mà nó cũng thấy luôn. Thì thường là những cái dòng nó bự hơn này một chút á thì nó để 500 hoặc 600 tùy theo hãng sản xuất. 500 cũng có mà 600 cũng có. Đó, nhưng mà cây này thì em nghĩ chắc nó tầm ở 400 chắc được. Hai cây này 400 kg chắc đội lên bình thường. Đó, hai cây này yoga bình thường nha. Hai cây này anh em nào mà sửa xe ông đa đồ này kia á để đội cái những cái đầu bò lên đừng hỏng bánh trước lên đừng mình thao tác mình xử lý mình sửa đồ này kia thì dòng hai cây này thì đem về sửa xe ông đa đồ ngon lắm. Thì hai cây này em bán 250.000 nha. Để 200 hay gì? 250.000 nha cô chú anh chị mình. Thường là những cái cặp này là em bán 250.000 không à. Có người ai thích nhỏ thì xài nhỏ, ai có thích to thì xài to thôi. Rồi mã A358 em bán 250.000. Rồi tiếp tục mã A359. A359 rồi em sổ luôn cái cây này luôn. Bữa nay nhỏ nó ghi 800, bán 700 luôn. 359 là cái mã cuối cùng luôn nha. Bán 700 luôn. Đó, cái cây này là lúc trước em về cũng một cây nữa. Nhưng mà cây trước thì em nó hơi đẹp màu sắc hơn chứ nó thiệt nó cũng đồ đạc, nó cũng y gan cây này thôi chứ nó không có khác gì đâu. Chân cẳng thì ba cây này cũng còn thẳng nè, ba cái chân này còn thẳng nè.
Đó, đầu cổ găng cỏ thì cô chú anh chị mình khỏi chê, còn nguyên viên hết. Này dành để mình kẹp những cái ống tiếp tròn, mình thao tác mình xử lý, mình gian găng hoặc mình làm gì ở đầu đằng kia, đầu đằng này để dịnh lại, để kẹp lại giống như một cái tô thôi, nhưng mà nó nằm trên ba cái chân gì thôi, cũng nằm trên cao, giống như nó nằm cho lưng chừng cho lên trên cho vừa cái tầm độ màng á, vừa với khung tiện đồ này kia các cái gì đó mình thao tác mình màng. Đây vô ra bình thường nha, găng cỏ còn nguyên găng hết nha. Đó, cây này thì lúc trước em có về cây nước sơn nó hơi đẹp hơn chút thôi, chứ thiệt ra thì nó cũng giống hịch gì thôi. Đó, trước thì em bán 900, giờ thôi cây này là mã 359 nè, cây này em bán 700 luôn. Cô chú anh chị nào cảm thấy chốt được chốt, tại vì cây này nó khá là nặng, rồi cái tiền phí ship không em đã bao, không là cây này đã mệt mỏi lắm rồi. Nó tính ra cây này không còn nhiêu tiền chứ. Rồi, mã 359 cũng là cái mã cuối cùng, em bán 700 ngàn. Rồi em chào cô chú anh chị mình nha.